Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 41. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, đám cường giả này tới đây, gặp được con mẫu Hoàng Phong thì huyết linh phong đang đột phá thế này, sợ là sẽ không dễ gì mà bỏ qua, lùi một vạn bước mà nói, cho dù là lấy được linh đan trong cơ thể thị huyết linh phong thì đó cũng tuyệt đối là bảo vật. Bên trong nham động lúc này, Lục Lâm Thiên đang đánh giá cả đám người cùng với bảy thị huyết linh phong dày đặc, những người khác cũng y hệt như vậy. Đoạn Hồn Vương mặc hoa phục lơ lửng giữa không trung, ánh mắt quét hết toàn trường, cuối cùng dừng lại ở chỗ hai người một cao một thấp kia, nói. Của đúng là náo nhiệt, không ngờ hai lão gia hỏa linh vũ song quái các ngươi cũng tới nơi này, chẳng lẽ hai người các ngươi cũng có ý đồ với con thị huyết linh phong này sao? Đúng là hai lão quái, cư nhiên lại là bọn họ. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên hơi lóe lên, linh vũ song quái, hai người này ở cổ vực cũng coi như danh tiếng lẫy lừng. Đúng thật là lão quái có tiếng từ lâu, thực lực cực kỳ cường hãn, Lục Lâm Thiên cũng biết một vài tin tức về hai người này, ngay lúc nhìn thấy ngoại hình kỳ lạ của họ thì cũng đã đoán ra được thân phận của hai người rồi, ngoại hình thế này khó mà có thể tìm được người nào khác giống vậy được. Đoạn Hồn Vương, ai thấy thì có phần, có chúng ta ở đây, ngươi mà muốn độc chiếm thì sợ là không dễ vậy đâu. Trong linh vũ song quái, ánh mắt của tên dáng người nhỏ gầy lóe lên. Nhưng đối với đám người của Đoạn Hồn Vương thì hắn cũng có chút kiêng kỵ. Linh vũ song quái, không ngờ có thể gặp được các ngươi ở nơi này, nửa năm trước, hai lão gia hỏa các ngươi không ngờ lại dám vô sỉ ra tay giết chết đệ tử của ta, hôm nay ta nhất định sẽ tính sổ với các ngươi. Sau lưng của Đoạn Hồn Vương lúc này có hai vị lão giả lập tức nhảy ra, một trong số đó có vẻ mặt âm lãnh run run, ánh mắt hung hăng nhìn chòng chọc vào linh vũ song quái, thực lực của hai người này cũng đều là vũ xuất cửu trọng. Vọng Giang Song Hùng, đệ tử của ngươi ngay cả ta mà cũng dám trêu chọc, ta không giết hắn thì chẳng lẽ còn phải mời hắn uống rượu nữa hay sao? Buồn cười, đệ tử của mình là kẻ vô dụng, làm sư phụ còn dám có vác mặt ra, đúng là buồn cười. Lúc nhìn tới hai vị lão giả có vẻ mặt âm trầm này thì vị nhỏ gầy trong linh vũ song quái này lại nói không chút để ý. Vũ lão quái, ngươi muốn chết. Vị lão giả đứng đầu lúc này dường như là đang cực kỳ phẫn nộ, tiếng quát vừa dứt. Lúc này cũng không để ý tới những người khác nữa, thân hình run lên, dưới chân lóe ra chân khí dữ dội, biến thành một đạo lưu quang lao nhanh về phía người có thân hình nhỏ gầy kia, không gian gợn sóng trong nham động lúc này lại lập tức bị chấn khai. Tới đây đi, lão tử sợ ngươi chắc. Vũ lão quái nhỏ gầy như con khỉ kia biến đổi thủ ấn, một cỗ chân khí cường hãn nháy mắt liền tuôn ra cực nhanh và dữ dội. Ầm ầm. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong nham động lại bắt đầu run lên ầm ầm lần nữa, cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc ở phía trước rót vào, cái tổ ong màu đỏ kia lại phát ra quang mang chói mắt hơn nữa. Vọng Giang Song Hùng, chỗ này không phải nơi thích hợp giải quyết ân oán cá nhân, lấy được thị huyết linh phong quan trọng hơn. Đoạn Hồn Vương lớn tiếng nói. Hừ, đợi việc này xong rồi thì ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Tên Vọng Giang Song Hùng kia quát lạnh, sắc mặt trầm xuống, thu hồi thế công. Mắt nhìn xung quanh nơi này, cũng biết đây không phải lúc thích hợp để giải quyết ân oán cá nhân. Con mẫu Hoàng Phong này đang ở giai đoạn quan trọng nhất của đột phá. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên lóe lên, mắt nhìn vào biến hóa của tổ ong, sắc mặt có chút ngưng trọng. Mẫu Hoàng Phong sắp đột phá rồi, mọi người ra tay ngăn cản đám thị huyết linh phong kia lại, ta tới đối phó với mẫu Hoàng Phong. Lúc này, sắc mặt của Đoạn Hồn Vương trầm xuống, quát lớn một tiếng. Ra tay cùng một lúc. Một tiếng của Đoạn Hồn Vương vừa dứt thì một vị cường giả đứng bên cạnh lão lập tức tuôn ra chân khí dữ dội, không gian đột nhiên nổi lên từng hồi run rẩy kịch liệt, tiếp theo 11 người cũng biến thành từng đạo lưu quang phóng lên, lao thẳng về phía đàn thị huyết linh phong dày đặc kia. Xì xì. Phía trước tổ ong, mấy trăm con thị huyết linh phong ngũ giai kêu lên, trong tiếng kêu này chỉ toàn một cỗ cuồng ngược chi khí, theo tiếng kêu này phát ra, cả nham động nháy mắt liên trở nên sôi trào. Cùng lúc đó, mấy vạn con thị huyết linh phong dày đặc ở đây đột nhiên vỗ cánh bay lên, một cỗ khí tức hung hãn trong nháy mắt này liền lan ra tràn ngập. Ong ong! Mấy vạn con thị huyết linh phong vỗ cánh lao tới, bên trong nham động này, khí tức lập tức trở nên vô cùng đáng sợ. Ầm ầm ầm! 11 vị cường giả lúc này cũng lao tới với khí thế dữ dội, một cỗ chân khí cường hãn từ trong cơ thể bạo phát ra, từng đạo thân ảnh lướt nhanh như chớp. Lập tức đụng mặt với đàn thị huyết linh phong dày đặc kia. Một người đụng phải cả đàn thị huyết linh phong dày đặc thế này thì đương nhiên là phải chạy trốn thục mạng,
nhưng nhiều cường giả như vậy, còn có cả Vũ Vương Linh Vương ở đây thì lại khác hẳn rồi. Theo từng đạo công kích, chân khí cường hãn tuôn ra dữ dội, kinh khí tứ ngược, ngay sau đó lập tức có vô số thị huyết linh phong bị giết chết hóa thành từng mảnh huyết vụ, bên trong nham động thanh âm nổ bụp bụp không ngừng vang lên. Xì xì, tiếng vỗ cánh xì xì cuồng ngược lại vang lên lần nữa, nhưng lúc này thì có chừng 300 con thị huyết linh phong tu vi ngũ giai vỗ cánh, thân hình đỏ chót dữ tợn lớn chừng hai bàn tay kia lao tới nhanh như chớp. Một cỗ khí tức nồng đậm dị thường lập tức lan ra, thực lực của đám thị huyết linh phong ngũ giai này không hề thấp. Thực lực của đám thị huyết linh phong ngũ giai này hiện tại ngang bằng với linh tướng, trong đó có không ít con ở tu vi ngũ giai hậu kỳ, có thể so với linh tướng cửu trọng, cộng thêm số lượng của chúng, lúc này phỏng chừng có 300 con đồng thời vỗ cánh mà lên, thanh thế vô cùng dọa người, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi liền trực tiếp vỗ cánh lao tới chỗ 11 người kia. Tất cả thị huyết linh phong, vô luận là nhất giai hay nhị giai, hoàn toàn đều tấn côn theo kiểu không cần mạng, đúng là phương thức tự sát, điều này khiến cho cả đám cường giả trở tay không kịp, nếu không phải thực lực cách nhau quá lớn thì cũng khó mà chống lại được. Bất quá lúc 300 con thị huyết linh phong ngũ giai này đều lao thẳng xuống cũng khiến cho sắc mặt của 11 vị cường giả này biến sắc. Một đạo kiếm mang của một tên vũ xuất lục trọng trực tiếp bổ lên lưng của một con thị huyết linh phong ngũ giai. Kiếm quang dẫn theo lực lượng cường hãn tới mức khiến không gian hơi vặn vẹo, nhưng cũng không thể chặt đứt được con thị huyết linh phong này. Ngược lại ở phần đuôi của con thị huyết linh phong này bắn ra một cây ngao châm, trong nháy mắt như xuyên phá không gian, chớp mắt đã gần sát bên người của hắn. Sắc mặt của tên vũ xuất lục trọng này lập tức đại biến, thân hình vội vàng lùi lại phía sau, lại có thêm hơn 10 con thị huyết linh phong ngũ giai lao tới vây công, quả thực là khiến cho hắn trở tay không kịp. Ầm ầm ầm. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này, trong nham động liền biến thành một mảnh huyết vụ, vách động bốn phía đều bị máu tươi của thị huyết linh phong nhiễm đỏ, mùi máu tươi nồng đậm tràn ra, mang theo một khí tức quỷ dị, khiến cho lòng người cảm thấy kinh hãi. Ba người bao gồm cái vị mang đấu bồng kia, đều ngẩng đầu nhìn lên phía trước, trên đường đi cũng đã kiến thức qua độ khó chơi của đàn thị huyết linh phong này, lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng cũng thót một cái, nhưng thấy đã có người ra tay trước. Trong lòng ba người hình như bắt đầu có chút không cam lòng. Ba người có chút do dự, dù sao thì cũng có Linh Vương và Vũ Vương ở đây. Chỉ là sau một hồi do dự thì ba người vẫn quyết định sẽ ra tay, ba đạo thân ảnh đều tự lựa chọn phóng tới một góc có số lượng thị huyết linh phong ít hơn, mục tiêu đều là đi tới chỗ cái tổ của thị huyết linh phong. Sắc mặt của bốn tên linh xuất của vạn tượng môn lúc này vô cùng khó coi, người ở chỗ này thực lực của ai cũng mạnh hơn bọn họ. Người có kém nhất trong số đó thì cùng ngang với họ, trong lòng bọn họ cũng thừa hiểu, sợ là có chỗ tốt gì cũng không tới phiên bọn họ rồi. Ong ong! Chẳng qua là dù bốn người của vạn tượng môn không có ý định tấn công thị huyết linh phong đi nữa, nhưng đám thị huyết linh phong này cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lập tức có vô số thị huyết linh phong dày dặc ùa tới với khí thế phô thiên cái địa, một cỗ quang mang màu đỏ bao phủ cả bốn người chỉ có thể xuất thủ phản kháng cật lực mà thôi. Lục Lâm Thiên và Bạch Linh lúc này cũng không có động tác gì, nhưng lại không có bất kỳ con thị huyết linh phong nào tới tấn công hai người, đều là tới gần cả hai người rồi tự giác né đi nơi khác ngay. Đoạn Hồn Vương đứng từ xa nhìn toàn trường liền cảm thấy hơi kinh ngạc, ánh mắt đảo qua trên người Lục Lâm Thiên và Bạch Linh, thần sắc hơi trầm xuống, lúc này linh lực liền tuôn ra dữ dội, cũng vội vã lao về phía tổ ong, thân ảnh cứ như lưu quang lóe qua. Xuy xuy. Quanh người của Đoạn Hồn Vương liền có một cỗ chấn lực khổng lồ mở ra, toàn bộ thị huyết linh phong tiếp cận xung quanh người hắn đều bị chấn thành mảnh nhỏ, hơi xa một chút thì trực tiếp bị đẩy ra xa. Không thể để tên này quấy rầy thị huyết linh phong đột phá được. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên trầm xuống, nếu như quấy rầy thị huyết linh phong đột phá thì sau này mình thu phục được nó rồi, tác dụng của nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Không vội, thị huyết linh phong sao có thể chỉ có chút thủ đoạn ấy. Bạch Linh truyền âm vào trong tai của Lục Lâm Thiên vừa muốn vọt lên liền dừng bước lại. Mở ra, trong miệng của Đoạn Hồn Vương khẽ quát một tiếng, trong tay xuất ra một đạo trưởng ấn đánh xuống, trực tiếp đánh cho một mảnh thị huyết linh phong tứ giai hóa thành huyết vụ. Ong ong, ngay tại lúc này, hơn 10 con thị huyết linh phong ngũ giai nháy mắt liền lao lên ngăn cản. Đi chết đi, trên không trung của nham động, mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt liền phá không chém xuống. Vô số con thị huyết linh phong nháy mắt bị chém chết, huyết vụ bắn ra vách nham thạch bốn phía, tiếp theo thân ảnh của Vũ Vương nhị trọng liền xuất hiện bên cạnh Đoạn Hồn Vương, nói,
Đoạn Hồn Vương, ta yểm hộ cho ngươi, ngươi mau đi thu phục Mẫu Hoàng Phong đi. Tốt, vậy thì xin giao cho Lưu Kiếm Huynh. Ánh mắt của Đoạn Hồn Vương trầm xuống, thân ảnh liền cấp tốc lao về phía tổ ong màu đỏ kia. Hiu hiu, mấy đạo kiếm quang dữ dội phá không mà ra, lại có thêm vô số thì huyết linh phong bị trường kiếm trong tay của Vũ Vương Nhị Trọng chém thành hai nữa, lực công kích của Vũ Vương Nhị Trọng. Chỉ một nhát kiếm đã khiến cho không gian gợn sóng trực tiếp bị chém thành hai nửa, Vũ Vương Nhị Trọng đối phó với đàn thị huyết linh phong này quả thật không có bất kỳ trở ngại nào. Hừ, thị huyết linh phong là của ta. Trong nháy mắt, thân ảnh của Đoạn Hồn Vương đã tiếp cận tổ ong màu đỏ, trong ánh mắt lộ ra ý cười. Ầm ầm, năng lượng thiên địa bàng bạc chảy vào bên trong, tổ ong màu đỏ phát ra một chuỗi lưu quang, cả không gian đều bắt đầu run rẩy theo. Xì xì. Đúng vào lúc này, từng tiếng kêu xi xi cuồng ngược vô cùng đột nhiên vang vọng khắp không gian, tổ ong màu đỏ kia nháy mắt run lên, đột nhiên, có hơn mấy chục đạo thân ảnh màu đỏ lao ra ầm ầm. Theo sự xuất hiện của mấy chục đạo huyết sắc tàn ảnh kia, trong nham động lúc này, tất cả thị huyết linh phong đang có mặt không khỏi phấn chấn kêu lên cộng hưởng, mỗi con lại càng thêm cuồng bạo. Mấy chục đạo huyết sắc tàn ảnh lao ra từ bên trong tổ ong, lập tức thu liễm quang mang. Lộ ra hơn 50 con thị huyết linh phong, mà thân hình của hơn 50 con thị huyết linh phong này đều lớn cỡ một đứa trẻ mới sinh, toàn thân đỏ tươi, bộ dạng dữ tợn, khí tức vô cùng cường hãn và cuồng ngược. Thị huyết linh phong lục giai. Nhìn thấy hơn 50 con thị huyết linh phong lục giai này, trong đó hơn một nửa đều là lục giai trung kỳ, một nửa còn lại là lục giai sơ kỳ, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nhiều thị huyết linh phong lục giai như vậy. Tuyệt đối là tới tình trạng khủng bố, quả thật là bằng mấy chục linh suất. Là thị huyết linh phong lục giai. 54 con thị huyết linh phong lục giai. Đây chính là điểm khủng bố của thị huyết linh phong sao. Cả đám người lúc này cũng không khỏi sợ hãi thán thầm, hơn 50 con thị huyết linh phong lục giai xuất hiện, bên trong nham động này lập tức bị một cổ khí tức hung hãn bao phủ. Xì xì. Hơn 50 con thị huyết linh phong xuất hiện, lúc này lại không chút chậm trễ. Trực tiếp vây công lao về phía Đoạn Hồn Vương. Sắc mặt của Đoạn Hồn Vương lúc này cũng đại biến, hết thảy những thứ này quả thật khiến cho hắn không ngờ tới, 54 con thị huyết linh phong lục giai, thế lực cường hãn cỡ ấy, hắn cũng tuyệt đối không dám chọi cứng, nếu là người bình thường mà nói thì đã sớm vòng sang đường khác mà đi rồi, linh vương nhất trọng như hắn đúng là rất mạnh, một vài con thị huyết linh phong hắn đương nhiên là không sợ rồi. Có thể dễ dàng giết chết, nhưng hơn 50 mấy con thị huyết linh phong lục giai dùng phương thức tự sát để đánh thì hắn cũng không dám chống lại. Đây chính là điểm khủng bố của thị huyết linh phong. Ông! Trong nháy mắt, một con thị huyết linh phong lục giai có tốc độ nhanh như chớp, nháy mắt đã phun ra một đoàn huyết phụ, trong huyết phụ còn kèm theo công kích linh hồn. Sau đó cả đàn thị huyết linh phong lập tức lao tới nhanh như chớp, phần đuôi chìa xuống, mang theo kình phong vô cùng sắc bén. Từng cây ngao châm đâm thật mạnh về phía Đoạn Hồn Vương. Hừ, nghiệt xúc muốn chết. Đoạn Hồn Vương nhìn đám thị huyết linh phong đang ùa tới, sắc mặt khẽ biến, thực lực linh vương nhất trọng, trong lòng cũng có vài phần chắc ăn và tự tin, thân hình lóe lên, vượt qua ngao châm của đám thị huyết linh phong này. Sau đó trực tiếp lướt lên, linh khí mênh mông trong cơ thể nháy mắt liền bộc phát ra phô thiên cái địa, trong tay xuất ra một đạo quyền ấn mang theo tiếng sấm nổ. Lấy một loại lôi đình chi lực trực tiếp đánh lên lưng đám thị huyết linh phong kia. Ầm ầm, tiếng vang trầm thấp lập tức truyền ra, tốc độ của thị huyết linh phong này mặc dù rất nhanh, nhưng cũng không tránh nổi một quyền của Đoạn Hồn Vương, thân hình cỡ một đứa bé của nó trực tiếp rơi xuống mặt đất, trong cái miệng dữ tợn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng không có dấu hiệu đã chết. Chỉ là lúc này, hơn 50 con thị huyết linh phong lục giai còn lại, lập tức nhào tới sau lưng của Đoạn Hồn Vương nhanh như chớp. Khí tức cường hãn áp xuống, xen lẫn từng đạo công kích linh hồn cũng giáng xuống kèm theo. Đáng chết! Ánh mắt của Đoạn Hồn Vương trầm xuống, thân hình lập tức lùi lại thật nhanh, thủ ấn kết xuất, hai tay kéo thành một vòng tròn ở trước người, phía trước người lập tức xuất hiện một đạo quang quyển hộ thân vô hình. Mau bố trí trận pháp! Một tiếng quát lớn phát ra từ chỗ Lưu Kiếm, cũng nhìn qua 10 người tu vi vũ xuất là Vọng Giang Song Hùng và Lạc Sơn Tứ Anh, vội vã lao ra khỏi đàn thị huyết linh phong. Trong tay của 11 người bắt đầu kết xuất một đạo thủ ấn quỷ dị, chân khí ngập trời bắt đầu tuôn ra dữ dội, trong tay của 11 người lập tức đều xuất hiện một đạo quang trụ khổng lồ có đường kính mấy thước, quang trụ nháy mắt liền lan ra nhanh chóng. Ầm, 11 đạo quang trụ khổng lồ dữ dội lướt ra,
sau đó 11 đạo quang trụ cường hãn đột nhiên lập tức hội tụ lại, trong nháy mắt liền bắn ra một đạo quang mang chói mắt, hào quang trong nháy mắt liền bao phủ cả nham động, một cỗ lực lượng thao thiên lập tức đè ép xuống, cả nham động đều run lên. Bao trùm luôn cả bên trên của nham động, lúc này, phía trên nham động, nơi mà màn sáng bao phủ, nham thạch trực tiếp rạn nứt một cách vô thanh vô tức, không gian ba văn gào thét nổi lên như sôi trào, từng vòng rung động tỏa ra. Trong nháy mắt tiếp theo, cả quang mang này nháy mắt liền như cắt gọt cả nham động vậy, phát ra một mảnh quang mang cuồng bạo. Xì xì. Bên dưới quang mang, vang lên một mảnh tiếng xì xì, hơn vạn con thị huyết linh phong ở bên dưới trực tiếp bị nghiền thành huyết vụ, trong đó có không ít thị huyết linh phong ngũ giai và tứ giai. Sắc mặt của Lục Lâm Thiên cũng hơi biến đổi, thị huyết linh phong chết thảm trọng, vậy thì sau khi mình thu phục được thị huyết linh phong thì thực lực cũng sẽ bị hao tổn lớn rồi. Ầm ầm ầm. Bên trong nham động lại vang lên tiếng ầm ầm lần nữa, nham động rung lên, tổ ong màu đỏ ở trên lúc này lại có thêm năng lượng thiên địa điên cuồng rót vào bên trong. Mau giúp ta cản đám thị huyết linh phong này lại, ta muốn thu phục mẫu hoàng phong trước đã. Đoạn Hồn Vương lại đẩy lùi hai con thị huyết linh phong lục giai, sau đó quát lớn nói với đám người ở sau lưng. Tiếp tục bày trận. Sắc mặt của 11 người trầm xuống, lúc này cả đám đều vô cùng khẩn trương. 11 người nháy mắt liền tiến về phía trước, thân ảnh ngăn tại sau lưng của Đoạn Hồn Vương, 11 người lại kết xuất ra từng đạo thủ ấn quỷ dị, trong tay của mỗi người lại xuất hiện mười mấy đạo quang trụ có đường kính khổng lồ lao ra lần nữa. Rầm. 11 đạo quang trụ lao ra, lại hội tụ lần nữa, tạo thành một đạo quang mang chói mắt, lần này, quang mang kia liền nhốt hơn mấy chục con thị huyết linh phong lục giai vào bên trong, một cổ cự lực đè xuống khiến cho cả nham động lại rung lên lần nữa. Xì xì. Hơn mấy chục con thị huyết linh phong lục giai này nháy mắt đã bị nhốt lại, kêu lên xì xì, thân hình trực tiếp va vào trên quang mang, chỉ khiến cho quang mang rung lên rồi lan ra như sóng gợn chứ không thể nào thoát ra được. Xì xì. Hơn mấy chục con thị huyết linh phong lại lao lên hết lần này tới lần khác, tựa như một cỗ máy vậy, dưới áp lực cỡ này, hai tên vũ xuất lục trọng có thực lực thấp nhất kia mặt mũi đã trắng bệch, dường như khó mà chống đỡ nổi nữa. Hừ. Nhiệt xúc muốn ra sao? Nào có dễ dàng như vậy? Thanh âm từ trong miệng Vũ Vương nhị trọng kia vang lên. Chân khí trong người tuôn ra. Cỗ chân khí bàng bạc này run run, ầm ầm rót vào trong quang mang. Lúc này cỗ quang mang này lại chói mắt thêm vài phần. 11 người liên thủ kết trận. Lúc này áp lực của bốn linh xuất của vạn tượng môn đã giảm đi nhiều. Thân hình nhanh chóng lùi lại. Bốn người kêu khổ không ngừng. Hai linh xuất thực lực thấp nhất kia đã bị thị huyết linh phong công kích chúng vài lần, lúc này hai người vội vàng nhét đan dược vào trong miệng. Linh vũ song quái cùng với vũ xuất cửu trọng mặc áo choàng kia lúc này ánh mắt cũng trầm xuống. Đám thị huyết linh phong bị đánh lui lúc này căn bản không ngạnh kháng nữa mà trực tiếp lui về bên trong tổ. Linh vũ song quái, các ngươi tránh ra. Đoạn Hồn Vương lúc này đã tới gần tổ của thị huyết linh phong, cảm nhận ba người sau lưng đang đánh tới. Thủ ấn trong tay lập tức được kết. Một trưởng ấn đem theo linh lực khổng lồ nhanh chóng đánh về phía sau. Đoạn Hồn Vương, người muốn nuốt một mình sao? Linh vũ song quái hét lên một tiếng âm lệ, thế nhưng thân thể không lùi lại. Cường giả mang áo choàng kia cũng nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí rồi né tránh. Bạch Linh, chúng ta ra tay. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, ánh mắt hắn lúc này trầm xuống. Tuyệt đối không thể để Đoạn Hồn Vương làm ảnh hưởng tới thị huyết linh phong đột phá. Nghe vậy, Bạch Linh nhanh chóng hiểu ý gật đầu, thân hình nhanh chóng biến mất tại chỗ. Ngao! Một tiếng sói tru vang lên, trước người Lục Lâm Thiên lúc này có quang mang màu vàng tuôn ra. Lập tức Khôi Tứ xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Khôi Tứ, đi phá vỡ trận pháp kia cho ta. Lục Lâm Thiên khẽ quát rồi vung tay lên. Thân hình khổng lồ của Khôi Tứ lúc này giống như một tia chớp trực tiếp nhảy ra, mang theo một cỗ khí tức bàng bạc cường hãn. Kim quang quanh người lưu chuyển, cái đầu sói dữ tợn lúc này giống như vật còn sống, trong miệng gầm lên một tiếng. Trên cánh tay có một cỗ kim quang giống như tia chớp lưu chuyển rồi hộ tụ trên cánh tay. Tiếp theo, trong nháy mắt cánh tay to lớn của Khôi Tứ mang theo cỗ lực lượng sắc bén xuyên thủng không gian, trên móng vuốt sắc bén lúc này hàn mang tuôn ra. Không gian chung quanh vặn vẹo, gợn sóng trong không gian lập tức hóa thành cho tàn. Cánh tay hung hăng đánh về phía cỗ quang mang do 11 người của Vũ Vương nhị trọng kia bố trí. Giờ phút này, kim quang trên người Khôi Tứ tuôn ra.
bàn chân đạp mạnh mặt đất một cái. Mặt đất cứng rắn như nham thạch trong bị lún xuống. Cánh tay mang theo lực lượng mạnh mẽ đánh vào màn quang mang kia. Thực lực thật là mạnh mẽ, khôi hổ là khôi lỗi thất cấp. Lục Lâm Thiên nở nụ cười vui vẻ. Khôi tứ ra tay, khí thế kia đủ để cho Lục Thiếu Du biết rõ thực lực của nó. Thực lực này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn. Ken két. Giờ phút này, phía trên màn quang mang kia xuất hiện mấy khe hở lớn. Cả quang mang lúc này giống như lung lay sắp đổ, từng cái khe nhỏ bắt đầu lan tràn ra bốn phía. Chi chi. Đồng thời mấy chục đầu thị huyết linh phong lúc này cũng hung hăng đâm vào trên màn quang mang đã rạn nứt. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào, cả màn quang mang lập tức lay động mạnh mẽ. Màn quang mang này rốt cuộc cũng vỡ tan, một cỗ kình khí ngập trời như nổ tung. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy cả cái hang động này lung lay, kình khí khuếch tán. Nham thạch chung quanh bắt đầu rạn nứt, mà nham thạch trên đỉnh lúc này đã xuất hiện không ít vết nứt to bằng cách tay lan tràn ra bốn phía. Đá vụn bắt đầu rơi xuống. Phốc phốc, mấy vũ xuất bố trí quang mang kia lúc này có mấy người trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Còn có mấy người sắc mặt tái nhợt, mà ngay cả vũ vương nhị trọng lưu kiếm kia thân thể lúc này cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước thân thể mới đứng vững được. Phía dưới chân, nham thạch bị dẫm nát bấy. Khôi lỗi thất giai sơ cấp. Mắt thấy khôi lỗi vừa mới ra tay, lúc này trong mắt vũ vương lưu kiếm kia hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn có thể cảm nhận được thực lực khôi lỗi này tuyệt không dưới hắn. Rốt cuộc là ai lại có được vật khủng bố như vậy? Ánh mắt hắn nhìn ra chung quanh, rốt cuộc lưu kiếm cũng nhìn thấy Lục Thiếu Du. Khôi lỗi thất giai sơ cấp. Lúc này không chỉ có lưu kiếm, tất cả mọi người đều giật mình, ánh mắt đều tập trung vào người Lục Lâm Thiên. Mà bốn linh suất của vạn tượng môn kia lúc này càng trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ đều líu lưỡi. Người khác còn không biết, thế nhưng bọn hắn lại biết. Đầu khôi lỗi thất cấp này chính là khôi lỗi thất giai sơ cấp bị hỏng mà bọn hắn vừa mới thông qua vạn tượng thương hội bán ra khi trước. Sau khi dùng giá cả rẻ mạt bán đi, cường giả trong môn đều thở dài. Thế nhưng cái khôi lỗi thất giai sơ cấp bị tổn hại kia lúc này rõ ràng đã được chữa trị. Chỉ có một giải thích duy nhất chính là có người đã chữa trị khôi lỗi thất giai sơ cấp này. Thế nhưng tất cả cường giả của vạn tượng môn đều đã cẩn thận nghiên cứu qua. Khôi lỗi này đã bị hỏng. Căn bản không thể chữa trị. Vậy mà sau khi bán ra ngoài lại được người khác chữa trị thành công. Lỗ lớn rồi. Bốn người nhìn nhau, trong lòng không khỏi nhỏ máu. Khôi lỗi này đã được người ta chữa trị, 2.500.000 vạn kim tệ đạt được một cỗ khôi lỗi thất giai sơ cấp A. Nếu như để cường giả trong môn biết được chuyện này, chỉ sợ trong lòng bọn hắn cũng nhỏ máu. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên đột nhiên ra tay. Người này không ngờ lại có khôi lỗi thất giai sơ cấp, rốt cuộc là có địa vị gì. Siêu. Cùng một lúc, Đoạn Hồn Vương đánh lùi ba người linh vũ song quái, thân hình lập tức lao thẳng tới tổ của thị huyết linh phong. Lùi ra đi. Một thanh âm dịu dàng vang lên. Một thân ảnh màu trắng bất ngờ xuất hiện trước người Đoạn Hồn Vương. Thân ảnh màu trắng này như quỷ mị, cơ hồ vô thanh vô tức xuất hiện trước người Đoạn Hồn Vương kia. Nhìn thấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện này, Đoạn Hồn Vương đã sớm chú ý. Đối phương không ngờ lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn. Ánh mắt Đoạn Hồn Vương lúc này hoảng hốt, thế nhưng lúc này mũi tên đã lên dây, không thể không bắn đi được. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, hàn ý trong mắt hiện lên, cánh tay vung lên, linh lực bàng bạc mang theo thanh âm xé gió bắn về phía Bạch Linh. Trở về đi. Bạch Linh khẽ nói một tiếng, nhìn qua cỗ linh lực đang bắn tới mình, cánh tay mềm mại khẽ dương lên. Bàn tay trắng như ngọc khẽ búng một cái, một đạo quang mang bàng bạc từ trong cơ thể bắn ra. Lập tức một cỗ yêu nguyên ngập trời mang theo lực lượng cuồng bạo tuôn ra. Y phục trên người bay phấp phới, bao bọc thân thể linh lung kia. Phanh! Đạo quang mang màu trắng kia nhanh chóng va chạm với cỗ linh lực do Đoạn Hồn Vương đánh ra, gần như vô cùng dễ dàng đánh tan đạo linh lực kia. Dư lực còn lại của cỗ quang mang lập tức chút vào trên người Đoạn Hồn Vương. Phốc phốc! Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, miệng Đoạn Hồn Vương liền phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt lập tức trắng bệch, ngay sau đó, thân thể lảo đảo từ không trung rơi xuống phía dưới. Hai chân liên tiếp lùi lại mấy chục thước, phía dưới chân tạo thành hai cái rãnh song song vô cùng dài, lúc này thân thể hắn mới đứng vững được. Yêu thú thất giai trung kỳ. Bạch Linh ra tay, lập tức từng đạo ánh mắt mang theo sự kinh hãi rơi vào trên người Bạch Linh.
mà lúc này Đoạn Hồn Vương càng thêm rung động, từ khí tức của nữ tử này vừa rồi, xem ra nàng cũng không phải vũ giả hay linh giả, mà là yêu thú thất giai trung kỳ. Hắn thực sự không ngờ tới, nữ tử này lại là yêu thú khủng bố như vậy. Hít! Bốn linh suất của vạn tượng môn lúc này cũng phải líu lưỡi rồi hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Ban đầu ở Hoàng gia, bọn hắn đều không đặt hai người này vào trong mắt. Hiện tại ngẫm lại mới thấy, khi trước đối phương sợ rằng tùy thời đều có thể lấy mạng bọn hắn. Giờ phút này trong lòng mọi người có mặt lúc này đều chấn động. Khôi lỗi thất giai sơ cấp, yêu thú thất giai trung kỳ, một chiêu đã đánh cho Đoạn Hồn Vương trọng thương, bọn họ lấy cái gì chống lại hai người này. Chi chi. Mọi người chấn động, bất quá lúc này đám thị huyết linh phong không có đình chỉ công kích, lập tức lao thẳng về phía trước, liều mạng công kích. Các hạ là người phương nào? Trường kiếm trong tay Vũ Vương nhị trọng mang theo một mảnh kiếm quang, sau khi đánh chết hơn 10 đầu thị huyết linh phong rồi lập tức nhìn Lục Thiếu Du nói. Các ngươi đối với thị huyết linh phong này đã vô duyên. Nếu như ngươi không đi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lục Lâm Thiên nói, giờ phút này chỉ có quanh người Lục Lâm Thiên là không có một con thị huyết linh phong nào dám tới gần, điều này khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Các hạ, quy củ trong giang hồ chính là người gặp có phần. Các hạ muốn độc chiếm, có phải là hơi quá phận hay không? Sắc mặt Đoạt Hồn Vương mang theo sự tái nhợt nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Hắn cũng nhìn ra được, yêu thú thất giai trung kỳ không ngờ lại đi theo bên người thanh niên áo xanh này, đây mới là chính chủ. Quy củ mới hiện tại chính là hết thảy đều dựa vào thực lực. Quy củ của ta cũng là như vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống rồi nói. Sắc mặt mọi người đại biến. Ngại thực lực của Lục Lâm Thiên nên lúc này căn bản không nói câu nào nữa. Ngay cả Linh Vũ song quái, còn có Vũ Xuất Cửu trọng mặc áo choàng kia lúc này dường như càng không dám nói gì. Ầm ầm. Trong nham động, giờ phút này càng thêm lay động kịch liệt. Phía trước, năng lượng thiên địa bên trên nham động lúc này nhanh chóng tiến vào trong cái tổ ong kia. Một cỗ khí tức dị thường cường hãn nhanh chóng tràn ra. Cỗ khí tức này khiến cho linh hồn mọi người run lên. Tất cả vũ xuất cùng linh xuất có mặt hiện tại, sắc mặt lập tức hoảng hốt. Chi chi. Trong lúc khí tức này tràn ra, trong hang, tất cả thị huyết linh phong còn lại lúc này đều kêu lên. Siêu siêu. Trong chiếc tổ huyết sắc kia có một cỗ khí tức nhanh chóng tràn ra. Rốt cuộc cũng đột phá. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào phía trên tổ ong huyết sắc kia. Cảm nhận cỗ khí tức đang lan tràn ra bốn phía, cỗ khí tức này cực kỳ cường hãn, cùng với cuồng bạo. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác ngưng trọng hiện lên trong lòng Lục Thiếu Du. Thị huyết linh phong mẫu hoàng phong này hiện tại đã đột phá, hắn muốn thu phục dễ vậy sao? Siêu! Ánh mắt Bạch Linh có chút biến đổi, giờ phút này thân ảnh cũng nhanh chóng đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Liều! Ngay khi Bạch Linh lui ra, trong nháy mắt có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bắn về phía tổ ong kia. Tốc độ vô cùng mau lẹ, trong lòng mọi người rất rõ ràng. Nếu như lúc này không ra tay thì cũng không còn cơ hội nào nữa. Bên trong mấy đạo thân ảnh có Linh Vũ song quái, Vũ Xuất Cửu trọng mặc áo choàng, còn có Đoạn Hồn Vương đã bị thương kia. Bốn người nhanh chóng bắn về phía trước. Giờ phút này khoảng cách của Vũ Xuất Cửu trọng mặc áo choàng kia là gần nhất cho nên tới nơi trước tiên. Dường như có chút bản lĩnh, thân thể nhanh chóng tiến lên hai bước. Thủ ấn được kết, trong tay mang theo một cái lưới khổng lồ trực tiếp bao phủ tổ ong khổng lồ kia. Cái lưới này toàn thân đỏ rực, từng mảnh lưới tràn ngập liệt hỏa. Một cỗ khí tức bàng bạc lan tràn, cái lưới kia lúc này lập tức bành trướng tới hơn 1000 mét, nhiệt độ trong hang lập tức tăng cao. Vũ linh khí hoàng cấp. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trên người Vũ Xuất Cửu trọng này không ngờ lại có một kiện vũ linh khí hoàng cấp. Khó trách lại dám tiến lên như vậy, quả thực khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung. Nhìn thấy cái lưới màu đỏ khổng lồ này, mấy tiếng thán phục nhanh chóng vang lên. Dường như mấy người kia từ vũ linh khí này đã nhận ra thân phận của Vũ Xuất Cửu trọng này. Siêu! Cái lưới đỏ rực này nhanh chóng bao phủ. Khi cái lưới khổng lồ sắp chạm vào tổ ong kia, không gian chung quanh tổ ong đột nhiên xuất hiện chấn động rất nhỏ. Một đạo quang mang huyết sắc từ trong tổ ong bắn ra. Ngay sau đó, trong đạo quang mang huyết sắc này có một cái gai sắc bén xuyên qua mảnh lưới bắn về phía đầu của người đeo áo choàng kia. Siêu! Sắc mặt người này lập tức đại biến, chân khí trong tay tuôn ra, một đạo trưởng ấn trực tiếp được đánh ra.
Siêu. Chỉ trong nháy mắt, trên bàn tay người này truyền đến cảm giác đau đớn rất nhỏ, ánh mắt người này biến đổi, vội vàng thu bàn tay lại rồi nhanh chóng cúi đầu xem xét. Lúc này trên phía tay hắn đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ, trong chớp mắt toàn thân người này run lên. Nếu không phải có áo choàng che mặt, nhất định có thể nhìn thấy sắc mặt người này lúc này đã biến thành trắng bệch. Cảnh tượng này, mấy người Đoạt Hồn Vương cùng với Linh Vũ Song Quái phía sau cũng nhìn thấy biến hóa của người mặc áo choàng, thân hình dừng lại, vẻ mặt sững sờ. Nhưng ngay lúc đó, tổ ong huyết sắc kia giống như máu tươi đang lưu động. Không ngừng chuyển động dưới ánh sáng, một cỗ khí tức quỷ dị đột nhiên lan tràn ra. Siêu siêu. Bốn người dường như cùng lúc cảm nhận được cái gì, chân khí, linh lực trên người tuôn ra. Thân hình nhanh chóng lùi lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Siêu siêu. Ngay khi bốn người vừa mới lui lại, Đoạt Hồn Vương kia là người rút lui nhanh nhất. Thế nhưng Linh Vũ Song Quái kia trong lúc nghi hoặc, phản ứng hơi chậm một chút. Bên trong tổ ong huyết sắc kia đột nhiên run lên, một đạo quang mang huyết sắc trong lúc bọn hắn vừa mới rút lui đột nhiên được bắn ra. Siêu siêu. Máu lóe lên, hai tia máu mang theo thanh âm kỳ dị vang lên, trong nháy mắt từ trong tổ ong huyết sắc kia vang lên. Thanh âm kỳ dị này trong nháy mắt như hóa thành thực chất, giống như là phong bạo nhanh chóng từ tổ ong vang lên. Gợn sóng trong không gian lúc này trực tiếp nảy lên. Trên cái hang kia, vô số đá vụn rơi xuống, cả cái hang chậm rãi lung lay giống như là địa chấn. Phanh phanh. Linh Vũ Song Quái là người bị sóng âm kỳ dị này ảnh hưởng tới, gợn sóng trong không gian nhanh chóng đập lên trên thân thể hai người bọn họ. Lúc này thân thể hai người giống như là diều đứt dây, hai thanh âm trầm đục vang lên. Lập tức trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Người mặc áo choàng kia lúc này cũng chưa chạy thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của gợn sóng. Chỉ chạy xa hơn hai người Linh Vũ Song Quái một ít mà thôi. Thế nhưng khi gợn sóng lan tới, thân hình hắn lập tức lảo đảo lui về phía sau. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo rồi ngã xuống mặt đất. Linh hồn hóa âm công kích. Lúc này tất cả mọi người trong hang động lập tức vận công che thính giác của mình lại. Bên trong thanh âm kỳ dị mang theo sợn sóng này xen lẫn linh hồn công kích cực lớn, đánh thẳng vào linh hồn trong đầu. Phốc phốc, mấy linh suất trong vạn tượng môn chỉ chống lại được một lát rồi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Người thực lực thấp hơn thì thương thế càng nghiêm trọng, hơn 10 vũ suất theo Đoạt Hồn Vương đi tới lúc này có 2 vũ suất lục trọng cùng với 3 vũ suất thất trọng phun ra máu tươi. Linh hồn công kích thật mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên che đậy thính giác của bản thân. Thế nhưng giờ phút này linh hồn công kích hóa thành âm thanh vẫn quanh quẩn trong nham động, cơ hồ không tiêu tán cũng khiến cho hắn lúc này có chút mê muội. Bất quá hắn vẫn có thể miễn cưỡng chống lại. Chi chi. Cơ hồ trong cùng lúc này, huyết sắc quang mang xuất hiện. Tất cả thị huyết linh phong trong hang lúc này vô cùng hưng phấn kêu lên mấy tiếng, lập tức đình chỉ công kích với mọi người. Một cỗ huyết sắc quang mang tuôn ra, nhanh chóng vây quanh đoàn huyết sắc quang mang kia. Trong lúc giao thủ vừa rồi, 4-5 vạn thị huyết linh phong đã bị chết hơn phân nửa. Những thị huyết linh phong nhất giai cơ hồ đều bị chết không còn một mống. Đầu thị huyết linh phong nhất giai do Lục Thiếu Du khống chế trong lúc đại chiến cũng bị vạ lây mà bị đánh chết. Trên mặt đất chằng chịt thi thể của thị huyết linh phong, lúc này đã phủ kín mặt đất trong hang. Huyết vụ bắn ra bốn phía khiến cho nham thạch lúc này đã chuyển thành màu hồng. Thị huyết linh phong nhất giai cơ hồ chết hết. Thị huyết linh phong nhị giai cũng không còn bao nhiêu, thị huyết linh phong tam giai cũng không còn nhiều lắm, thị huyết linh phong tứ giai lúc này đã chết đi hơn phân nửa. 54 đầu thị huyết linh phong lục giai lúc này chỉ còn lại 43 đầu. Thị huyết linh phong lui ra khiến cho mọi người thầm thở dài một hơi, thế nhưng sắc mặt lúc này càng thêm ngưng trọng. Tất cả mọi người giờ phút này đều khẩn trương nhìn vào bên trong huyết sắc quang mang kia. Lục Lâm Thiên cũng dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn vào đoàn huyết quang chói mắt kia. Huyết sắc quang mang này càng lúc càng mạnh, trong nháy mắt có tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên. Huyết sắc quang mang lập tức vỡ ra, vô số đạo huyết quang chói mắt từ trong khe nứt hiện ra, lập tức bao phủ toàn bộ nham động, giống như là một mặt trời màu đỏ vậy. Quang mang bắn ra ngày càng chói mắt, trong nham động đột nhiên chấn động từng đợt. Lúc này trong mắt Lục Lâm Thiên, ở trong huyết sắc quang mang kia có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Nhân loại, không ngờ các ngươi lại dám xông tới nơi này của ta. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong huyết sắc quang mang, một thanh âm vang lên, có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mọi người.
trong ánh mắt vô hình có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người khác lạnh lẽo. Tất cả mọi người nhìn nhau, giờ phút này có một nửa mọi người đã bị thương. Nhìn thấy thị huyết linh phong đã đột phá thất giai thành công, trong nội tâm mọi người không khỏi cảm thấy hối hận vì đã tới vạn hạp quật. Ngay cả đoạt hồn vương, còn có vũ vương nhị trọng kia sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc này bọn hắn đã không còn cách nào đạt được chỗ tốt nữa. Thị huyết linh phong sau khi đột phá không phải là yêu thú mà bọn hắn có thể đơn giản đối phó. Huống chi nơi này bây giờ còn có một cỗ khôi lỗi thất giai sơ cấp, còn có một đầu yêu thú thất giai trung kỳ khác. Chạy mau! Sắc mặt đoạt hồn vương trầm xuống, khi thanh âm vang lên, thân thể nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Hơn chục người phía sau lưng hắn lúc này cũng không chút do dự nhanh chóng chạy theo. Chỉ là tốc độ chậm hơn mà thôi. Bốn linh suất của vạn tượng môn lúc này cũng không chút do dự, lập tức chạy trốn. Bọn hắn còn dám lưu lại sao? Ngay cả linh vũ song quái, người mặc áo choàng tuy rằng đã bị trọng thương thế nhưng cũng cố chạy trốn. Siêu siêu! Từng đạo thân ảnh nhanh chóng chạy ra bên ngoài hang động. Thị huyết linh phong đột phá thất giai, bọn họ tuyệt đối không dám trêu chọc. Siêu siêu! Huyết sắc quang mang giống như quỷ mị xẹt qua không gian. Bên trong huyết sắc quang mang đột nhiên có vô số đạo huyết sắc bắn về phía trước. Giống như là lê hoa bạo vũ, tràn ngập không gian. Mỗi một đạo huyết sắc đều mang theo lực lượng xuyên thủng không gian, tốc độ tới một tình trạng cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt này quanh thân Bạch Linh nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí. Vô số đạo huyết sắc hung hăng đánh vào vòng quang mang quanh người nàng lập tức hóa thành một chất lỏng. Trong chất lỏng này mang theo hắc sắc, từ bên trên quang mang chảy xuống mặt đất khiến cho mặt đất xuất hiện sương mù màu trắng. Bên trong huyết sắc này dường như còn có một cỗ lực lượng ăn mòn. Keng keng! Còn có không ít huyết sắc trực tiếp đánh vào trên người Khôi Tứ, một đám thanh âm vui tai vang lên. Thế nhưng những đạo huyết sắc này sau khi đánh lên trên người Khôi Tứ cũng không để lại dấu vết gì. Chất lỏng mang theo lực lượng ăn mòn dính đầy người Khôi Tứ, kim quang trên người Khôi Tứ tỏa ra. Lập tức đem những chất lỏng này đánh xuống mặt đất. A! A! Lúc này phía sau vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt này, trừ linh suất thất trọng kia của vạn tượng môn ra, mấy đạo huyết sắc quỷ dị này đã xuyên qua hộ thân cương khí của ba linh suất còn lại. Ba người nhanh chóng bị huyết sắc đánh trúng, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân thể đổ dạp xuống mặt đất, ngay lập tức không còn nhúc nhích. Đồng thời, 11 người cùng với đoạt hồn vương tới đây lúc này có hai linh suất lục trọng trực tiếp bị đánh trúng. Hộ thân cương khí trên người căn bản không cách nào ngăn cản huyết sắc quỷ dị này, thân thể đổ ập xuống nham động. Mấy người còn lại đều chật vật tránh được, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong nham động chẳng chịt những tiểu động nhỏ kia. Linh vũ song quái lúc này cũng không hơn gì, bản thân bị trọng thương từ trước cho nên cũng bị huyết sắc đánh trúng. Thế nhưng hai người này không có lập tức ngã xuống. Sau khi dốc sức liều mạng một phen cũng biến mất trong nham động. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất lưu lại ba linh suất hai vũ suất nữa. Mọi người còn lại đã trốn thoát. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên cùng với Bạch Linh căn bản không có ý định chạy trốn, vẫn đứng ở bên dưới nhìn lên đoàn huyết sắc quang mang kia. Huyết sắc quang mang lúc này đã bắt đầu thu liếm, trong đó có một đạo thân ảnh ngày càng hiển hiện rõ ràng. Đây là một thân ảnh nhân loại, đường cong cực kỳ nóng bỏng, như ẩn như hiện. Còn có một mái tóc dài rũ xuống, trực tiếp kéo dài tới mông, trên người mặc một bộ y phục màu đỏ, bao phủ thân thể lồi lõm kia. Trong huyết sắc quang mang, thân hình nóng bỏng kia mở mắt ra, ánh mắt cực kỳ lười biếng cùng vũ mị, chỉ sợ so với Bạch Linh cũng không kém bao nhiêu. Trong nham động, khi huyết sắc biến mất một thân ảnh nóng bỏng hiện lên trước mặt Lục Thiếu Du rất rõ ràng. Đây là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp còn rất trẻ. Có khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt màu đỏ vô cùng quỷ mị, cũng mang theo một loại cảm giác khác thường. Trên bộ y phục đỏ như lửa kia còn một kiện áo choàng màu đỏ tung bay. Làn da nõn nà, tư thái yêu điểu, vô cùng tao nhã. Đặc biệt nhất là bộ tóc của nữ tử này toàn bộ đều đỏ, vừa giống như lửa vừa giống như máu. Nhìn nữ tử này, Lục Lâm Thiên không khỏi ngẩn ngơ, đây là thị huyết linh phong mẫu hoàng phong vừa mới đột phá thất giai sao. Sau khi đột phá thất giai đầu mẫu hoàng phong này đã chính thức có thể biến hóa. Ngươi là yêu thú. Thân ảnh ấy vừa hiện, ánh mắt lập tức nhìn vào trên người Bạch Linh, trong đôi mắt yêu mị kia hiện lên sự kinh ngạc. Không sai. Bạch Linh nhìn nữ tử mặc y phục màu đỏ trước mặt rồi nhàn nhạt nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
Ánh mắt nữ tử mặc y phục màu đỏ kia nhìn về phía Bạch Linh, Lục Lâm Thiên còn có Khôi Tứ. Trong đôi mắt yêu mị kia hiện lên vẻ khác thường, lập tức nói. Các ngươi đi đi, ta có thể thả các ngươi đi. Thả chúng ta đi sao? Ngươi vừa mới đột phá đã vội vã ra tay, sợ rằng nếu như động thủ lần nữa ngươi sẽ ảnh hưởng tới căn cơ a. Bằng không như thế nào ngươi lại để cho những người kia rời đi? Huống chi cho dù ngươi toàn thịnh, ta muốn giết ngươi cũng không khó khăn lắm. Các ngươi muốn thế nào? Ánh mắt của Mẫu Hoàng Phong nhìn Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh, trong mắt xuất hiện vẻ hung ác. Một cỗ hàn ý từ trong đôi mắt yêu mị kia tràn ra. Rất đơn giản, ta muốn ngươi thần phục, nếu không ta sẽ động thủ làm cho ngươi thần phục. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên rồi nói. Đồn rằng thị huyết linh phong này có linh trí cực cao, hắn phải chú ý nhiều hơn một chút. Hừ, một linh suất nho nhỏ, thị huyết linh phong nhất tộc ta sao có thể thuần phục nhân loại, nằm mơ đi. Ánh mắt thị huyết linh phong biến đổi, hung hăng nói. Chi chi, cảm giác được khí thế hung ác trên người thị huyết linh phong, tất cả thị huyết linh phong còn lại trong nham động lúc này kêu to. Một cỗ khí thức hung bạo tập trung vào trên người Lục Thiếu Du và Bạch Linh. Khống thú thuật của ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Bạch Linh nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nhẹ giọng hỏi. Có chút khó, trừ phi là làm nàng ta không có cách nào phản kháng mới được. Lục Lâm Thiên nhướng mày, đây là vấn đề hắn luôn một mực lo lắng. Thị huyết linh phong lục giai hậu kỳ hắn muốn bố trí huyết hồn ấn cũng phải dùng toàn lực, tuy rằng khó thế nhưng không nhất định không thành công. Dù sao linh hồn lực của hắn rất mạnh, lại thêm chỗ quỷ dị của huyết hồn ấn, cũng có cơ hội làm được. Thế nhưng lúc này Mẫu Hoàng Phong kia đã đột phá thất giai, hắn muốn bố trí huyết hồn ấn mà nói, sợ rằng không có cơ hội thành công. Khống chế chứ không phải đánh chết, nếu như muốn đánh chết mà nói Lục Thiếu Du biết rõ Bạch Linh tuyệt đối có thể làm được. Huống chi còn có Khôi Tứ ở đây, thế nhưng đổi lại là khống chế mà nói, thì không giống nữa. Lão đại, còn đệ thì sao? Đệ có thể khắc chế nàng ta, sau đó để huynh bố trí khống thú thuật là được. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Tiểu Long, đệ làm được sao? Lục Lâm Thiên lập tức vui vẻ, thiếu chút nữa hắn đã quên, khí tức trên người Tiểu Long một khi xuất ra ngay cả thiên độc yêu Long cũng bị khắc chế. Tiểu Long chính là linh thú, linh hoàng chi khí trên người có lẽ còn mạnh hơn một chút. Muốn khắc chế thì huyết linh phong này có lẽ cũng có thể làm được. Mà hắn lại thi triển khống thú thuật, lúc này đã có vài phần nắm chắc. Có lẽ không thành vấn đề. Tiểu Long nói. Mạc Sầu, bố trí cấm chế đi. Lục Lâm Thiên thấp giọng nói. Bạch Linh gật đầu, thủ ấn được kết, hai tay trước người lập tức vung lên tạo thành những quỹ tích huyền ảo, yêu nguyên trên người tràn ra. Lập tức hai đạo quang trụ trước người nàng trong nháy mắt hóa thành một màn quang mang cực lớn, đem trọn cái hang to lớn vây chung quanh. Một màn quang mang màu trắng như ẩn như hiện trực tiếp bao phủ nham động. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Mẫu Hoàng Phong kia lúc này cũng cực kỳ ngưng trọng. Chi chi. Một tiếng kỳ dị sắc bén vang lên. Thanh âm sắc bén này nhanh chóng khuếch tán. Quanh thân nữ tử áo đỏ này tràn ngập huyết phụ, trong nháy mắt cả nham động tràn ngập sương mù huyết sắc, mang theo khí tức bạo ngược ngập trời. Hơi thở quanh người nàng lúc này, kẻ thực lực yếu một chút tuyệt đối sẽ bị một cỗ áp chế tới từ sâu trong linh hồn. Nhìn thấy một màn này, linh lực trong cơ thể Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng tuôn ra. Trên người Bạch Linh, yêu nguyên ngập trời tuôn ra, một cỗ khí tức huyết mạch cực cao lan tràn ra. Huyết mạch của Bạch Linh đương nhiên là hơn thị huyết yêu phong. Thế nhưng Bạch Linh lại là yêu thú, huyết mạch huy áp chỉ có tác dụng khắc chế mạnh nhất với yêu thú mà thôi, đối với linh thú mà nói, tác dụng khắc chế này yếu hơn không ít. Đông đông, vô số thị huyết linh phong kêu lên, dường như sắp bắt đầu công kích. Khí tức hung hãn bạo ngược truyền ra, tăng thêm khí tức của Mẫu Hoàng Phong lúc này, cả nham động bắt đầu run rẩy. Mà ngay cả cấm chế Bạch Linh bố trí cũng có chút sao động. Tiểu Long, đến phiên đệ. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, tay áo run lên. Một đạo quang mang nhanh chóng bắn ra. Đối phó với những thị huyết linh phong này, có Bạch Linh cùng Khôi Tứ Lục Thiếu Du cũng không quá sợ hãi, chỉ cần không phải đánh chết là được. Để cho Bạch Linh bố trí cấm chế là bởi vì Lục Lâm Thiên không muốn người khác nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Long. Chỉ cần nhìn thấy Tiểu Long là rất dễ nhận ra hắn. Tới lúc đó chỉ sợ hắn cũng không giấu được bao lâu. Sau khi gia nhập thiên địa các Lục Thiếu Du không thể không cẩn thận từng ly từng tí một,
miễn cho bị thiên địa các nhìn thấu thân phận của mình. Ngao! Một tiếng gầm giống như long ngâm vang lên, thanh âm mang theo khí tức cường hãn nhanh chóng khuếch tán. Thanh âm trầm thấp thế nhưng lại mang theo sự sắc bén. Lập tức một đạo quang mang trong nham động giống như rồng bay lên trời trực tiếp hiện ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của tiểu long xuất hiện trong nham động. Trên người kim quang rực rỡ, mấy đạo long chảo trên người tỏa ra kim quang mạnh mẽ khiến cho không gian chung quanh lúc này như vặn vẹo. Một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn, trong cỗ khí tức này ẩn chứa một loại uy áp không thể kháng cự. Loại uy áp này tới từ sâu trong linh hồn và ở huyết mạch. Trong nham động, lúc này hai vũ xuất cùng với ba linh xuất cũng chưa chết, chỉ không cách nào nhúc nhích mà thôi. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt năm người lập tức kinh hãi. Chi chi! Tất cả thị huyết linh phong kêu lên quái dị, thị huyết linh phong đối với mẫu hoàng phong có thể nói là tử chung. Mệnh lệnh của mẫu hoàng phong đối với chúng nó mà nói, chúng nó không chút cố kỵ để hoàn thành. Thế nhưng lúc này dưới uy áp tới từ linh hồn với huyết mạch khiến cho những thị huyết linh phong này bị áp chế, toàn thân run rẩy, linh hồn, huyết mạch bị quản chế. Mấy đầu thị huyết linh phong cấp bậc thấp lúc này lập tức rơi xuống mặt đất. Đám thị huyết linh phong lục giai lúc này cũng chỉ kiên trì được một lát rồi lập tức phủ phục. Linh hoàng chi khí. Sắc mặt mẫu hoàng phong đại biến, trong cỗ khí thức này nàng có cảm giác được linh hồn trong người mình đang run rẩy kịch liệt. Giờ phút này trên thân hình khổng lồ màu vàng kia ẩn chứa một loại uy áp khiến cho nàng không có cách nào kháng cự được. Loại uy áp này ở sâu trong linh hồn cùng với huyết mạch. Đây là linh hoàng chi khí, ánh mắt nàng lúc này hiện lên sự kinh ngạc. Đồng thời thì huyết linh phong này nhanh chóng hiện ra bản thể. Bản thể lớn chừng 2 trượng, toàn thân cực kỳ dữ tợn. Trong nham động, thân hình khổng lồ của tiểu long đứng dậy, năm móng vuốt dưới bụng như ẩn như hiện, trong mắt có một cỗ quang mang mạnh mẽ nhìn vào trên người thị huyết linh phong. Bái kiến linh hoàng. Thân hình thị huyết linh phong phủ phục trên mặt đất, huyết mạch trong cơ thể lúc này có cảm giác sôi trào. Dưới cảm giác sôi trào trong huyết mạch này khiến cho nàng không nhịn được mà quỳ xuống. Thị huyết linh phong, người có thể thần phục. Trên thân thể khổng lồ của tiểu long, toàn thân tràn ngập lân phiến màu vàng, trên người có hỏa diễm màu vàng quanh quẩn. Năm móng vuốt phía dưới lúc này bắn ra khí tức cường hãn. Trong lúc mơ hồ, phía dưới móng vuốt, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, có tiếng sấm minh vang lên, chấn tâm động phách. Linh hoàng, thực lực của người mới là lục giai. Đợi sau khi thực lực người mạnh hơn ta, ta sẽ thần phục. Trong mắt thị huyết linh phong hiện lên sự kính sợ, thế nhưng muốn nó thần phục thì hơi khó. Thực lực hiện tại của nó là thất giai, bản thân cũng có huyết mạch cực mạnh, cho nên muốn thuần phục quả thực khó khăn. Hừ! Tiểu long hừ lạnh một tiếng, thân hình khổng lồ đột nhiên cuồn cuộn, năm móng vuốt giơ lên, một tiếng gầm lập tức vang lên. Ngao! Một tiếng trầm thấp giống như long ngâm vang lên, lúc này từ trong mi tâm, con mắt thứ ba của tiểu long mở ra. Một đạo quang trụ đột nhiên bắn ra mang theo một cỗ khí tức bàng bạc, lập tức khuếch tán. Cỗ khí tức này cực kỳ khủng bố, mà ngay cả Lục Lâm Thiên lúc này cũng cảm thấy linh hồn run rẩy. Tất cả thị huyết linh phong giờ phút này ở trên mặt đất càng thêm run rẩy, không dám nhúc nhích. Thị huyết linh phong mẫu hoàng phong kia lúc này cũng kinh hãi, trên thân thể dữ tợn lúc này có một mảnh huyết vụ tràn ngập, nhanh chóng bao phủ quanh thân. Chỉ là mảnh huyết vụ này vừa mới bố trí xong, đạo quang trụ từ trong con mắt thứ ba của tiểu long nhanh chóng đánh xuống. Huyết phụ dường như có chỗ e ngại, lập tức lùi lại. Đạo quang trụ của tiểu long nhanh chóng bao phủ thân thể của thị huyết linh phong mẫu hoàng phong kia. Lão đại, mau ra tay đi, để chỉ có thể ngăn cản linh hồn nàng một lát mà thôi. Thanh âm của tiểu long vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Huyến hồn ấn. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, linh lực tuôn ra, trong nháy mắt thủ ấn được ngưng tụ. Một tiếng thú minh dường như rồng hổ từ trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du mơ hồ truyền ra. Lúc này trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du xuất hiện một ấn quyết vô cùng kỳ dị. Đạo ấn quyến quỷ dị này có chút giống rồng như không phải rồng, giống hổ thế nhưng không phải hổ, một cỗ uy áp ngập trời từ trên đó khuếch tán ra chung quanh. Lục Lâm Thiên không có bất kỳ chậm trễ nào, thân hình trực tiếp nhào tới bản thể thị huyết linh phong mẫu hoàng phong. Bên trong con mắt thứ ba của tiểu long dường như có một loại thiên phú nào đó, có thể khống chế được linh hồn. Lập tức huyết hồn ấn xuất hiện, mang theo thanh âm giống như thú minh hung hăng đánh vào trong mi tâm thị huyết linh phong, sau đó lập tức hóa thành một đoàn huyết sắc quang mang rồi biến mất. Trong sát na,
từng đạo trưởng ấn trong tay Lục Lâm Thiên không ngừng biến hóa. Từng đạo quang mang quỷ dị trực tiếp đánh vào trong mi tâm thị huyết linh phong. Huyết hồn ấn tiến vào trong linh hồn của thị huyết linh phong, một đường cực kỳ thuận lợi, từng đạo thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du không ngừng được kết, thuận lợi bố trí huyết hồn ấn. Nhân loại, ngươi còn chưa khống chế được ta. Trong không gian trong đầu thị huyết linh phong vang lên thanh âm của nó. Một hư ảnh bàn tay hiện lên, chỉ là trong lúc vô hình thị huyết linh phong đã bị khắc chế lúc này đã có thể giãy giụa một chút, một cỗ huyết vụ được phun ra, trực tiếp ngăn cản ở trên huyết hồn ấn. Đáng chết, nó đã ngưng tụ hồn anh. Bên ngoài, trong nội tâm Lục Lâm Thiên trầm xuống, thị huyết linh phong này thân là linh thú, linh hồn lực vô cùng cường hãn. Mà linh hồn lực của thị huyết linh phong này so với những linh thú khác còn cường hãn hơn nhiều. Lúc này hắn muốn bố trí huyết hồn ấn vô cùng khó khăn. Là linh thú thất giai, thị huyết linh phong này giống như linh vương và vũ vương, đều có thể ngưng tụ hồn anh. Trên phương diện linh hồn lực còn mạnh hơn một chút. Lão đại, thị huyết linh phong này có linh hồn rất mạnh, đã ngưng tụ ra hồn anh. Để có thể khắc chế nó thế nhưng không có cách nào khống chế hoàn toàn. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Chuyên tâm bố trí huyết hồn ấn. Vào giờ phút này, thanh âm Bạch Linh vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Lúc này quanh người Bạch Linh một cỗ quang mang kỳ dị trực tiếp tuôn ra rồi bao phủ người thị huyết linh phong. Trong nháy mắt này trong đầu thị huyết linh phong có một đạo bạch quang tràn vào. Lập tức một đầu cửu vĩ yêu hồ bằng ảo ảnh nho nhỏ xuất hiện trong đó. Là hồn anh của Bạch Linh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên vui vẻ, đây chính là hồn anh của Bạch Linh ly thể tiến vào trong đầu thị huyết linh phong. Hồn anh Bạch Linh tiến vào. Lập tức có 7 cái đuôi nhanh chóng bao phủ hồn anh nhỏ bằng lòng bàn tay của thị huyết linh phong kia. Bản thể ngươi là cửu vĩ yêu hồ. Trong hồn anh thị huyết linh phong nhỏ như lòng bàn tay có một tiếng kinh hãi vang lên. Trong nháy mắt bị áp chế tuyệt đối, thân hình hư ảo kia lúc này không có cách nào nhúc nhích. Bị Tiểu Long cùng Bạch Linh liên thủ lúc này nàng đã hoàn toàn bị ngăn chặn. Áp chế cho ta. Lúc này Lục Lâm Thiên quát lên. Huyết hồn ấn lúc này đã hóa thành huyết sắc quang mang vô cùng mang theo một cỗ uy áp ngập trời hung hăng khuếch tán. Phanh phanh. Một tiếng bạo liệt vang lên. Bên ngoài, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên không ngừng được đánh ra, sắc mặt lúc này đã trở nên tái nhợt. Có Bạch Linh cùng với Tiểu Long khống chế, nhưng thị huyết linh phong này đã ngưng tụ hồn anh, muốn thành công bố trí huyết hồn ấn tuyệt đối không hề dễ dàng chút nào. Thế nhưng tới lúc này, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó mà thôi. Khống thú thuật, áp chế. Lục Lâm Thiên quát khẽ một tiếng, một đạo quang mang chói mắt một lần nữa đánh vào trong mi tâm thị huyết linh phong. Ngao. Trong đầu thị huyết linh phong, từng tiếng thú minh giống như rồng ngâm, hổ gầm quanh quẩn, một cỗ uy áp ngập trời tràn ra. Giờ phút này mảnh huyết sắc quang mang đỏ như máu kia lập tức co rút lại, không gian trong đầu thị huyết linh phong lúc này huyết hồn ấn trực tiếp chui vào trong hồn anh của thị huyết linh phong. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trong nham động, thủ ấn không ngừng biến hóa. Sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, mãi đến hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng Lục Thiếu Du mới thu hồi thủ ấn. Mà lúc này, Lục Thiếu Du giống như trải qua một hồi đại chiến sinh tử, linh lực trong người cơ hồ tiêu hao không còn. Mà ngay cả linh hồn lực cũng tiêu hao không ít, muốn bố trí huyết hồn ấn trong đầu linh thú thất giai quả thực không phải chuyện dễ dàng. Siêu. Một đạo bạch quang từ trong mi tâm thị huyết linh phong nhảy ra rồi trở về trong mi tâm Bạch Linh. Thân hình của Tiểu Long cũng hóa thành hình người đứng bên người lão đại. Bái kiến chủ nhân. Thị huyết linh phong phía trước lúc này mở mắt ra, trong đôi mắt đỏ như máu kia vẻ bạo ngược, hung ác đã biến mất, ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du lúc này vô cùng nhu hòa, đã hoàn toàn thần phục. Nhìn thị huyết linh phong, lúc này tuy rằng Lục Lâm Thiên tiêu hao không còn, thế nhưng trong lòng không nhịn được mà kích động. Đạt được một đầu thị huyết linh phong mẫu hoàng phong A. Tuyệt đối là một chuyện khiến cho bất kỳ ai cũng kích động. Về sau Vũ Vương cùng Linh Vương nhìn thấy hắn sợ rằng cũng phải đi đường vòng. Tiêu hao quá nhiều, phải mau chóng khôi phục. Lục Lâm Thiên xoay người lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào ba linh suất đang vô cùng kinh hãi của vạn tượng môn. A. À. Một lát sau, trong nham động có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nhưng do có cấm chế do Bạch Linh bố trí. Thanh âm cũng không có cách nào truyền ra bên ngoài. Siêu siêu. Trong vạn hạp quật, lúc này ở trong hang động, 10 đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy ra. Chính là Đoạt Hồn Vương cùng với 10 người kia. Vốn tới đây 12 người,
thế nhưng lúc này có hai vũ xuất lục trọng đã nằm lại ở trong nham động. Đoạt hồn vương, người thế nào rồi? Trường kiếm trong tay Lưu Kiếm được thu lại, quanh thân còn có vết máu đỏ tươi. Đầu yêu thú thất giai trung kỳ kia cực kỳ lợi hại, thương thế của ta không nhẹ. Ánh mắt âm lệ của Đoạt Hồn Vương trầm xuống, lạnh nhạt nói. Người áo xanh kia rốt cuộc là ai? Nếu như không phải người này có yêu thú thất giai trung kỳ thì ta có thể thu được thị huyết linh phong thất giai kia rồi. Người nọ còn có khôi lỗi thất giai, tuyệt đối không phải là người bình thường. Cho tới bây giờ ta còn chưa nghe nói ai có khôi lỗi thất giai trong tay. Lưu Kiếm thu trường kiếm vào trong nhẫn chữ vật, ánh mắt trầm xuống rồi nói. Ta sẽ không bỏ qua cho hai người này. Đoạt Hồn Vương oán hận không thôi, một cỗ hàn ý lan tràn. Hắn chuẩn bị đầy đủ như thế không ngờ lại bị người khác ngăn cản, hận ý trong nội tâm như thế nào không cần đoán cũng biết. Đoạt Hồn Vương, thị huyết linh phong kia làm sao bây giờ? Người áo xanh kia vẫn luôn ở cùng thị huyết linh phong kia, dường như đang thu phục thị huyết linh phong. Một trong vọng giang song hùng nói. Chưa hẳn đã ở cùng một chỗ, bọn hắn muốn thu phục thị huyết linh phong tuyệt đối khó có thể làm được. Thị huyết linh phong một khi đột phá thất giai ngưng tụ hồn anh mà nói, muốn thu phục nó rất khó. Chúng ta về trước, yêu thú thất giai trung kỳ, thị huyết linh phong, khôi lỗi thất giai, hiện giờ chúng ta không có đủ người để đối phó với người áo xanh này. Đoạt Hồn Vương lạnh nhạt nói. Trong nham động, một đạo thân ảnh chật vật chạy ra. Chính là một linh xuất thất trọng của Vạn Tượng Môn. Người này quay đầu nhìn chăm chú vào trong nham động, trong mắt hiện lên sự kinh hãi rồi lập tức rời khỏi nơi này. Phi Linh Môn, trong đình viện Hậu Sơn, lúc này quỷ ảnh La Sát Diệp Phi tự mình tới đình viện. Ở trong đình viện lúc này còn có Thiên Độc Yêu Long, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng và huynh muội Hoa Gia. Trong tay quỷ tiên tử Bạch Oánh có một khối ngọc giản chứa tin tức. Sau khi quang mang trên ngọc giản ảm đạm, đôi mắt xinh đẹp của quỷ tiên tử Bạch Oánh mở ra, vẻ mặt không ngừng biến hóa. Phi Nhi, tin tức này thiên địa các đưa tới thế nào? Ánh mắt dừng lại, quỷ tiên tử Bạch Oánh hít sâu một hơi rồi hỏi Diệp Phi. Người thiên địa các trực tiếp tìm được người ám đường chúng ta. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi hỏi. Sư phụ, thiên địa các sao lại tìm người phi linh môn chúng ta? Không nghĩ tới thiên địa các lại lợi hại như thế. Có thể đơn giản tìm được người ám đường của chúng ta. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ thở dài nói. Thiên địa các có quy củ, chỉ có thế lực có thực lực nhất định mới có thể nhận được tin tức của thiên địa các. Mà hiện tại thiên địa các tìm tới chúng ta tương đương với việc phi linh môn cũng có được tư cách này. Về sau phi linh môn đã có tư cách cùng thiên địa các buôn bán. Sư phụ, bên trong tin tức này nói tới cái gì? Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi hỏi. Một đại sự. Sắc mặt quỷ tiên tử Bạch Oánh cực kỳ ngưng trọng, lại nói. Việc này quan hệ trong đại, trưởng môn không có mặt ở đây, lão gia hỏa lại đang đột phá, ta cũng không thể làm chủ được. Sự tình gì mà nàng không làm chủ được? Lúc này trong đại điện vang lên thanh âm của Đông Vô Mệnh. Thân ảnh Đông Vô Mệnh chậm rãi xuất hiện. Đông Vô Mệnh, người đột phá quả thực rất nhanh a. Sâu Thiên Độc Yêu Long run lên, có chút kinh ngạc nói. Độc công ta tu luyện có chút đặc thù, hơn nữa thêm long huyết của Độc Long huynh đột phá cũng không chậm. Đông Vô Mệnh khẽ mỉm cười nói. Lão gia hỏa, có đại sự rồi. Nhìn thấy Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ nhíu mày rồi nói. Có đại sự gì? Nhìn thấy sắc mặt quỷ tiên tử Bạch Oánh, sắc mặt Đông Vô Mệnh lập tức trầm xuống rồi nói. Ngươi từng nghe nói qua huyền thiên bí cảnh hay không? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Đông Vô Mệnh rồi hỏi. Bạch cung phụng, chẳng là huyền thiên bí cảnh do huyền thiên môn mấy ngàn năm trước lưu lại sao? Hoa Mãn Lâu hỏi. Đúng vậy, tin tức thiên địa các truyền cho chúng ta, một cái chìa khóa của huyền thiên bí cảnh đã xuất hiện. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Không ngờ lại là huyền thiên bí cảnh. Đông Vô Mệnh có chút giật mình, lập tức nói. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu tử kia hiện tại không ở đây, sợ rằng lúc này nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang đều nhận được tin tức. Chúng ta muốn đi sợ rằng cũng không đủ thực lực. Trong bách thú cốc khi trước có tư liệu từ mấy ngàn năm trước lưu lại. Nghe nói bên trong huyền thiên bí cảnh có lưu lại bảo tàng của huyền thiên môn. Bảo tàng này sợ rằng có thể so sánh với tài phú tích lũy của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Hoa Mãn Ngọc nhanh chóng nhớ tới một ít tin tức về huyền thiên bí cảnh rồi nói với mọi người.
chuyện này quả thực khiến cho chúng ta khó xử. Đông Vô Mệnh đi qua đi lại, lúc trước hắn có một mình, nếu như nhận được tin tức như vậy đã sớm chạy tới đó. Nói không chừng còn nhận được chỗ tốt, thế nhưng bây giờ có Phi Linh Môn, hắn không thể không trầm ổn hơn. Phi Linh Môn thật vất vả mới có ngày hôm nay, không thể tùy tiện làm mọi việc. Ba vị cung phụng, các ngươi thử nói xem dùng tính cách của trưởng môn mà nói, sau khi nhận được tin tức của huyền thiên bí cảnh này thì sẽ làm thế nào? Nhìn Đông Vô Mệnh do dự không quyết, quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói. Tiểu tử kia nếu như nhìn thấy chỗ tốt nhất định sẽ tự mình chạy tới. Thiên Độc Yêu Long không chút do dự nói. Đi, chúng ta lập tức xuất phát, không nên chậm trễ. Ánh mắt Đông Vô Mệnh hơi sáng lên rồi nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nham động, thời gian giống như cát chảy lặng lẽ trôi qua. Thời gian nửa tháng trong nháy mắt qua đi. Trong nham động, lúc này trước người Lục Lâm Thiên có 5 cỗ thi thể. Ba linh suất của vạn tượng môn lúc này đều bị Lục Lâm Thiên thôn phệ, tiêu hao của Lục Thiếu Du nhanh chóng được khôi phục. Ba linh suất, trong đó có một linh suất lục trọng. Thế nhưng sau khi thôn phệ ba linh suất này, phương diện linh lực của Lục Thiếu Du tăng lên linh suất lục trọng trung kỳ. Đến lúc này số năng lượng cần để đột phá càng lúc càng lớn. Một linh suất lục trọng bị cắn nuốt, sau khi bỏ đi tạp chất, Lục Thiếu Du chỉ có thể thu được 1/10 linh lực. Chút linh lực này đối với Lục Thiếu Du mà nói, không có bao nhiêu hiệu quả. Mà sau khi thôn vệ hai vũ suất lục trọng, phương diện vũ giả của Lục Lâm Thiên lại đến biên giới đột phá. Bởi vì vốn cấp bậc vũ giả của Lục Thiếu Du đã sớm tới sát biên giới vũ suất lục trọng đỉnh phong. Cho nên dựa theo phỏng đoán của Lục Thiếu Du, thôn vệ một vũ suất lục trọng là có thể đột phá. Mà lúc này thôn vệ hai vũ suất lục trọng, muốn đột phá đương nhiên không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Không gian quanh người lúc này chấn động mãnh liệt. Một cỗ chân khí thuộc tính thổ từ trong người Lục Lâm Thiên tuôn ra. Sau đó giống như một đầu mãng xà màu vàng du động bên ngoài cơ thể hắn. Sau đó theo hô hấp mà tiến vào trong cơ thể. Mà trong quá trình này trong thiên địa lúc này có một cỗ năng lượng thiên địa xen kẽ tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Dưới sự bổ sung của năng lượng trong thiên địa, khí tức quanh người Lục Thiếu Du nhanh chóng tuôn ra. Dưới năng lượng thiên địa không ngừng tiến vào, cơ thể Lục Lâm Thiên nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mỗi một lần đột phá, cơ thể hắn dường như đều được lột xác không nhỏ. Gân cốt, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng đều được rèn rũa một lần, khiến cho bản thể hắn trở nên cường hãn hơn. Không biết từ khi nào, chấn động trong nham động ngày càng kịch liệt. Một cỗ năng lượng thiên địa bàng bạc quanh chung quanh người Lục Lâm Thiên, giống như một vòng xoáy nhanh chóng tiến vào cơ thể Lục Thiếu Du vậy. Mà lúc này cơ thể Lục Thiếu Du đang tham lam cắn nuốt năng lượng thiên địa chung quanh. Nhanh chóng chuyển hóa nó thành chân khí tinh thuần của bản thân. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, cũng không biết qua bao lâu, khi một tia năng lượng thiên địa cuối cùng bị Lục Lâm Thiên thôn phệ, nham động lập tức trở nên yên tĩnh. Giờ phút này một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể Lục Thiếu Du tràn ra. Khí thế này tuôn ra, trực tiếp khiến cho không gian chung quanh người hắn gợn sóng. Chỉ sau một lát lập tức được thu vào trong cơ thể, không bị tiết ra ngoài một chút nào. Phù, phù, một ngụm chọc khí từ trong miệng Lục Lâm Thiên thở ra. Chọc khí được thở ra này khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động. Lúc này Lục Thiếu Du mới mở mắt ra, quang mang trong mắt bắn về trước. Ánh mắt lúc này càng thêm thâm thúy. Vũ suất thất trọng rồi. Thủ ấn được kết, hai tay nắm chặt, cảm nhận chân khí bàng bạc của vũ suất thất trọng mang lại lúc này, còn có kinh mạch một lần nữa được cường hóa khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác. Lúc này một quyền của hắn đánh ra sợ rằng có thể trực tiếp đem vũ suất lục trọng đánh bay. Cảm nhận chân khí hùng hồn tăng gấp mấy lần trong cơ thể lúc này, đan điền dường như cũng được mở rộng không ít khiến cho khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười vui vẻ. Lão đại, chúc mừng huynh lại đột phá. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long phóng qua, nhanh chóng đáp xuống vai Lục Lâm Thiên. Ánh mắt nó sáng lên, thời gian nửa tháng này nó thu hoạch cũng không ít, trong khi tu luyện cũng nhận được tiến bộ cực lớn. Chủ nhân, ngoài linh giả người còn là vũ giả sao? Trước người Lục Lâm Thiên lúc này có một nữ tử áo đỏ ánh mắt mang theo kinh ngạc hỏi. Nữ tử này thân thể cực kỳ nóng bỏng. Mái tóc lại giống như máu tươi kéo dài xuống cái mông ngạo nghễ khiến cho người khác nhìn vào tim không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Bộ y phục màu đỏ như lửa trên người bao phủ thân thể lồi lõm mê người kia. Ta là linh vũ song tu, việc này không thể truyền ra bên ngoài.
Lục Lâm Thiên nhìn qua nữ tử này rồi nói. Không nghĩ tới thị huyết linh phong nhất tộc này biến thành hình dáng nhân loại cũng mê người như vậy. Cơ hồ có thể so sánh với Bạch Linh. Bạch Linh yêu mị uy nghiêm dường như trời sinh mà thành. Mà thị huyết linh phong mẫu hoàng phong này thì lại yêu mị độc ác khiến cho người khác không dám tới gần. Vâng, chủ nhân. Thị huyết linh phong gật đầu đáp, trong mắt lúc này tuyệt đối kính sợ. Sau khi bị bố trí huyết hồn ấn, từ sau trong linh hồn nàng đối với chủ nhân mình có một cỗ liên hệ, tuyệt không phản bội. Về sau ngươi gọi là huyết mị đi. Lục Lâm Thiên nhìn qua thị huyết linh phong rồi khẽ nói. Vâng, chủ nhân. Thị huyết linh phong đáp, đối với cái tên này dường như nàng cũng cực kỳ ưa thích. Huyết mị, thực lực ngươi khôi phục tới đâu rồi? Có để lại di chứng gì không? Lục Lâm Thiên hỏi huyết mị. Huyết mị đột phá thất giai xong lại vội vàng ra tay, khiến cho Lục Thiếu Du có chút không yên lòng. Thực lực đã khôi phục, cũng không còn gì đáng ngại nữa. Huyết mị trả lời. Lâm Thiên, có không ít người đang nhanh chóng tiến vào trong hang động này. Bạch Linh nói với Lục Lâm Thiên. Chúng ta đi thôi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên rồi nói với mọi người. Siêu. Thủ ấn trong tay huyết mị biến hóa, giờ phút này một cỗ huyết vụ bắn ra. Sau đó cái tổ ong màu đỏ khổng lồ chừng vài trăm thước kia lại hóa thành một đạo huyết sắc quang mang rồi tiến vào trong mi tâm huyết mị, quả thực vô cùng kỳ dị. Cảnh tượng này khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Bên trong tổ ong này chính là một đại quân thị huyết linh phong của huyết mị A. Sau khi thu thập một phen, Lục Thiếu Du lập tức rời đi. Nghe nói trong này có bảo vật đúng không, mấy ngày hôm trước còn có không ít cường giả xuất hiện. Gần đây vạn hạp quật này vô cùng quỷ dị, chúng ta cẩn thận một chút. Bốn phía vạn hạp quật thông suốt, nham động giao thoa lẫn nhau. Có không ít thân ảnh cẩn thận đi bên trong, mang theo tâm lý tới tìm bảo vật. Từ chuyện quỷ dị không ngừng truyền ra gần đây trong vạn hạp quật khiến cho không ít người tiến vào trong này. Trong một sơn mạch, lúc này một đầu yêu thú màu trắng khổng lồ phóng lên trời. Bên trên có bốn đạo thân ảnh xuất hiện, không phải là ai khác mà chính là đám người Lục Lâm Thiên. Lúc này Lục Lâm Thiên không mang theo mặt nạ, còn có Bạch Linh và Tiểu Long, huyết mị đã hóa thành hình người. Tóc giả của Lục Thiếu Du cũng được thu lại. Dùng thân phận thật xuất hiện trong đầu Lục Lâm Thiên cũng có ý định của riêng mình. Từ trong miệng huyết mị Lục Thiếu Du đã biết được vì sao huyết mị này tới vạn hạp quật. Hóa ra huyết mị cũng không phải là tới từ Linh Hoàng Nhai. Mà ngay cả huyết mị cũng không biết chỗ kia là ở đâu. Từ khi sinh ra tới bây giờ nàng đều sống trong một nơi quỷ dị, ở đó căn bản không thể thoát ra ngoài. Chỗ đó dường như chính là một cái cấm chế. Thế nhưng một năm trước, cấm chế kia bắt đầu có dấu hiệu buông lỏng cho nên huyết mị mới thừa cơ rời đi. Lại thêm đột phá cho nên mới dừng lại đi ngang qua vạn hạp quật này. Nơi này dễ dàng dung thân hơn cho nên nàng lựa chọn đột phá ở chỗ này. Thế nhưng thật không ngờ lại đưa tới không ít cường giả nhân loại. Đối với chuyện này Lục Lâm Thiên lại có chút tò mò. Huyết mị không ngờ lại tới từ một nơi có cấm chế. Có thể là động phủ của cường giả vẫn lạc. Thế nhưng Lục Thiếu Du hỏi lại thì huyết mị cũng không biết đó là địa phương nào, nàng chỉ mơ mơ hồ hồ đi loạn, chỉ sợ muốn tìm lại nơi đó cũng có chút khó khăn. Từ miệng huyết mị, Lục Lâm Thiên lúc này đối với thị huyết linh phong lại càng thêm hiểu rõ. Đại quân thị huyết linh phong mẫu hoàng phong đều dựa vào mẫu hoàng phong ở trong tổ. Tổ ong này cùng một nhịp thở với mẫu hoàng phong, nếu như tổ ong bị hao tổn chỉ sợ so với hao tổn hồn anh còn nghiêm trọng hơn. Ai có được tổ ong thì có cơ hội khống chế mẫu hoàng phong. Huyết mị, thị huyết linh phong đào tạo thế nào? Lần này ngươi tổn thất nhiều thị huyết linh phong như vậy có thể tạo thành ảnh hưởng đối với ngươi hay không? Lục Lâm Thiên nhanh chóng hỏi huyết mị. Đại chiến hơn nửa tháng trước huyết mị đã tổn thất mấy vạn đầu thị huyết linh phong. Chủ nhân, thị huyết linh phong bị tổn thất không có ảnh hưởng gì tới ta. Đặc biệt là thị huyết linh phong nhất giai. Dùng tu vi hiện tại của ta một năm có thể đẻ được ngàn vạn trứng, thế nhưng muốn đào tạo thì có chút khó khăn. Muốn đào tạo thành thị huyết linh phong nhất giai chính thức mà nói không cao hơn 20 vạn. Nếu như đào tạo thành nhị giai mà nói thì chỉ chừng 10 vạn. Còn đào tạo tam giai chỉ được 5 vạn. Về phần muốn đào tạo thị huyết linh phong tứ giai mà nói, khó càng thêm khó, tối đa chỉ có 1 vạn đầu. Huyết mị trả lời. Nhiều như vậy sao? Thị huyết linh phong quả nhiên vô cùng khủng bố a. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, có thể đào tạo ra 20 vạn đầu thị huyết linh phong nhất giai. Chính là tương đương với 20 vạn vũ đồ,
10 vạn thị huyết linh phong nhị giai tương đương với 10 vạn vũ sĩ. Nếu như đào tạo thành tam giai mà nói số lượng chỉ còn 5 vạn. Thế nhưng cái này cũng rất khủng bố, 5 vạn thị huyết linh phong tam giai tương đương với 5 vạn vũ sư. 5 vạn vũ sư A, đây là cái khái niệm gì, quả thực có thể quét ngang cổ vực. Về phần cấp độ tứ giai, đào tạo càng thêm khó khăn. Có thể đào tạo ra 1 vạn đầu tương đương với 1 vạn vũ giả vũ phách, quả thực tuyệt đối khủng bố. Huyết mị, bây giờ ngươi có thể đào tạo ra thị huyết linh phong ngũ giai, lục giai được bao nhiêu? Sau khi kinh ngạc một lát, Lục Lâm Thiên lập tức hỏi. Bẩm chủ nhân, dùng thực lực của ta bây giờ muốn đào tạo ngũ giai mà nói chỉ có thể đào tạo được 1.000 đầu. Bất quá nếu như muốn đào tạo thành ngũ giai hậu kỳ thì ít hơn rất nhiều. Tối đa chỉ có 300 đầu. Đào tạo lục giai, khi ta còn là lục giai hậu kỳ có thể đào tạo ra 24 đầu lục giai trung kỳ, 30 đầu lục giai sơ kỳ. Hiện tại đột phá thất giai, có lẽ ta có thể đào tạo ra 100 đầu lục giai sơ kỳ. Nếu như đổi thành lục giai trung kỳ mà nói thì hẳn là 60 đầu. Về phần lục giai hậu kỳ, dùng thực lực bây giờ chỉ có thể đào tạo ra 30 đầu. Nếu là lục giai đỉnh phong chỉ sợ tối đa chỉ có 8 đầu. Đào tạo thị huyết linh phong cấp bậc càng cao thì tiêu hao của ta càng lớn, nhiều hơn thì không chịu được nữa. Đồng thời còn cần không ít linh dược phụ trợ. Lục Lâm Thiên lúc này triệt để thán phục, rốt cuộc hắn đã biết được thị huyết linh phong này có bao nhiêu khủng bố. Ngoại trừ thực lực của bản thân nó ra không ngờ có thể đào tạo ra nhiều tay chân như vậy. Khó trách cường giả nhìn thấy thị huyết linh phong cũng phải đi đường vòng. Thị huyết linh phong này quả thực cực kỳ khó chơi. Lúc này Bạch Linh nghe huyết mị nói vậy sắc mặt cũng có chút biến hóa. Thiên phú của huyết mị này quả thực không giống như linh thú bình thường. Cẩn thận cân nhắc một phen, Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ. Thị huyết linh phong cực kỳ khó chơi cùng với khủng bố. Bất quá có lợi thì cũng có hại, thị huyết linh phong cũng không có cách nào vây khốn đối thủ thực lực cao hơn mình. Người thực lực mạnh hơn đại khái có thể bỏ trốn mất dạng. Sau khi nhìn thấy thì lập tức đi đường vòng. Dù sao thị huyết linh phong cũng cực kỳ khó chơi. Cường giả thực lực rất mạnh thì có thể trốn. Thế nhưng người thực lực yếu một chút thì chính là ác mộng. Đương nhiên nếu như cường giả vận khí không tốt mà nói, bị thị huyết linh phong trùng điệp vây quanh mà nói, thì có lẽ cũng là ác mộng. Huyết mị, người có thể đào tạo ra thị huyết linh phong thất giai hay không? Lục Lâm Thiên hỏi. Bẩm chủ nhân, hiện tại không cách nào làm được. Huyết mị lắc đầu nói. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Trước khi huyết mị đột phá thì hiện tại chỉ có thể đào tạo thị huyết linh phong lục giai trung kỳ cùng sơ kỳ mà thôi, không có hậu kỳ. Cho nên hắn đoán huyết mị cũng không có cách nào đào tạo ra thị huyết linh phong có cùng cấp độ với mình. Nếu như có thể đào tạo ra thị huyết linh phong cùng cấp độ mà nói, vậy thì quá là biến thái. Huyết mị, về sau cố gắng đào tạo thị huyết linh phong tam giai cùng lục giai. Cần linh dược gì thì có thể nói cho ta biết. Lục Lâm Thiên cân nhắc một lát rồi lập tức nói, để huyết mị đào tạo nhiều thị huyết linh phong lục giai cùng tam giai là bởi vì trong đầu Lục Thiếu Du có kế hoạch của riêng mình. Thị huyết linh phong cấp độ tam giai sau này hắn có thể dùng quy mô lớn đối phó với các thế lực đối địch với phi linh môn, hoàn toàn có thể phá nát thế lực của bọn hắn. Về phần thị huyết linh phong lục giai thì phẩm giai càng thì mới có thể tạo thành uy hiếp đối với cường giả. Cấp bậc quá thấp coi như là số lượng lớn tới đâu đối với cường giả mà nói. Không có bao nhiêu tác dụng. Một kích liên thủ là có thể đánh chết hơn vạn thị huyết linh phong. Thế nhưng đối với cấp độ lục giai mà nói, cũng chỉ có thể vây khốn mà thôi, không có cách nào đánh chết. Vâng, chủ nhân, chờ sau khi ta đột phá thất giai trung kỳ cùng hậu kỳ, số lượng đào tạo ra có thể còn tăng lên không ít. Huyết mị nói. Lục Lâm Thiên gật đầu. Có huyết mị bên người, thực lực tăng lên không phải là một ít. Trừ đại quân thị huyết linh phong kia ra thì thực lực bản thân huyết mị cũng cực kỳ cường hãn. Tuy rằng vừa mới đột phá thất giai thế nhưng thực lực đủ để chống lại Vũ Vương Nhị Trọng cùng với Linh Vương Nhị Trọng. Ồ! Giữa không trung, ánh mắt huyết mị lập tức biến đổi, dường như đã phát hiện ra cái gì. Có chuyện gì sao? Lục Lâm Thiên lập tức hỏi. Bẩm chủ nhân, trong nham động có 3 người bị độc châm của ta mà không bị chết. Khí tức bên trên độc châm còn đó. Cho dù là chạy tới đâu chỉ cần ta tới gần là có thể biết rõ. Nếu như bị thị huyết linh phong khác nhìn thấy cũng lập tức là địch nhân của chúng ta. Đến lúc đó thị huyết linh phong sẽ phát động công kích. Mấy người phía trước giường như đang chữa thương. Huyết mị trả lời. Ồ! Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi rồi nói.
vậy thì độc trong độc châm của ngươi mạnh tới mức nào? Người thực lực yếu toàn thân sẽ trực tiếp bị ăn mòn mà tử vong, ngay cả linh hồn cũng vậy. Người thực lực mạnh có thể chống lại, thế nhưng thì huyết linh phong ta có chút bổn sự, chỉ cần chúng ta công kích thì coi như là người thực lực mạnh hơn chúng ta cũng không cách nào loại bỏ được độc. Trên người sẽ mang theo một loại khí tức đặc thù chỉ có thị huyết linh phong nhất tộc chúng ta mới có thể cảm ứng được. Trong ba người chúng độc châm của ta có hai người vũ xuất cửu trọng, một linh xuất cửu trọng. Thế nhưng ước chừng thường thế không nhẹ, không có thời gian 3 năm hoặc 2 năm, căn bản không có cách nào khôi phục. Trừ phi là phục dụng giải dược của ta, nếu không linh hồn cũng bị tổn thương. Cái miệng nhỏ nhắn của huyết mị nhếch lên vô cùng tự tin nói. Tuy rằng nàng bị Lục Thiếu Du thu phục thế nhưng không ảnh hưởng tới trí tuệ cùng với tính cách của nàng. Chỉ đơn thuần thuần phục với Lục Thiếu Du mà thôi. Người nọ bây giờ đang ở đâu? Lục Lâm Thiên có chút do dự rồi lập tức hỏi. Trong nội tâm hắn lúc này đã đoán ra mấy người nọ là ai? Người bị độc châm của huyết mị tổng cộng có 8 người. 5 đã chết, còn lại 3. 3 người này cũng chỉ có linh vũ song quái còn có một người vũ xuất cửu trọng dường như gọi là Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung. Có được một kiện vũ linh khí hình lưới. Ở không xa phía trước. Huyết mị nói. Trong sơn mạch, những dãy núi liên miên không ngớt, san sát như rừng cây. Lúc này đã cuối hè đầu thu, trong những dãy núi này bắt đầu có những tán lá rơi xuống. Trong một hạp cốc bí ẩn lúc này một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi xuống, quanh người có một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa bao quanh, sắc mặt tái nhợt. Không nghĩ tới trong nơi rừng rú thế này lại có người. Thế nhưng vào lúc này bên ngoài hạp cốc có một đạo thanh âm vang lên. Trên phía chân trời trên hạp cốc đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Chỉ trong giây lát, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bắn tới. Trong nháy mắt 4 đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện trong hạp cốc. Trong sơn động, lúc này lão giả mặc trường sam đang điều tức sắc mặt lập tức đại biến. Thủ ấn thu lại, lập tức ngừng điều tức, nhanh chóng đội chiếc áo choàng lên trên đầu, thân ảnh bắn ra ngoài sơn động. Ánh mắt lão giả mặc trường sam này nhanh chóng đảo qua trên người 4 người vừa mới xuất hiện này. Trong 4 người đi đầu là một thanh niên tuổi chừng 21, dáng người cao ngất, ngũ quan phân minh mang theo sự vui vẻ. Thế nhưng khóe miệng hắn nhếch lên mang theo chút tà khí. Bên cạnh hắn còn có một tiểu đồng tóc vàng chừng 6-7 tuổi, cực kỳ đáng yêu. Mà hai nữ nhân còn lại khiến cho lão giả mặc trường sam cực kỳ ngoài ý muốn. Một nữ tử mặc trang phục màu trắng quả thực chính là mỹ nữ giống như tiên tử. Thế nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, mang theo uy áp lạnh lẽo. Mà nữ tử mặc trang phục màu đỏ kia, mái tóc trên đầu đỏ như máu, ánh mắt yêu mị, tư thái mê người, tuyệt đối là mỹ nữ. Cẩn thận đánh giá mấy người này, lão giả cảm thấy vô cùng kỳ quái. Khí tức 4 người này hắn không cách nào nhìn thấu, hắn nhướng mày, lập tức nói. Các ngươi là ai? Nếu như không có việc gì, tốt nhất là nên quay trở ra. Nếu không tính tình của ta cũng không quá tốt đâu. Lục Lâm Thiên đánh giá người trước mắt, chính là Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung ngày đó ở trong nham động, thực lực vũ xuất cửu trọng. Còn có một kiện vũ linh khí, thực lực tuyệt đối không kém. Lúc này tuy rằng hắn mang tấm áo choàng che mặt thế nhưng Lục Thiếu Du cũng có thể cảm giác được người này bị huyết mị đánh bị thương. Thương thế lúc này cơ bản cũng không quá tốt. Lục Thiếu Du lập tức mỉm cười nói. Ngươi chính là Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung sao? Các hạ rốt cuộc là ai? Thân ảnh Tả Thiên Khung lập tức run lên, những người này hắn chưa từng gặp qua, không ngờ lại nhận ra hắn. Trong nội tâm hắn lúc này vô cùng kinh hãi. Trưởng môn Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn, từng diệt thương Sơn Môn, Thiên Quỷ Tông, Thiên Tinh Tông sao? Tả Thiên Khung khẽ giật mình, chính là Lục Lâm Thiên gần đây trong cổ vực thanh danh vang dội sao. Người này hắn cũng đã từng nghe nói qua, nghe nói Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn tuổi còn rất trẻ thế nhưng thực lực bất phàm. Lại là con rể của Lữ Chính Cường trưởng môn Linh Thiên Môn. Thực lực Phi Linh Môn hiện tại cũng rất mạnh, ngay cả những cường giả cùng nổi danh với hắn như Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân đều gia nhập Phi Linh Môn. Không sai. Lục Lâm Thiên mỉm cười, không nghĩ tới bản thân lại có chút danh tiếng. Ta cùng Phi Linh Môn không oán không cừu, cho nên ta xin phép đi trước một bước. Nghe thấy đối phương xác nhận chính là Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn, trong nội tâm Tả Thiên Khung khẽ nhảy lên, người này không dễ dây vào, hắn cũng không muốn trêu chọc cho nên ngay lập tức định rời đi.
Khóe miệng Lục Lâm Thiên vừa rồi còn mới hiện lên sự vui vẻ, lúc này ánh mắt bắn ra hàn ý nói. Tả Thiên Khung, ta không muốn nói nhảm với ngươi. Ngươi có đồng ý gia nhập phi linh môn ta không? Tả Thiên Khung dừng bước, áo choàng được gỡ xuống, ánh mắt khẽ biến đổi nói. Ta đây đã quen tự do tự tại, đa tạ ý tốt của ngươi. Hừ, Tả Thiên Khung, ngươi đừng không biết xấu hổ, nếu như không nghe lời thì đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Lục Lâm Thiên bắn ra sự lạnh lẽo, thân hình lập tức bước về phía trước, chân khí bùng ra, không gian chung quanh lập tức lắc lư, khí tức nhanh chóng phóng ra. Vũ xuất thất trọng. Giờ phút này sau khi khí tức Lục Lâm Thiên phóng ra, Tả Thiên Khung nhanh chóng nhìn ra được thực lực của Lục Lâm Thiên. Bằng ấy tuổi mà đã là vũ xuất thất trọng, nghe nói còn là vũ giả ngũ hệ vô cùng khủng bố. Người này quả thực không hề dễ chọc. Người trẻ tuổi, người đừng quá kiêu ngạo. Lúc trước lão phu hành tẩu cổ vực thì không biết ngươi còn ở nơi nào. Sợ rằng hôm nay ngươi cũng không ngăn được ta. Ta có thể cho thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cùng quỷ tiên tử Bạch Oánh vài phần mặt mũi, đối với những câu nói vừa rồi của ngươi coi như không nghe thấy. Ánh mắt Tả Thiên Khung trầm xuống, tuy rằng hắn có thương thế trên người, thế nhưng chỉ là vũ xuất thất trọng hắn cũng không đặt vào trong lòng. Cậy già lên mặt sao? Tuổi càng lớn thì da mặt cũng càng dày, ngươi lên mặt sai người rồi. Để ta nhìn xem thực lực của vũ xuất cửu trọng rốt cuộc tới mức nào. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn vừa mới đột phá vũ xuất thất trọng, mà người này lại là vũ xuất cửu trọng, cũng vừa vặn thử thực lực một phen. Thanh âm vừa dứt, Lục Lâm Thiên bước về phía trước mấy bước, một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu tuôn ra. Lục Lâm Thiên, ngươi đừng quá phận. Để ta giáo huấn ngươi một lần, vũ xuất thất trọng ở trước mặt lão phu còn chưa có tư cách kiêu ngạo. Ánh mắt Tả Thiên Khung nhìn về phía Lục Lâm Thiên tràn ngập hàn ý. Nào có mấy người dám nói chuyện với hắn như vậy, tuy rằng có chút cố kỵ thôi hồn độc suốt đông vô mệnh cùng quỷ tiên tử Bạch Oánh, quan trọng nhất chính là Lữ Chính Cường của Linh Thiên Môn thế nhưng bây giờ hắn không nhịn được nữa. Giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút cũng được. Thanh âm Tả Thiên Khung vừa dứt, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, năm ngón tay khẽ động. Năm đạo chân khí nóng bỏng đột nhiên từ trên đầu ngón tay bắn ra nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo chảo ấn, mang theo kình khí hung hãn xé gió trực tiếp bắn về phía Lục Lâm Thiên. Kình khí mang theo tiếng gió trầm thấp vang vọng trong hạp gốc. Khi đạo chảo ấn này còn cách Lục Lâm Thiên một trượng, khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ nhếch lên vô cùng tà dị. Thủ ấn trong tay đột nhiên khẽ động, ngay sau đó không gian quanh người trực tiếp được một mảnh quang mang bao phủ. Ngay lúc đó chân khí bàng bạc từ trong cánh tay tuôn ra. Khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát, chân khí nóng bỏng tuôn ra ngoài, một đạo quyền ấn tràn ngập hỏa diễm trực tiếp được đánh về phía trước. Tại sao có thể như vậy? Trong chớp mắt này, sắc mặt Tả Thiên Khung hoảng hốt. Hắn có cảm giác công kích của mình tiếp cận đối phương thế nhưng lại biến mất vô cùng kỳ dị. Ngay cả chân khí trong người cũng thoáng đình trệ một chút. Liệt Viêm Quyền, đi! Ngón tay búng ra một cái, Lục Lâm Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Âm thanh vừa dứt, đạo quyền ấn trong tay lập tức hóa thành một quang ảnh đỏ rực giống như tia chớp bắt về phía trước. Trong nháy mắt này đạo quyền ấn kia giống như lưu tinh ầm ầm va chạm với đạo chảo ấn của Tả Thiên Khung. Khi hai cỗ lực lượng va chạm, không gian chung quanh như đình trệ. Lập tức cả không gian run rẩy rất nhỏ, một cỗ quang mang chói mắt từ vị trí nơi hai đạo năng lượng va chạm tức thì bộc phát. Phanh! Tiếng trầm đục vang lên. Dưới đạo quyền ấn này, đạo chảo ấn do Tả Thiên Khung được ngưng tụ ra trực tiếp lắc lư rồi tiêu tán. Khí tức nóng bỏng hóa thành sóng lửa khuếch tán ra bốn phía. Ngay lúc đó Tả Thiên Khung kêu lên một tiếng rồi lùi về phía sau một bước. Mà lúc này Lục Lâm Thiên chắp tay đứng đó, thế nhưng phía sau lưng hắn, cánh tay phải vẫn đang run rẩy một chút. Tả Thiên Khung tuy rằng đã bị thương bất quá vẫn là vũ xuất cửu trọng, thực lực không phải chỉ để bài trí, tuyệt đối rất mạnh mẽ. Siêu! Dưới lực lượng cường hãn này, áo choàng trên đầu Tả Thiên Khung bị đánh bay làm hiện lên khuôn mặt tái nhợt. Khuôn mặt tái nhợt này tuổi chừng 50, mặt chữ quốc. Trên mặt có một nốt ruồi. Trong mắt hắn hiện lên thần sắc cực kỳ phức tạp cùng với rung động tuyệt đối. Dưới một kích này tuy rằng hắn không dùng hết toàn lực thế nhưng vẫn bị ám kình. Đây là điều không hề bình thường. Đặc biệt là không gian thuộc tính quỷ dị đối phương vừa mới bố trí kia cũng cực kỳ bất phàm. Hắn ở trong đó đã hoàn toàn bị áp chế, bằng không cũng không chịu thiệt như vậy. Sau lưng Lục Lâm Thiên, Huyết Mị vốn muốn đi lên hỗ trợ thế nhưng cũng bị Bạch Linh ngăn cản.
Lúc này nhìn thấy thực lực của chủ nhân, ánh mắt nàng cực kỳ kinh ngạc. Dùng thực lực vũ xuất thất trọng của chủ nhân không ngờ có thể chống lại vũ xuất cửu trọng. Tả Thiên Khung, ngươi cũng không có gì đặc biệt. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói. Tiểu bối, chỉ sợ ngươi cũng ỷ vào vũ khí huyền cấp trung giai mà hung hăng càn quấy như vậy. Hừ, nếu thực sự đánh với ta, sợ rằng chừng đó cũng không đủ. Vũ xuất thất trọng cùng vũ xuất cửu trọng, chênh lệch này không phải là thứ mà vũ khí huyền cấp trung giai có thể lấp đầy. Ánh mắt Tả Thiên Khung trầm xuống, vừa rồi ăn chút thiệt thòi, hắn cũng chỉ có thể quy cho đối phương là con rể của Linh Thiên Môn, nhận được vũ khí huyền cấp trung giai mà thôi. Thật không, hôm nay ta muốn nhìn xem rốt cuộc vũ xuất cửu trọng có bao nhiêu thực lực. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười quỷ dị, khi thanh âm cuối cùng vang lên trong miệng Lục Lâm Thiên, bàn chân Lục Thiếu Du nhanh chóng đạp mạnh một cái. Một cỗ khí thế bàng bạc từ trong cơ thể như phô thiên cái địa bạo phát ra. Dưới cỗ khí thế này, không gian quanh người hắn bắt đầu có chút vặn vẹo. Lúc trước bằng vào thực lực vũ xuất tứ trọng, Lục Lâm Thiên cũng đã không sợ diễm băng song xuất kia. Lúc này hắn đã là vũ xuất thất trọng, sao lại sợ Tả Thiên Khung chỉ có thực lực vũ xuất cửu trọng mà lại bị thương cơ chứ? Giờ phút này nói trắng ra Lục Lâm Thiên chỉ muốn thử xem thực lực của mình mà thôi. Vũ xuất cửu trọng cùng vũ xuất thất trọng là một khoảng cách cực kỳ lớn. Thế nhưng đối với Lục Thiếu Du mà nói, khoảng cách này hắn đã sớm vượt qua. Cảm nhận được chân khí mênh mông cuồn cuộn quanh người Lục Lâm Thiên, lúc này ánh mắt Tả Thiên Khung khẽ biến đổi, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng. Tiểu tử, để cho ta nhìn xem ngươi dựa vào cái gì mà hung hăng càn quấy như vậy. Dưới áp bách bực này, Tả Thiên Khung dù sao cũng là cường giả thanh danh hiển hách trong cổ vực, nào phải là người lương thiện, trong mắt dần dần hiện lên sự âm trầm. Thanh âm trong miệng vừa dứt, cánh tay áo vung lên, một cỗ khí thế không yếu hơn Lục Thiếu Du cũng tràn ra. Trực tiếp chống lại cỗ khí thế của Lục Thiếu Du, hai cỗ khí thế va chạm với nhau khiến cho gợn sóng trong không gian lan tràn ra bốn phía. Trên người hai người lúc này đều có một cỗ khí thế kinh người. Dù sao hai người đều là người nổi bật trong cấp độ vũ xuất. Đến đây đi. Rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng không nhịn được mà nói. Thanh âm vừa dứt, vòng xoáy dưới chân lóe lên, ngay tại lúc đó một đạo quang mang hiện lên, thanh linh khải giáp đã xuất hiện, trực tiếp được bố trí lên trên cơ thể. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Thân ảnh Lục Lâm Thiên như quỷ mị xuất hiện trên không trung trước mặt Tả Thiên Khung. Tinh quang trong mắt bắn ra. Trước người lập tức hội tụ lại vô số đám mây dày đặc, mang theo một mảnh không gian rung động tới tình trạng khủng bố. Những đám mây này trong lúc mơ hồ sát nhập với nhau. Trong nháy mắt, bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được trong tầng mây dày đặc kia có vô số đạo thủ ấn được đánh ra. Không gian lập tức run rẩy. Trong nháy mắt vô số thủ ấn từ trong tầng mây bắn ra, dùng một tốc độ nhanh chóng như thiểm điện lập tức bao phủ Tả Thiên Khung. Sắc mặt Tả Thiên Khung lúc này đại biến, tốc độ cùng với khí thế của đối phương không phải giống như vũ xuất thất trọng bình thường. Trong lúc này một cỗ chân khí đỏ rực từ trong cơ thể hắn tuôn ra tạo thành một mảnh sóng lửa nghênh tiếp trường ấn. Phanh phanh, trường ấn ngập trời va chạm với sóng lửa kia, trường ấn nhanh chóng đánh sơ xác mảnh sóng lửa này, dưới kình khí cường hãn chút xuống, vẻ mặt Tả Thiên Khung tiếp tục kinh hãi, thân thể lần nữa bị đẩy lùi, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn. Chỉ là vào lúc này, cảnh khiến cho Tả Thiên Khung vô cùng kinh ngạc chính là sau lưng hắn lúc này đột nhiên có một cỗ khí tức quỷ dị, đối phương không ngờ lại như quỷ mị xuất hiện phía sau lưng hắn. Ảm Nhiên Tiêu Linh Trưởng, Hàn Băng Ấn, Hỏa Ảnh Chỉ, Khai Sơn Ấn, Nộ Hải Cuồng Khiếu, Mộc Lao Gia Tỏa, Hỏa Viêm Bạo, Phong Quyển Tàn Vân, từng tiếng hét lớn trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên liên tục. Từng đạo công kích trực tiếp từ hai tay Lục Thiếu Du nhanh chóng được ngưng tụ ra. Đối với những vũ khí này hiện nay Lục Thiếu Du thi triển ra cơ hồ trong nháy mắt có thể thi triển. Sau khi có vũ đàn ngũ sắc biến dị, đồng thời ngưng tụ hai đạo công kích hai thuộc tính khác nhau đối với Lục Thiếu Du mà nói, không có một chút ảnh hưởng nào. Từng đạo công kích nhanh chóng được đánh ra, lại phối hợp với tốc độ của phù quang lược ảnh, lúc này Lục Lâm Thiên cơ hồ như quỷ mị. Tả Thiên Khung căn bản khó lòng phòng bị. Không có cách nào ngăn cản hắn. Lão đại điên rồi sao? Tiểu Long nhìn chăm chú lên không trung, đôi mắt nhỏ đồng tình nhìn về phía Tả Thiên Khung kia. Tả Thiên Khung lúc này vô cùng phiền muộn, khiếp sợ, kinh hãi. Thế nhưng lúc này thân bị vô số công kích vây quanh, căn bản không có cách nào đào thoát. Từng đạo công kích khiến cho hắn trở tay không kịp, căn bản không có cách nào chống lại,
Tốc độ ngưng tụ công kích của đối phương cùng với tốc độ của thân pháp cực kỳ quỷ mị, đồng thời, đối phương căn bản cũng bỏ qua công kích của hắn, trực tiếp dùng công kích để ngạnh kháng. Cả không gian hỗn loạn, dưới vô số đạo công kích như vậy, lúc này không gian ngàn thước chung quanh đã bị vặn vẹo. Chung quanh lúc này giống như là sơn băng địa liệt, cả tòa hạp cốc bắt đầu có tiếng ầm ầm vang lên. Trong không gian hỗn loạn này tràn ngập công kích của năm loại thuộc tính, trình độ cuồng bạo khiến cho người khác rung động. Phanh phanh, hộ thân cương khí trên người Tả Thiên Khung bị nghiền nát. Từng đạo công kích lập tức trút xuống trên người hắn. Phốc, không có một chút kháng cự nào. Sắc mặt Tả Thiên Khung đen lại, phun ra một ngụm máu tươi. Dưới vô số đạo công kích cường hãn tới bực này, bản thân Tả Thiên Khung lại bị trọng thương từ trước, làm sao có thể chống lại cơ chứ? Khục, dưới kinh khí cường hãn, Tả Thiên Khung trực tiếp bị đẩy lùi về phía sau hơn 10 bước. Mỗi bước lùi về phía sau đều tạo thành một dấu chân cực sâu trong hạp cốc. Mặt đất chung quanh dấu chân đều rạn nứt. Thoải mái a, rất lâu không có thoải mái như vậy. Trên không trung, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, chân khí được thu vào trong cơ thể, vẻ mặt chuyển thành vui vẻ. Vũ xuất thất trọng, bằng vào đan điền khổng lồ của bản thân, thi triển công kích liên miên cũng vô cùng thuận lợi. Loại cảm giác này khiến cho trong nội tâm Lục Thiếu Du có một cỗ cảm giác thoải mái không nói nên lời. Phía dưới, Tả Thiên Khung nhìn qua Lục Lâm Thiên, lúc này trong sắc mặt tái nhợt của hắn, ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn Lục Lâm Thiên ở trên không trung. Tốc độ của Lục Thiếu Du giống như quỷ mị, lực phòng ngự cường hãn, hai tay cùng lúc đánh ra hai loại năng lượng thuộc tính khác nhau. Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được. Còn nữa, đối phương rõ ràng là vũ xuất thất trọng, thế nhưng công kích thi triển ra không dưới vũ xuất cửu trọng. Chẳng lẽ những điều này đều là chỗ biến thái của vũ xuất ngũ hệ? Siêu! Tả Thiên Khung không có chút do dự nào, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy sao? Dường như tốc độ của ngươi hơi chậm thì phải. Một đạo tàn ảnh xẹt qua không trung, âm thanh Lục Lâm Thiên nhanh chóng vang lên sau lưng Tả Thiên Khung. Lục Lâm Thiên, ta liều mạng với ngươi. Tả Thiên Khung như phát điên, sắc mặt đại biến, thủ ấn nhanh chóng được kết. Trong tay có một tấm lưới khổng lồ xuất hiện, trực tiếp bắn về phía Lục Thiếu Du đang ở sau lưng hắn. Tấm lưới khổng lồ này toàn thân đỏ rực, từng mảnh lưới đều tràn ngập liệt hỏa. Một cỗ khí tức bàng bạc lan tràn, tấm lưới nhanh chóng hóa thành hơn nghìn thước, cả không gian lúc này run rẩy, nhiệt độ nhanh chóng kéo lên. Vũ linh khí hoàng cấp. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, hắn đã sớm biết rõ trên người Tả Thiên Khung này còn có một kiện vũ linh khí hoàng cấp. Ngao. Một thanh âm đinh tai nhức óc giống như long ngâm vang lên. Thanh âm này khiến cho huyết mị phía xa cũng phải biến sắc. Trong tay Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện một đạo quang mang huyết sắc. Huyết quang thu liếm, huyết lục hiện lên trong tay Lục Thiếu Du, huyết quang lập lòe như ẩn như hiện, vô cùng quỷ mị. Một cỗ sát khí tràn ra. Siêu siêu. Chân khí được rót vào, huyết lục trong tay chém thẳng về phía trước. Một đạo quang mang huyết sắc phá không bắn ra. Đao mang theo một cỗ lực lượng mạnh mẽ cùng với thanh âm trầm thấp, từ không gian trước người Lục Thiếu Du, gợn sóng bắt đầu như thủy triều lan tràn ra hai bên. Nhìn tấm lưới ngập trời tỏa ra khí tức nóng bỏng kia, Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng. Liệt không cửu kích. Chín đạo đao mang bắn ra, lập tức hội tụ lại, một đạo đao mang chói mắt mang theo một cỗ khí tức bàng bạc lập tức va chạm với tấm lưới kia. Trong nháy mắt này, ánh mắt Tả Thiên Khung lần nữa kinh hãi. Không biết vì sao Thiên La Viêm Võng của hắn lại không thể nào chống lại. Điều này đã chứng minh thanh huyết đao quỷ dị của đối phương là vũ linh khí huyền cấp, bởi vì vũ linh khí của hắn chỉ là hoàng cấp mà thôi. Bằng mắt thường có thể thấy được, đao mang bá đạo vô cùng hung hăng bổ thẳng vào trên tấm lưới kia, gợn sóng vừa bị bổ ra hia bên nhanh chóng sáp nhập lại. Trong không gian chung quanh lúc này xuất hiện từng khe nứt. Mà trong chớp mắt này, đao mang đánh vào trên tấm lưới khổng lồ kia cũng không tiến lên được nữa. Phanh! Chỉ trong nháy mắt, lúc này phía trên đao mang có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh xuống tấm lưới khổng lồ kia. Trong sát na, hỏa diễm trên tấm lưới lập tức bị dập tắt. Tấm lưới nhanh chóng bị đánh rơi xuống mặt đất. Phốc phốc! Tả Thiên Khung lại phun ra một ngụm máu, thân thể lại bị đẩy lui. Đại địa nộ hống! Bên trên không trung, trong chốc lát thân ảnh của Lục Lâm Thiên đáp xuống. Một chân quỳ xuống mặt đất, tay phải mang theo một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất trong hạp cốc bắn tứ tung,
hiện ra một cái rãnh rộng chừng mấy chục thước đang dùng một tốc độ khiến cho người ta hoảng sợ lan tràn về phía tả thiên khung phía trước. Mặt đất lúc này giống như địa chấn rung động kịch liệt. Lực lượng đáng sợ kia trong sát na tiếp cận người tả thiên khung, cỗ lực lượng này giống như một cơn hồng thủy trút xuống. Thanh âm ken két vang lên, giống như cả hạp cốc lúc này cũng bị rạn nứt, đá vụn bắn tứ tung mang theo kình phong sắc bén xuyên thấu không gian. Phanh phanh, mặt đất bị rạn nứt sau đó lập tức bạo liệt, cả mặt đất trong phương diện ngàn thước chắc quanh lúc này lún xuống. Lực lượng khủng bố phóng lên trời khiến cho không gian gợn sóng. Đồng thời lập tức bao phủ người tả thiên khung, một cỗ cự lực trực tiếp đánh tả thiên khung lên không trung. Thiên thủ liệt cương ấn. Sau khi tả thiên khung bị đánh bay lên không trung, trong chớp mắt này thân ảnh Lục Lâm Thiên lại giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện. Một đạo trưởng ấn màu vàng mang theo một đạo tàn ảnh nhanh chóng vỗ vào trên người tả thiên khung. Phanh phanh, tả thiên khung trực tiếp giống như diều đứt dây, vừa mới bị đánh bay từ mặt đất lên không trung, lúc này lại từ giữa không trung bị đánh xuống phía dưới. Cả ngọn núi lập tức ầm ầm lay động, thân thể tả thiên khung bị nện sâu vào trong sườn núi chừng một thước. Cái eo ở bên trong, đầu cùng hai chân ở bên ngoài. Nham thạch chung quanh lúc này xuất hiện từng vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Phốc phốc, trong miệng tả thiên khung lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Từng giọt máu tươi từ trên sườn núi chảy xuống. Dưới mặt đất lúc này chỉ còn một cái hố sâu chừng ngàn thước, mặt đất chung quanh đều bị phá hủy. Nhìn bộ dáng tả thiên khung lúc này Tiểu Long cũng không đánh lòng, ánh mắt đồng tình liếc qua tả thiên khung một chút. Ánh mắt huyết mị khẽ nhảy lên. Đối với chủ nhân này dường như nàng đã hiểu hơn được một chút. Tả thiên khung, đây là thực lực của vũ xuất cửu trọng sao? Như thế nào ta lại cảm thấy quá bình thường vậy? Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trước người tả thiên khung, thanh linh khải giáp được thu lại, ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc. Tả thiên khung lúc này miệng đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân hình bị lún vào trong sườn núi. Không ngờ không có cách nào nhúc nhích, hai mắt đã mất đi ngạo khí lúc trước. Lúc này ánh mắt hắn kinh hãi nhìn vào thanh niên áo xanh gọi là Lục Lâm Thiên trước mặt. Lúc này hắn mới biết được người này khó dây vào cỡ nào. Lục thiếu dù so với lời đồn bên ngoài còn khó dây vào hơn gấp 10 lần. Giờ phút này trong nội tâm hắn đã xuất hiện sự khiếp sợ cùng e ngại. Hối hận mình vì sao lại động thủ với người này. Lục trưởng môn, ta nguyện ý gia nhập phi linh môn. Ta không cần gì hết, chỉ cần Lục trưởng môn gia nhập. Tả thiên khung nhìn Lục Lâm Thiên rồi bắt đầu lựa chọn thỏa hiệp. Dưới loại tình huống này, hắn không còn lựa chọn thứ hai. Ha ha! Lục Lâm Thiên lập tức cười ha hả rồi nói. Bây giờ ngươi muốn gia nhập sao? Bất quá phi linh môn ta không phải ai cũng có thể gia nhập. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bây giờ gia nhập đã quá muộn rồi sao? Thanh âm vừa dứt, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, một cỗ hàn ý tập trung lên người tả thiên khung. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, ánh mắt tả thiên khung ảm đạm chỉ sợ hôm nay hắn phải bỏ mạng ở chỗ này. Tả thiên khung, đây là độc đan do thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh luyện chế. Sau khi ăn vào ngươi chính là trưởng lão của phi linh môn. Nếu không nơi này chính là nơi an táng của ngươi. Trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện một viên đan dược, sau đó đưa tới trước người tả thiên khung. Tả thiên khung nhìn qua Lục Lâm Thiên, hơi sững sờ một chút. Cơ hồ không chút do dự gì. Nhanh chóng thò tay đem đan dược nhét vào trong miệng. Còn có thể gia nhập phi linh môn, lại là trưởng lão, có thể nhặt lại được một cái mạng, hắn làm dám do dự nữa. Nhìn thấy cảnh này Lục Lâm Thiên khẽ cười, một phần là hắn muốn tả thiên khung gia nhập phi linh môn. Mà đại bộ phận là bởi vì thực lực của mình, bây giờ hắn đã là vũ xuất thất trọng, thực lực hiện tại hoàn toàn có thể chống lại vũ xuất cửu trọng. Dưới vũ xuất lúc này hắn đã không còn cần cố kỵ một ai. Mà loại không cố kỵ này chính là không cần dốc sức liều mạng như trước. Quả thực đáng thương, bị đánh mới nguyện gia nhập a. Ánh mắt Tiểu Long nhìn qua tả thiên khung có chút thương cảm, cũng chỉ có thể trách người này không thức thời mà thôi. Một lát sau, trên không hạp gốc, thiên sĩ tuyết sư một lần nữa vỗ cánh bay lên. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư có thêm tả thiên khung. Huyết mị, còn hai người, ngươi có thể tìm được bọn họ không? Lục Lâm Thiên truyền âm hỏi huyết mị. Thân phận huyết mị hiện tại Lục Thiếu Du còn chưa muốn bại lộ trước mặt tả thiên khung. Dù sao tả thiên khung coi như là biết rõ huyết mị là linh thú thất giai thế nhưng cũng chưa gặp qua nhân hình của huyết mị, cho nên lúc này tuyệt đối không nhận ra được. Chủ nhân, cũng ở trong sơn mạch này,
độc châm của ta một khi đã trúng thì không ai có thể chạy thoát. Hai người kia đang chữa thương ở đây. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức phân phó Thiên Sĩ Tuyết Sư biến mất trong không trung. Trên chân trời bình tĩnh đột nhiên có một đạo huyết sắc quang mang xẹt qua phía chân trời. Tiếp theo trong nháy mắt có một đầu cửu đầu yêu dao vỗ cánh xuất hiện giữa không trung. Trên lưng cửu đầu yêu dao, lúc này Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, Hoa Mãn Lâu xuất hiện ở trên. Đáng chú ý nhất chính là thiểm điện báo Ngô Dũng sau khi dùng Vũ Linh Thánh Quả cùng với đan dược của Phi Linh Môn xong cũng đã đột phá tới Vũ Xuất Cửu Trọng. Lúc này Hoa Mãn Lâu cũng đã đạt tới Vũ Xuất Thất Trọng. Có thể nói lúc này 8 người đều là thực lực đỉnh tiêm của Phi Linh Môn. Về phần những vũ xuất khác toàn bộ đều ở trong Phi Linh Môn để trấn thủ Phi Linh Môn. Sau lưng 8 người lúc này còn có không ít người có tu vi vũ tướng cùng vũ phách, vũ sư. Trọn vẹn hơn 100 người. Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cũng có mặt ở trong đó. Lần này tiến về thành Cự Giang, Đông Vô Mệnh mang theo chúng cường giả, chỉ lưu lại Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi, Hoàng Phủ Kỳ Tùng trấn thủ Phi Linh Môn. Lúc này cũng không cần lo lắng lắm tới an nguy của Phi Linh Môn. Trong nội tâm Đông Vô Mệnh biết rõ, Phi Linh Môn hiện tại còn có một cường giả vũ tôn đang tọa chấn. Lão gia hỏa, lần này huyền thiên bí cảnh xuất hiện sợ rằng sẽ khiến cho tất cả các thế lực lớn chú ý. Tới lúc đó nhất định tất cả các thế lực sẽ hội tụ. Chúng ta cũng cần phải cẩn thận hơn mới được. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Bất kể như thế nào chúng ta cũng phải thử vận khí một chút. Đến lúc đó chú ý một chút là được rồi. Đông Vô Mệnh nói, lúc này đương nhiên hắn hiểu rõ. Lần này sợ rằng nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang đều hội tụ. Thực lực Phi Linh Môn tuy rằng cường hãn không ít, bất quá cũng không có cách nào đạt được tới tình trạng như nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Đoán chừng tiểu tử kia cũng đã biết rồi. Thanh âm vừa dứt, Đông Vô Mệnh lập tức lẩm bẩm nói. Trong Phi Linh Môn hiện tại cũng chỉ có mấy người biết rõ Lục Lâm Thiên hiện tại đang ở trong thành Cự Giang gia nhập Thiên Địa Các. Hiện tại Phi Linh Môn cũng đã biết tin tức của Thiên Địa Các. Nếu như tiểu tử kia gia nhập Thiên Địa Các kia, có lẽ có khả năng cũng đã biết. Giờ phút này, Đông Vô Mệnh đột nhiên cảm giác được trong lúc bất chi bất giác Phi Linh Môn đã phát sinh quá nhiều biến hóa. Trước đó Phi Linh Môn có việc tiểu tử kia đều hỏi ý kiến hắn, hắn cũng dám làm chủ. Thế nhưng tới bây giờ, hắn mang theo cường giả Phi Linh Môn tiến về thành Cự Giang lại có chút do dự không quyết. Cũng mong tới thành Cự Giang có thể gặp được tiểu tử kia, khi đó áp lực của hắn sẽ nhỏ hơn không ít. Đông Vô Mệnh mỉm cười. Trong lúc bất chi bất giác, một thiếu niên trẻ tuổi mấy năm trước hiện tại không bao lâu nữa đã không còn dựa vào sự che chở của hắn nữa. Sợ rằng không cần bao lâu nữa hắn sẽ phải dựa vào thiếu niên này. Trên thực tế rất nhiều chuyện hiện tại cho tới bây giờ hắn phải dựa vào thiếu niên kia. Bằng không làm sao hắn lại đột phá nhanh như vậy, bây giờ còn có hồn linh khải giáp địa cấp. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, con ưng non rốt cuộc đôi cánh đã cứng cáp rồi. Đông Vô Mệnh lẩm bẩm nói, hắn còn nhớ rõ khi trước tiểu gia hỏa kia chạy theo bợ đít hắn, quanh co lòng vòng muốn để cho hắn gia nhập Phi Linh Môn. Mà hiện tại chỉ bằng phần thực lực của Phi Linh Môn này hắn đã hiểu, thời gian tuy rằng nhanh, thế nhưng quá trình có được lại không đơn giản chút nào. Mặc dù không có nhiều khó khăn trắc trở trùng điệp, thế nhưng cũng trải qua mấy lần đại chiến xương máu. Lão gia hỏa, người đang nói gì vậy? Nghe thấy Đông Vô Mệnh thì thào nói, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh khẽ hỏi. Không có gì, nhớ lại một chút chuyện mà thôi. Đông Vô Mệnh phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào khoảng không phía trước. Hắn biết rõ, lựa chọn khi trước của mình không hề sai chút nào. Ngoài Vạn Hạp Quật, giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Đi đầu có 3 đạo thân ảnh, trong đó có 2 người chính là Đoạt Hồn Vương, Lưu Kiếm. Mà ngoại trừ 2 người Lưu Kiếm và Đoạt Hồn Vương ra thì còn một vị lão giả mặc trường bào màu vàng. Lão giả này khuôn mặt gầy gò, hai hốc mắt sâu hóm, có chút quỷ dị và âm trầm. Đặc biệt nhất là trên đầu hắn, không ngờ tóc lại có một nửa màu trắng và một nửa màu đen. Vô cùng quỷ dị. Lúc này lão giả mặc trường bào lăng không mà đứng trên không tùng. Trong hai mắt hiện lên vẻ âm trầm nhìn vào Vạn Hạp Quật phía dưới. Y phục trên người phất phơ trước gió. Không gian chung quanh lúc này mơ hồ có chút gợn sóng. Khí thế cường hãn này không phải vũ giả bình thường có thể có được. Đoạt Hồn Vương, Khoái Kiếm Vương, các ngươi quá không cẩn thận rồi.
loại bảo vật như thị huyết linh phong này mà các ngươi cũng để nó chạy thoát. Hừ, lão giả mặc trường bào màu vàng hừ lạnh một tiếng, cỗ khí thế hung ác quanh người lan tràn ra khiến cho mấy người chung quanh biến sắc. Tuyệt linh vương, chúng ta thực sự không biết bên người thần bí kia có một đầu yêu thú thất giai trung kỳ, còn có một đầu khôi lỗi thất giai sơ kỳ. Đoạt hồn vương biến sắc, ánh mắt hiện lên hận ý. Sắc mặt còn có một chút tái nhợt, dường như thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn. Người này sợ rằng không bình thường, có yêu thú thất giai trung kỳ bên người, sợ rằng thị huyết linh phong kia cũng đã rơi vào trong tay người này rồi. Lão giả mặc trường bào màu vàng nói. Tuyệt linh vương, thị huyết linh phong thất giai cũng không phải dễ đối phó. Sợ rằng cũng không dễ thu phục được nó. Ánh mắt Lưu Kiếm khẽ đổi rồi nói. Khoái kiếm vương, người đừng quên, bên người người nọ có yêu thú thất giai trung kỳ, có lẽ đã có chuẩn bị mà tới. Vừa rồi chúng ta cũng đi xem, sợ rằng có 8 phần thị huyết linh phong đã rơi vào trong tay người kia. Lão giả mặc trường bào màu vàng lạnh nhạt hỏi. Có tra được thân phận người này hay không? Tra được một ít, theo tin tức nhận được thì đầu khôi lỗi thất giai sơ kỳ bên người hắn chính là đấu giá được từ vạn tượng môn. Từ tin tức trong thiên địa các mà ta biết được. Người nọ dường như cũng gia nhập thiên địa khác, tên là Dương Quá. Những thứ khác cũng không rõ lắm. Đoạt hồn vương đáp. Hừ, phái ra nhân thủ tìm kiếm, đặc biệt là thành Cự Giang, đem chân dung hai người kia vẽ ra, thông chi cho tất cả thế lực lớn nhỏ trong thành Cự Giang cùng tìm kiếm, nhất định phải tìm ra hắn. Mặc kệ là hắn có địa vị gì, trong thành Cự Giang coi như là nhất tông nhất giáo nhất môn cũng phải cố kỵ một ít. Ta tuyệt đối không buông tha cho người này. Lão giả mặc trường bào màu vàng âm trầm nói. Hai ngày sau, trong một rừng cây rậm rạp, tại một sơn cốc có hai đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi đó. Đột nhiên ánh mắt hai người này nhìn về phía trước, trong mắt hai người có một đầu yêu thú màu trắng đang vỗ cánh bay tới. Thiên sĩ tuyết sư, nhìn đầu yêu thú màu trắng đang vỗ cánh bay tới kia, ánh mắt hai người giật mình. Yêu thú như thiên sĩ tuyết sư, bọn họ cũng biết tới. Linh vũ song quái. Nghe danh đã lâu. Một thanh âm trầm thấp mang theo sự vui vẻ vang lên. Lập tức mấy đạo thân ảnh từ trên lưng yêu thú phi hành nhảy xuống. Chính là năm người Lục Lâm Thiên. Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung. Mắt nhìn đám người vừa xuất hiện, linh vũ song quái này chỉ nhận ra một người. Hai người lập tức đứng lên. Hai người này một cao một thấp, cao thì cường tráng thế nhưng có chút béo. Chừng 2 thước 5, có lẽ hơn 500 cân, nhìn giống như là một cự nhân. Mà người thấp kia thân chưa được 1 thước 6, gầy như chỉ có xương bọc da, hốc mắt sâu hóm giống như một con khỉ. Hai người này đứng chung một chỗ quả thực có chút buồn cười. Bất quá nếu như là người biết rõ tên tuổi của hai người này thì tuyệt đối không dám cười. Hai người này không dễ trêu vào, bên trong tán tu cũng là người vô cùng nổi danh. Lục Lâm Thiên cũng biết hai người này, chính là hai con quái vật à, chỉ sợ dưới Vũ Vương. Người dám một mình trêu chọc hai người này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong hai người này, người cao gọi là linh quái, tu vi linh xuất cửu trọng. Người thấp gọi là vũ quái, tu vi vũ xuất cửu trọng. Tên tuổi thực thì không có mấy người biết rõ. Các hạ là ai? Bên trong linh vũ song quái, người gầy gò nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Hai người nhìn vào năm người đột nhiên xuất hiện này có chút đề phòng. Bên người thanh niên áo xanh này còn có một tiểu đồng tóc vàng. Hai nữ tử tuyệt mỹ, còn có Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung. Tả Thiên Khung này không phải vừa mới từ Vạn Hạp Quật trốn ra sao? Sao lại ở cùng người này một chỗ? Lục Lâm Thiên, Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, mắt nhìn hai người rồi nhanh chóng suy đoán, từ khí tức của hai người này hiện tại mà nói, không khó nhìn ra hai người này dường như trước mắt thương thế chưa hồi phục, độc của huyết mị vô cùng bá đạo, ngay cả linh hồn cũng bị hao tổn. Phi Linh Môn. Ánh mắt linh vũ song quái lập tức biến đổi, dường như cũng đã nghe nói qua Phi Linh Môn, hai người nhìn nhau rồi lập tức nói. Chúng ta cùng với Phi Linh Môn không có chút quan hệ nào, các hạ tới đây có việc gì? Muốn mời hai vị gia nhập Phi Linh Môn mà thôi. Lục Lâm Thiên nhàn nhạt nói, hai người khẽ giật mình lập tức đáp. Các hạ, hai người chúng ta quen tự do tự tại rồi, đa tạ ý tốt của các hạ. Gia nhập Phi Linh Môn ta có không ít chỗ tốt. Nếu như ta đoán không sai, thương thế của hai vị ngay cả linh hồn dường như cũng bị thương. Về sau cơ hội đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương của hai vị cơ hồ không có bao nhiêu hy vọng. Nếu như gia nhập Phi Linh Môn mà nói,
ta có thể khôi phục linh hồn lực đã bị hao tổn của hai vị, đồng thời khiến cho cơ hội đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương của hai vị tăng lên 50%, hai vị hãy suy nghĩ một chút. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, dường như lúc này hắn cũng không nóng lòng. Linh Vũ song quái nhìn Lục Lâm Thiên, sau đó hai người lập tức nhìn nhau. Không thể không nói điều kiện này đối với hai người mà nói tuyệt đối có hấp dẫn chí mạng. Hiện tại hai người đã tới cấp bậc Vũ Xuất cùng Linh Xuất cửu trọng. Vốn gần đây hai người đang chuẩn bị đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương. Thế nhưng muốn đột phá tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hai người cũng chuẩn bị một ít đan dược, thế nhưng cơ hội cũng không có nhiều lắm. Tăng thêm thương tích trên người bị thị huyết linh phong gây ra, ngay cả linh hồn cũng bị thương tổn. Chuyện này đối với người muốn đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương mà nói, chính là một nhát chém chí mạng. Lúc này có thể khôi phục linh hồn lực, đồng thời cơ hội đột phá tăng lên 50%, tuyệt đối là mê hoặc hai người khó có thể cự tuyệt. Các hạ, chúng ta gia nhập phi linh môn có điều kiện gì không? Yêu Xuất cúi người, từ trên cao nhìn xuống Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Trong ánh mắt hắn không khó nhìn ra, lúc này hắn đã động tâm. Nuốt vào một khỏa độc đan do Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh luyện chế. Trong vòng một năm không có giải dược mà nói, các ngươi sẽ chết rất thảm. Nếu như các ngươi không phản bội phi linh môn thì không cần lo lắng vấn đề giải dược. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, khóe miệng mang theo chút tà dị. Độc đan của Đông Vô Mệnh. Yêu Xuất lập tức biến sắc. Đối với người nổi danh cùng với bọn họ khi trước là Đông Vô Mệnh này bọn họ đương nhiên đã nghe nói qua. Đông Vô Mệnh này toàn thân đều là kịch độc, không ai dám động vào. Độc đan của Đông Vô Mệnh sợ rằng hai người bọn hắn cũng không có cách nào hóa giải. Ăn vào độc đan tương đương với việc bị người khác chế trụ. Hai người lại nhìn nhau, có chút do dự. Gia nhập phi linh môn là có thể được chữa trị linh hồn bị hao tổn, còn có thể tăng thêm 50% cơ hội đột phá Vũ Vương. Thế nhưng một khi gia nhập thì không thể không bị người khác chế trụ. Quên nói cho hai vị biết một chuyện, tính nhẫn nại của ta không quá tốt đâu. Lục Lâm Thiên nhìn hai người đang do dự rồi nói. Còn nữa, nếu như hai vị không gia nhập, bằng vào thân thể Vũ Xuất cửu trọng cùng với Linh Xuất cửu trọng của hai vị, ta đem về phi linh môn luyện chế khôi lỗi có lẽ cũng không tệ lắm. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, từ sâu trong nội tâm hai người toát ra hàn ý. Ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Các hạ, người đang uy hiếp chúng ta. Phú quái nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng có chút không vui. Không phải là uy hiếp mà là cảnh cáo, muốn sống hay muốn chết thì do chính các ngươi lựa chọn. Nếu như các ngươi muốn thử xem ta có bản lĩnh để cảnh cáo hai người các ngươi hay không thì mời. Lục Lâm Thiên nói xong, trong mắt bắn ra hàn ý. Những lão quái này, không chấn nhiếp một lần sợ rằng sẽ không tình nguyện gia nhập phi linh môn. Huống chi hai người này liên thủ sợ rằng ngay cả Vũ Vương nhất trọng cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Muốn bọn họ can tâm tình nguyện gia nhập phi linh môn ăn vào độc đan quả thực có chút khó khăn. Ánh mắt Linh Vũ song quái không ngừng biến hóa. Điều kiện của Lục Lâm Thiên trước mặt vô cùng hấp dẫn. Thế nhưng đem sinh tử của bản thân đặt vào trong tay người khác bọn hắn lại không muốn. Huống chi cũng không biết đối phương có làm được những điều vừa nói hay không. Thực lực của mấy người này hai người cũng không nhìn thấu cho nên càng thêm kinh ngạc. Lại thêm bộ dáng của Tả Thiên Khung kia, dường như cũng gia nhập phi linh môn, thương thế bọn họ lúc này cực kỳ nghiêm trọng cho nên không muốn trải qua một hồi đại chiến nữa. Nếu như đúng như dự đoán của bọn họ, hơn phần sợ rằng là do mấy người Lục thiếu du này gây nên, Tả Thiên Khung có vũ linh khí hoàng cấp, cũng không phải là người dễ đối phó. Nếu như các hạ có thể trước tiên chữa tốt thương thế trên người chúng ta, vậy thì chúng ta sẽ gia nhập phi linh môn. Sau khi do dự một lát, vũ quái nói. Cầm, lập tức ăn vào. Thứ này đủ để chữa trị thương thế trên người hai ngươi. Trong tay nhanh chóng đánh ra hai đạo lưu quang. Bên trong chính là hai chất lỏng màu đỏ tươi, chính là giải dược trên người huyết mị. Hai người tiếp nhận chất lỏng màu đỏ rồi nhìn nhau. Ánh mắt cực kỳ thận trọng. Bên trong chất lỏng màu đỏ này có năng lượng chấn động mạnh mẽ. Phú quái kia nhanh chóng nuốt vào chất lỏng màu đỏ này. Sau khi nuốt vào, hai mắt phú quái nhắm chặt, linh quái bên người hắn lúc này cực kỳ lo lắng, sắc mặt không ngừng biến hóa. Một lát sau, hai mắt phú quái mở ra, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Không ngờ chất lỏng này quả thực có thể chữa trị được linh hồn của bọn hắn. Vừa ăn vào một lát, tuy rằng chưa thể chữa thương ngay, thế nhưng hắn biết. Chất lỏng này quả thực có thể chữa trị được linh hồn của hắn, tuyệt đối không thành vấn đề.
Vũ quái nhìn linh quái gật đầu, sắc mặt yêu quái giật mình, sau đó lập tức nuốt vào chất lỏng. Lúc này sắc mặt hắn hiện lên sự vui mừng, thân là linh giả, hắn càng cảm nhận được rõ ràng hơn, chất lỏng này có thể chữa được linh hồn của hắn. Hai vị đã quyết định xong chưa? Tính nhẫn nại của ta có hạn, nếu như đã có thể chữa trị được linh hồn các ngươi thì ta cũng có thể làm cho linh hồn các ngươi vĩnh viễn không được siêu thoát. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, trong mắt có một cỗ hàn ý ngập tràn. Linh Vũ song quái nhìn nhau, dường như đã đạt được nhận thức chung nào đó, lập tức nói. Hai người chúng ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, bái kiến trưởng môn. Nhìn hai người, Lục Lâm Thiên lập tức vui vẻ. Có thể không cần ra tay đã thu phục được hai người này cũng giảm bớt một chút phiền toái cho hắn. Có Linh Vũ song quái này cùng với Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung gia nhập, dùng thực lực ba người này mà nói. Cường giả đỉnh tiêm trong Phi Linh Môn đã lập tức tăng lên. Ba người một khi đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương thì thực lực Phi Linh Môn càng thêm cường hãn. Tả Thiên Khung lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào Linh Vũ song quái, trong nội tâm thầm mong tốt nhất là hai người này không nên thuần phục. Sau đó cũng để hắn nghiệm chứng thực lực biến thái của vị trưởng môn này một lần nữa. Ai biết song quái này không ngờ lại nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn. Chuyện này khiến cho Tả Thiên Khung biệt khuất, hắn bị hung hăng đánh một trận rồi mới đồng ý gia nhập Phi Linh Môn a. Tả Thiên Khung vô cùng phiền muộn, nếu như vị trưởng môn này vừa rồi cũng nói những lời như vậy, đồng thời lại thêm năm thành cơ hội đột phá Vũ Vương mà nói, hơn phân nửa hắn sẽ chủ động gia nhập Phi Linh Môn. Loại hấp dẫn như vậy đối với Vũ Xuất Cửu Trọng và Linh Xuất Cửu Trọng như bọn hắn, không thể nghi ngờ là cực kỳ mê người. Một lát sau, mọi người vô thanh vô tức rời khỏi hạp gốc. Thiên Sí Tuyết Sư hóa thành một đạo quang mang biến mất trong không trung. Ngoài thành Cự Giang, từng dãy núi trùng điệp kéo dài không ngớt. Đầu mùa thu, thời tiết vô cùng mát mẻ, gió thu thổi qua rừng cây khiến cho lá cây rụng xuống. Trong những dãy núi trùng điệp này có một hạp gốc. Hạp gốc này ở một vị trí vô cùng hiểm yếu, người bình thường căn bản không có cách nào tiến vào được. Sợ rằng cho dù là vũ giả cũng khó có thể tiến vào. Sâu trong hạp gốc này không ngờ phong cảnh lại như tranh vẽ. Thác nước, dòng sông, ngọn núi, kỳ thạch, tóm lại là nhìn vào khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái. Không khỏi khiến cho mọi người cảm thán sự thần kỳ của trời đất. Không ngờ lại có vùng đất như thế này. Trong thâm cốc, có mấy tòa đình viện đều do đá xanh kiến tạo nên, mặc dù không to lớn thế nhưng có chút thanh nhã, quả thực có một cảm giác khác thường. Tả Thiên Khung, không nghĩ tới lão gia hỏa ngươi lại ẩn cư ở chỗ này, khó trách người khác không tìm thấy ngươi. Linh Vũ song quái nhìn chung quanh có chút kinh ngạc nói. Không có biện pháp a, cừu gia của ta đầy trong cổ vực, lại thêm muốn đột phá Vũ Vương cho nên cũng phải ẩn cư ở đây. Tả Thiên Khung cười khổ nói. Bái kiến sư phụ. Thanh âm Tả Thiên Khung vừa dứt, lúc này có mấy đệ tử nam nữ đi tới. Niên kỷ không đồng đều, thực lực có vũ sư, cao nhất còn có vũ xuất nhất trọng. Mấy đệ tử nhìn lấy sư phụ mang theo người ngoài tới đều vô cùng kinh ngạc. Một ngày sau Lục Lâm Thiên rời khỏi thâm cốc, lúc này Huyết Mị cùng Thiên Sí Tuyết Sư tiến vào trong không gian thú nang, Tiểu Long thì thu nhỏ chui vào trong người hắn. Lục Lâm Thiên cùng với Bạch Linh nhìn nhau rồi mang mặt nạ vào. Trong tâm thần của Bạch Linh lúc này Lục Lâm Thiên đã biết được, ở chung quanh không có bất kỳ một ai. Thân phận của hắn lúc này không nên bại lộ ngoài ánh sáng. Có một số việc cần phải dựa vào thân phận dương quá này làm thì sẽ thuận tiện hơn nhiều. Chỗ ẩn cư của Tả Thiên Khung cách thành Cự Giang không xa. Ba người Lục Lâm Thiên sau khi lưu lại một ít đan dược, lại để cho ba người Tả Thiên Khung ở lại dưỡng thương rồi lập tức rời đi. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng có ý định của mình. Hắn định một lần nữa tới phân đà của thiên địa các một lần, xem có tin tức về huyền thiên bí cảnh hay không. Trong thành Cự Giang lúc này vẫn vô cùng náo nhiệt giống như trước kia. Dòng người chung quanh vô cùng hối hả, thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác được bên trong giường như có không ít cường giả. Trong phân đà của thiên địa các, Lục Lâm Thiên một lần nữa nhìn thấy nữ tử mặc y phục màu tím kia. Dương quá trưởng lão, huyền thiên bí cảnh tạm thời còn chưa nhận được nhiều tin tức. Bất quá có tin tức hoàn toàn mới, không biết Dương quá trưởng lão có hứng thú biết hay không. Nữ tử mặc y phục màu tím nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt không chút biến đổi nói. Có thu phí hay không? Lục Lâm Thiên mỉm cười, thanh âm khàn khàn vang lên. Không tin tức nào cũng thu phí, đại bộ phận tin tức thân là trưởng lão địa các đều có thể biết rõ. Nữ tử mặc áo bào tím nói.
Gần đây có không ít trưởng lão địa các đều đang tìm hiểu một người. Tìm ai vậy? Lục Lâm Thiên hỏi, bởi vì mang mặt nạ cho nên nữ tử kia không nhìn thấy biểu hiện gì trên mặt hắn. Chính là người đó Dương Quá trưởng lão. Nữ tử mặc áo bào tím nói. Thiên địa các ta nhận được tin tức, bên trong vạn hạp quật xuất hiện thị huyết linh phong, mà nghe nói Dương Quá trưởng lão rất có thể đã thu phục được thị huyết linh phong cho nên có không ít người có hứng thú đối với Dương Quá trưởng lão. Thật sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ biến đổi, bình tĩnh nói. Sau đó ánh mắt nhảy lên rồi lập tức nói tiếp. Không biết trong thiên địa các có tin tức về linh vũ giới hay không? Linh vũ giới. Nữ tử mặc áo bào tím nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ ngừng lại rồi nói. Có, chỉ là dùng quyền hạn của Dương Quá trưởng lão lúc này không có cách nào biết được. Mà ngay cả trong tay của ta cũng không có tin tức của linh vũ giới. Chỉ có trưởng lão tới địa cấp mới có thể biết được. Không ngờ cao như vậy sao? Trong nội tâm Lục Lâm Thiên nao nao, địa cấp trưởng lão mới có thể biết được tin tức, tương đương với cấp độ vũ tôn mới có thể biết được. Không bằng hắn đi hỏi Nam Thúc còn hơn. Cáo từ. Không có tin tức gì mới của huyền thiên bí cảnh cho nên Lục Lâm Thiên lập tức cáo từ rời đi. Dương Quá trưởng lão, có lẽ gần đây sẽ có một ít tin tức về huyền thiên bí cảnh, còn nữa, mấy ngày gần đây trưởng lão cũng phải chú ý một chút. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên muốn rời đi, nữ tử áo tím mở miệng nói. Đa tạ. Lục Lâm Thiên vừa mới bước chân ra lập tức thu lại rồi nhanh chóng rời khỏi thiên địa các. Nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt nữ tử áo tím biến đổi liên tục, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Có nhìn ra chút gì không? Sau lưng nữ tử áo bào tím có một lão giả mặc trường bào, ánh mắt có chút nghi hoặc bước ra. Không có, người này che giấu rất sâu, bên người chính là yêu thú thất giai trung kỳ, người có thể làm được như vậy sợ rằng không nhiều lắm. Nữ tử mặc áo bào tím nói, có lẽ là người của Vạn Thú Tông. Trừ đám người đó ra thì còn có phi linh môn gần đây mới nổi danh cũng có được yêu thú thất giai. Lão giả mặc trường bào nói. Bất quá hiện tại Tuyệt Linh Tông đang tìm người này, chỉ sợ người này sắp tới sẽ gặp phải không ít phiền toái. Nữ tử mặc áo bào tím nói. Nhớ kỹ, chuyện bên ngoài, thiên địa các đã có quy củ, chúng ta không thể nhúng tay vào, cũng tuyệt đối không thể tham dự. Lão giả mặc trường bào nói. Trưởng lão. Gần đây có đệ tử thiên các xuất hiện đúng không? Nữ tử mặc áo bào tím nói. Chuyện trong thiên các ta cũng không biết rõ nhiều lắm, có lẽ đã xuất hiện. Lão giả mặc trường bào nói. Không biết lần này đệ tử trong thiên các thực lực thế nào? Nữ tử mặc áo bào tím nói. Đệ tử trong thiên các, thực lực so với đệ tử tam tông tứ môn cùng với nhất tông nhất môn nhất trang nhất giáo chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Trong thế hệ trẻ tuổi hiện tại, người có thể so sánh với đệ tử thiên các mà nói, cũng chỉ có giải rác vài người trong nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, tam tông tứ môn mà thôi. Nghe nói Lục Thiếu Du của Vân Dương Tông khi trước có lẽ được tính là một người. Còn có Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn cũng có thực lực không tầm thường. Lão giả mặc trường bào nói. Trưởng lão, đệ tử trong thiên các người đã gặp chưa? Nữ tử mặc áo bào tím nói. Chức vị của ta còn chưa đủ cho nên cũng không biết. Ta chỉ nghe nói, đệ tử trong thiên các người mạnh nhất đã đột phá tới Vũ Vương cùng Linh Vương, nghe nói chính là đệ tử có thiên phú tốt nhất trong gần ngàn năm qua. Lão giả mặc trường bào nói, đã đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương sao? Đệ tử trong thiên các sợ rằng tuổi còn chưa tới 25, không ngờ lại mạnh như vậy. Nữ tử mặc áo bào tím ngẩn ngơ, cực kỳ kinh ngạc. Đệ tử trong thiên các đều là người mà thiên địa các chúng ta từ cổ vực, Đại Lục Linh Vũ, Thành Ma Vân chọn ra. Những người này được chọn từ lúc sinh ra, từ nhỏ đã bắt đầu được bồi dưỡng. Lại thêm thiên các bồi dưỡng, thực lực mạnh mẽ cũng không là chuyện quá ngạc nhiên. Ánh mắt lão giả mặc trường bào khẽ đổi rồi lập tức nói. Đệ tử trong thiên các lúc tu luyện cũng không lộ diện thân phận. Thậm chí ta còn hoài nghi, Dương Quá này có phải là đệ tử thiên các hay không? Nếu là đệ tử trong thiên các mà nói, có yêu thú thất giai trung kỳ bên người cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Trong thành Cự Giang, trong dòng người hối hả, Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh đang đi trong đám người. Vừa rồi có người ẩn nấp, thực lực không kém. Trong đám người, Bạch Linh truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Ta biết rồi, hẳn là Vũ Vương. Lục Lâm Thiên nói, vừa rồi từ trong thiên địa các hắn cũng mơ hồ cảm giác có một cỗ khí tức ẩn nấp.
có người đang theo dõi chúng ta. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, trong tâm thầm cảm ứng có nàng đã cảm giác được có mấy đạo thân ảnh vẫn đi theo sau hai người. Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được, ánh mắt hắn trầm xuống. Không chỉ có một người đi theo mà là không ít. Dương Quá đại nhân. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Thanh âm vừa dứt, trong đám người có một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Chính là Hoàng Đan kia. Hoàng Đan tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Lục Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại gặp tiểu nữ này. Dương Quá đại nhân, sao hai người lại còn tiến vào trong thành cơ chứ? Sắc mặt Hoàng Đan đại biến, vội vàng nói. Hai vị nhanh đi theo ta, nếu muộn sợ rằng không kịp. Thanh âm vừa dứt, Hoàng Đan lập tức bảo hai người đi theo mình rồi nhanh chóng tiến vào trong dòng người. Lục Lâm Thiên khẽ giật mình, ánh mắt nhìn Bạch Linh một cái rồi lập tức hai người nghi hoặc đi theo sau. Trong dòng người, sau khi rẽ mấy lần, một lát sau hai người đi tới một hẻm nhỏ yên tĩnh. Hai vị, mời nhanh theo ta. Sắc mặt Hoàng Đan vô cùng khẩn trương nhìn chung quanh, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự khẩn trương rồi nhanh chóng tiến vào trong một đình viện gần đó. Đây là một đình viện cực kỳ yên tĩnh, bên trong vô cùng tao nhã. Trong phòng nhỏ, Lục Lâm Thiên hỏi. Hoàng Đan tiểu thư, nàng làm gì vậy? Đại nhân, chẳng lẽ người không biết, hiện tại Tuyệt Linh Tông đang tìm người trong toàn thành sao? Hoàng Đan nói. Tìm ta sao? Lục Lâm Thiên giật mình, có chút ngoài ý muốn nói. Đại nhân xem đi. Hoàng Đan nhanh chóng lấy ra một tờ giấy bên trong nhẫn chữ vật giao cho Lục Lâm Thiên. Đây là... Lục Lâm Thiên giật mình. Trên tờ giấy này vẽ một người mặc áo xanh cùng với một nữ tử váy trắng, hai người đều đeo mặt nạ. Đúng là hắn cùng với Bạch Linh. Đại nhân, đây chính là thứ vạn tượng môn ta thu được. Tuyệt Linh Tông hiện tại đang tìm đại nhân. Hoàng Đan nói. Tuyệt Linh Tông. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý. Đối với Tuyệt Linh Tông này, từ trong miệng Hoàng Đan Lục Lâm Thiên đã biết một ít. Thế nhưng từ trong đầu ba vũ xuất của vạn tượng môn Lục Thiếu Du dùng siêu linh thuật đã biết được không ít chuyện. Tuyệt Linh Tông này chính là thế lực bên trong thành Cự Giang, là thế lực lớn nhất. Tất cả các thế lực trong thành Cự Giang này đều coi Tuyệt Linh Tông giống như thiên lôi sai đâu đánh đó, đồng khí liên chi. Mà khi trước Đoạt Hồn Vương kia chính là trưởng lão của Tuyệt Linh Tông. Vọng Giang Song Hùng cùng bọn người Lạc Sơn kia cũng đều là tán tu Đoạt Hồn Vương đưa tới giúp đỡ. Một cường giả linh vương bên người chắc chắn sẽ có không ít cường giả vũ đạo giao hảo. Đây là chỗ tốt của linh giả, cho nên cường giả linh giả tán tu mà nói, cũng không có thế lực nào dám tùy tiện trêu chọc. Cường giả linh giả tán tu thường giao hảo với khắp thiên hạ. Một khi đắc tội với bọn họ, chính là chọc phải tổ ong bò vẽ. Giống như Đoạt Hồn Vương kia, còn kết giao với Lưu Kiếm, các loại cường giả khác. Sau khi Lục Thiếu Du dùng siêu linh thuật mới biết, Lưu Kiếm kia gọi là Khoái Kiếm Vương, Lục Thiếu Du cũng tự mình chứng kiến thực lực của hắn. Vũ Vương nhị trọng, tạo nghệ trên phương diện kiếm thuật quả thực cũng bất phàm. Lúc này Tuyệt Linh Tông kia tìm hắn, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nghĩ tới, chuyện này có liên quan tới Thị Huyết Linh Phong. Nếu không phải hắn để Khôi Tứ cùng với Bạch Linh ra tay thì Thị Huyết Linh Phong rất có thể đã rơi vào trong tay Đoạt Hồn Vương kia rồi. Đại nhân, các ngươi chờ ở đây tới tối. Buổi tối ta sẽ sắp xếp một đầu yêu thú phi hành cho hai vị rời khỏi thành Cự Giang, Tuyệt Linh Tông này thực lực mạnh mẽ, đại nhân không nên trêu chọc thì tốt hơn. Hoàng Đan nói với Lục Lâm Thiên, lúc này nàng so với bản thân Lục Lâm Thiên còn sốt ruột hơn. Mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy lo lắng. Tuyệt Linh Tông tuy rằng thực lực không kém, thế nhưng nếu thực sự đối phó với hắn, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có người tới. Ánh mắt Bạch Linh nhảy lên. Lúc này trên không trung có mấy đạo thanh âm vang lên. Chẳng lẽ là Tuyệt Linh Tông nhanh như vậy đã tới? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lập tức rời khỏi tiểu sảnh. Bên trên, giữa không trung lúc này có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện rồi nhanh chóng đáp xuống đỉnh viện. Từng đạo khí tức cường hãn tỏa ra. Đám người tới tổng cộng có hơn 20 người. Hai người đi đầu có khí tức cường hãn nhất. Gợn sóng trong không gian quanh người hai người lúc này trực tiếp vặn vẹo. Người bên trái là một lão giả chừng 50 tuổi mặc một bộ y phục màu xanh khiến cho trẻ hơn vài phần. Người bên phải lão giả này tuổi chừng 40, một thân hoa phục. Cái đầu to lớn, dáng người có chút mập mạp, thế nhưng hai mắt cực kỳ thâm thúy, người khác nhìn vào trong lòng không khỏi run lên. Bái kiến trưởng môn, phó trưởng môn, bái kiến chư vị trưởng lão.
Nhìn thấy đám người này, sắc mặt Hoàng Đan lập tức đại biến, thân thể mềm mại run lên, âm thầm cắn răng một cái rồi hành lễ với mấy người này. Hoàng trưởng lão, làm tốt lắm, tìm được người cho chúng ta. Lúc này, người trung niên mập mạp kia lập tức tới trước mặt Hoàng Đan rồi đem một tay đặt vào trên cổ tay nàng. Phó trưởng môn, người nói cái gì? Sắc mặt Hoàng Đan đại biến, kinh ngạc nói. Đem hai người này dẫn tới đây, trong môn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi lui xuống trước đi. Đại hán mập mạp nói. Phó trưởng môn, các người theo dõi ta. Sắc mặt Hoàng Đan lập tức thất kinh, lớn tiếng nói. Dương Quá đại nhân, người đi đi, ta không bán đứng các ngươi đi mau đi. Biến cố này khiến cho Lục Thiếu Du giật mình, thế nhưng cũng không có kinh hoàng. Từ trong siêu linh thuật hắn đã biến được, người tới chính là cường giả của vạn tượng môn, mà linh xuất thất trọng từ trong vạn hạp quật đào tẩu cũng có mặt ở phía sau hai người. Trong hai người dẫn đầu này một người là trưởng môn vạn tượng môn, tên là Bạch Vạn Tượng, thực lực vũ vương tam trọng. Trong thành cự giang này cũng là một nhân vật phong vân. Mà trung niên mập mạp kia chính là linh vương nhị trọng, được gọi là tụ linh vương, trong thành cự giang này cũng là một người hiệu lệnh một phương. Siêu siêu, tụ linh vương kia đánh ra mấy đạo chỉ ấn vào trên người Hoàng Đan lập tức không còn nhúc nhích, sau đó bị mấy người phía sau tiến lên kéo về. Mắt nhìn mọi chuyện xảy ra lúc này hai mắt Hoàng Đan mở lớn, lửa giận tràn ngập, thế nhưng không thể làm được gì khác. Chắc hẳn ngươi là Dương Quá đúng không? Nghe nói các hạ gần đây thu được thị huyết linh phong, không biết là thật hay giả. Bạch Vạn Tượng chắp tay mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Thế nhưng ánh mắt hắn lúc này thi thoảng vẫn liếc về phía Bạch Linh. Từ trong miệng linh xuất cửu trọng vạn tượng môn chạy thoát từ vạn hạp quật về hắn đã biết được Bạch Linh là yêu thú thất giai trung kỳ. Đầu yêu thú thất giai trung kỳ này thực cao thấp ra sao hắn cũng không rõ. Yêu thú vừa mới đạt tới thất giai trung kỳ mà nói, thực lực tương đương với vũ vương tứ trọng. Nếu tới thất giai trung kỳ đỉnh phong thì thực lực tương đương với vũ vương lục trọng. Cho dù hắn biết nữ tử trước mắt là yêu thú thất giai trung kỳ, thế nhưng cũng không có cách nào phán đoán ra thực lực hiện tại của nàng. Ta có thu phục được đầu thị huyết linh phong kia hay không có liên quan gì tới ngươi? Ngươi có việc gì không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống rồi nhìn về phía Bạch Vạn Tượng. Đồng thời ánh mắt liếc qua Hoàng Đan. Giờ phút này Lục Thiếu Du cũng không có cách nào khẳng định, có phải Hoàng Đan cố ý dẫn hắn tới đây hay không? Chuyện này thật thật giả giả khiến cho Lục Thiếu Du trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phán đoán. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, ánh mắt Bạch Vạn Tượng có chút biến hóa. Đối phương dường như cũng không đặt hắn vào trong mắt. Dương Quá, ta mặc kệ ngươi là người phương nào. Giao ra đầu khôi lỗi thất giai trên người ngươi, sự tình Tuyệt Linh Tông cùng với ngươi vạn tượng môn ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Thế nào? Ánh mắt tụ linh vương khẽ đổi, nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Lẽ nào vạn tượng môn cũng làm chuyện cản đường cướp bóc này sao? Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Quanh thân có một cỗ hàn ý khuếch tán. Xem ra vạn tượng môn này sau khi biết được mình chữa trị được khôi lỗi thất giai thì đã hối hận. Cản đường cướp bóc, ở đây căn bản không có người khác cho nên cũng không có ai biết rõ. Chuyện này đối với tất cả mọi người đều là chuyện tốt, người cảm thấy thế nào? Tụ linh vương nhìn Lục Lâm Thiên, khóe miệng nở nụ cười nhạt rồi nói. Chỉ sợ vạn tượng môn các ngươi không có bổn sự này. Các ngươi có muốn tiến lên thử xem hay không? Ta cũng không ngại thử cùng các ngươi một lần. Hy vọng tới lúc đó các ngươi sẽ không hối hận. Lục Lâm Thiên nói. Các hạ đừng quá kiêu ngạo, nơi này chính là thành cự giang. Ánh mắt Bạch Vạn Tượng trở nên lạnh lẽo. Vạn tượng môn hắn có thể đặt chân ở trong thành cự giang há có thể đơn giản. Thế nhưng lúc này nhìn nữ tử mặc bộ váy trắng kia hắn cũng không dám lộn xộn. Lâm Thiên, có cường giả tới đây, thực lực rất mạnh. Đi mau. Lúc này, ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, nhanh chóng kéo tay Lục Lâm Thiên. Thân ảnh nàng giống như quỷ mị trong nháy mắt đã hiện lên trên không trung. Ngăn bọn hắn lại, mau đuổi theo. Ánh mắt Bạch Vạn Tượng trầm xuống, thân ảnh mang theo không gian vặn vẹo lập tức đuổi theo hai người Lục Lâm Thiên. Siêu siêu. Đám người Vạn Tượng môn lúc này cũng lập tức đuổi theo. Ngay khi Bạch Linh nhanh chóng rời khỏi nơi này, trong không trung có một tiếng quát vang vọng. Các ngươi trốn không thoát đâu, trong thành cự giang ta há có thể để cho các ngươi đào thoát. Tiếng quát này vang vọng giống như sấm sét không ngừng truyền ra trong không trung.
thanh âm lượn lờ bốn phía khiến cho màng tai mọi người đau nhức. Phía dưới thành Cự Giang, lúc này có không ít thân ảnh nhìn lên trên không trung. Tiếng quát vang lên, giữa không trung từ bốn phương tám hướng có vô số người bắn về phía trước. Từng đạo thân ảnh xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh, từ bốn phía tám hướng lúc này nơi nào cũng có người cản đường hai người bọn họ. Siêu! Thân ảnh Bạch Linh dừng lại, thu bàn tay trắng nõn nà về. Ánh mắt khẽ đổi, nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Trừ đám người Đoạt Hồn Vương cùng với Lưu Kiếm ra, còn có một Linh Vương ngũ trọng, một Vũ Vương nhị trọng, còn có Vũ Vương nhất trọng, lại thêm không ít vũ xuất cùng linh xuất, lần này phiền toái lớn rồi. Nhiều như vậy sao? Giờ phút này sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ ngưng trọng nhìn về phía trước. Trong mắt tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Không nghĩ tới lúc này lại có nhiều cường giả như vậy tới đây. Trong thành Cự Giang này quả thực đúng là ngọa hổ tàng long a. Ngay khi Lục Lâm Thiên nhướng mày, trong không trung vang lên từng tiếng xé gió. Cường giả của Vạn Tượng Môn do Bạch Vạn Tượng dẫn đầu nhanh chóng xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt một đám thân ảnh mang theo khí tức cường hãn xuất hiện bốn phía rồi dừng lại xung quanh người Lục Thiếu Du. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua, đám người có mặt lúc này ước chừng 50 người, bên trong còn có không ít thân ảnh Lục Lâm Thiên quen thuộc. Đoạt Hồn Vương cùng Khoái Kiếm Vương, Lạc Sơn Tứ Anh cùng với đám người Vọng Giang Song Hùng đều có mặt. Cuối cùng Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn qua ba người Đoạt Hồn Vương. Trong ba người này có một người mặc trường bào màu vàng, tuổi chừng 60. Khuôn mặt lão giả này gầy gò, hốc mắt sâu hóm, ánh mắt vô cùng quỷ cùng với âm trầm. Đặc biệt nhất là mái tóc của hắn một nửa màu trắng một nửa màu đen, cực kỳ quỷ dị. Nhìn thấy người này Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhận ra, người này chính là tông chủ Tuyệt Linh Vương của Tuyệt Linh Tông, Vũ Vương Ngũ Trọng, tuy rằng ở trong thành Cự Giang thế nhưng toàn bộ cổ vực không ai không biết tới. Bên người lão giả này có một trung niên mặc hoa phục màu trắng, bộ dáng có chút hèn mọn, ánh mắt hiện lên tà quang. Người bên phải là một người chọc đầu, tuổi chừng 50, dáng người tráng kiện, toàn thân tỏa ra khí tức cường hãn. Phong Dực Vương, Kim Trùy Vương. Ánh mắt đảo qua hai người, trong nội tâm Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng. Thực lực của người trung niên áo trắng gọi là Phong Dực Vương kia là Vũ Vương nhất trọng. Đại Hán gọi là Kim Trùy Vương kia là Vũ Vương nhị trọng. Những người này trong lúc siêu linh thuật Lục Lâm Thiên cũng có chút ấn tượng. Lúc này chỉ cần nhìn vào hình dáng bên ngoài là Lục Thiếu Du lập tức nhận ra. Mà trừ mấy người này ra chung quanh còn có hơn 40 vũ xuất, có mấy người thực lực là vũ xuất cửu trọng, không kém đám người Vọng Giang Song Hùng bao nhiêu, cỗ thực lực như vậy tuyệt đối là khủng bố. Khặc khặc, trốn đi, sao lại không trốn nữa? Trong thành Cự Giang này người lão phu muốn tìm còn chưa có ai có thể chạy thoát. Y phục trên người lão giả gọi là Tụ Linh Vương kia tung bay. Lăng không mà đứng trên không trung. Ánh mắt hiện lên vẻ âm trầm nhìn vào Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh. Y phục trên người phất phới, mơ hồ mang theo gợn sóng khuếch tán ra không gian. Cỗ khí thế cường hãn này trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du. Hừ, Linh Vương ngũ trọng là có hung hăng càn quấy sao? Bạch Linh khẽ quát một tiếng, yêu nguyên quanh người bùng ra. Y phục trắng như tuyết trên người run lên, một cỗ khí thế vô hình đột nhiên khuếch tán. Hai cỗ khí thế nhanh chóng va chạm với nhau trong không trung. Không gian chung quanh lập tức vặn vẹo rồi trở nên tĩnh lặng. Yêu thú thất giai trung kỳ. Trong nháy mắt sắc mặt Tuyệt Linh Vương này khẽ biến. Lúc này Lục Lâm Thiên nhìn thấy chung quanh hắn ngoại trừ Tuyệt Linh Vương này ra còn có cường giả Vạn Tượng Môn, Uyệt Linh Vương, Đoạt Hồn Vương, Tụ Linh Vương, Bạch Vạn Tượng, Khoái Kiếm Vương, Kim Trùy Vương, Phong Dực Vương. Hiện tại hắn và Bạch Linh đang bị một Linh Vương ngũ trọng. Hai Linh Vương nhất trọng, một Vũ Vương tam trọng, hai Vũ Vương nhị trọng còn có một Vũ Vương nhất trọng vây công. Ba Linh Vương, bốn Vũ Vương, còn có thêm 50-60 vũ xuất vây công. Lúc này dù Lục Lâm Thiên bình tĩnh thế nào cũng bắt đầu có chút chết lặng. Không ngờ vì một đầu thị huyết Linh Phong lại tạo thành động tĩnh lớn tới như vậy. Giờ phút này sắc mặt Bạch Linh cũng cực kỳ ngưng trọng. Thế nhưng không phải là nàng e ngại, mà là có nhiều cường giả như vậy tuyệt đối vô cùng phiền toái. Đặc biệt là một Linh Vương ngũ trọng. Phía dưới, khí tức kinh người trên không trung lúc này hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn lên trên không trung, trong mắt mang theo sự kinh ngạc. Hai người kia là ai? Sao lại chọc phải Tuyệt Linh Vương vậy? Há chỉ có Tuyệt Linh Vương, còn có Kim Trùy Vương, Phong Dực Vương, Đoạt Hồn Vương, Khoái Kiếm Vương, Bạch Vạn Tượng của Vạn Tượng Môn và Tụ Linh Vương nữa. Hai người này sợ rằng thảm rồi.
hai người này sợ rằng chính là Dương Quá, Mạc Sầu gần đây Tuyệt Linh Tông đang tìm. Chân dung hai người giống như trong bức họa, không biết hai người này đắc tội với Tuyệt Linh Vương ở chỗ nào. Trong lúc mọi người ở phía dưới đang nghị luận thì bên trong có một đám người nhỏ, có một đạo thân ảnh mắt nhìn lên phía trước. Người này khí độ bất phàm, hai mắt sáng như đuốc. Trên người toát ra một cỗ anh khí, bên người hắn còn có một vị mỹ phụ chừng 30 tuổi. Chính cường, Dương Quá cùng Mạc Sầu rốt cuộc có địa vị gì, không ngờ lại khiến cho Tuyệt Linh Vương xuất động nhiều cường giả như vậy. Xem ra hai người này không ổn rồi. Mỹ phụ bên người trung niên kia nói, mà hai người này cũng không phải là ai khác mà chính là Lý Chỉ Chính cùng tứ tuyệt yêu cơ Khâu Mỹ Vi và chúng cường giả từ Linh Thiên Môn đi tới thành Cự Giang này. Nữ tử mặc y phục màu trắng kia chính là yêu thú thất giai trung kỳ. Khí tức nam nhân kia ta nhìn không thấu, thế nhưng hẳn là linh xuất. Linh Thiên Môn ta vừa mới nhận được tin tức, hai người này dường như ngăn cản đoạt hồn vương kia đoạt mất thị huyết phi phong ở trong vạn hạp quật cho nên có lẽ Tuyệt Linh Tông mới xuất động nhiều cường giả tới như vậy. Trong vạn hạp quật kia tại sao lại có thể có thị huyết linh phong cơ chứ? Nếu như đạt được một đầu thị huyết linh phong mà nói, chính là một trợ lực vô cùng lớn a. Nếu như để thị huyết linh phong đột phá tới bát giai, coi như là Linh Thiên Môn ta cũng coi như một trợ thủ cực mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Ánh mắt Khâu Mỹ Vì biến đổi, trên khuôn mặt hiện lên sự kinh ngạc. Chuyện trong thành Cự Giang này chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào, nhìn là được rồi. Ánh mắt Lữ Chính Cường lóe lên, dường như đối với việc này cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thế nhưng giờ phút này hắn cũng khẽ thở dài, trong thành Cự Giang này hắn cũng phải cố kỵ không ít. Trên không trung, hơn 10 đại khí tức cường hãn khuếch tán. Một cỗ áp bách từ trên trời bao phủ không gian, phía dưới đám người đang thấp giọng nghị luận một ít người thực lực thấp sắc mặt lập tức có chút biến hóa. Dương Quá, mau giao ra thứ lão phu muốn thì ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Cảm nhận được thực lực của Bạch Linh, ánh mắt Tuyệt Linh Vương trầm xuống, nhanh chóng nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Ngươi có thứ gì trên người ta sao? Cảm nhận áp lực trong không trung lúc này, Lục Lâm Thiên nhướng mày, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tuyệt Linh Vương rồi nói. Các hạ quả thực quá để mặt tới ta, đội hình lớn như vậy đây là lần đầu tiên ta gặp phải. Hừ, ngươi ngăn cả trưởng lão đoạt hồn vương của Tuyệt Linh Tông ta thu phục thị huyết linh phong. Bút sổ sách này cần phải tính toán một phen, bằng không Tuyệt Linh Tông ta sau này làm sao có thể đặt chân ở trong thành Cự Giang này. Giao ra thị huyết linh phong, ta có thể phá lệ để các người rời đi. Thị huyết linh phong không có trên người ta, sợ rằng phải để cho các hạ thất vọng rồi. Lục Lâm Thiên nói, hừ, có ở trên người không để ta lục soát là biết. Tay áo Tuyệt Linh Vương vung lên rồi lạnh nhạt nói. Sắc mặt Lục Lâm Thiên khẽ biến đổi, lạnh lẽo nói. Tuyệt Linh Vương, sợ rằng ngươi còn chưa có bổn sự này. Lão Phu có bổn sự này hay không bây giờ ngươi còn chưa nhìn ra sao? Nếu như không giao ra thì mạng của ngươi sẽ nằm ở chỗ này. Bất kể là ai, ở bên trong thành Cự Giang mà nói, nếu như là rồng thì phải cúi đầu, là hổ thì phải nằm xuống cho ta. Tuyệt Linh Vương lạnh nhạt nói. Tuyệt Linh Vương, đừng tưởng rằng là Linh Vương ngũ trọng mà có thể hung hăng càn quấy. Nếu như hôm nay ngươi dám động vào ta thì ngày sau ta sẽ sớm muộn diệt Tuyệt Linh Tông các người. Cho Tuyệt Linh Tông các ngươi không ngay cả hài cốt cũng không còn. Trong mắt Lục Lâm Thiên có một cỗ hàn ý tràn ra. Thanh âm khàn khàn mang theo sự lạnh lẽo quanh quẩn trong không trung khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên khiến không bầu không khí lúc này trở nên căng cứng. Ai cũng biết việc hôm nay chỉ sợ khó có thể hòa hoãn. Thế nhưng trong nội tâm mọi người đều đang suy nghĩ, chẳng lẽ hai người này có thể chống lại hơn 10 cường giả cùng với Tuyệt Linh Vương hay không? Tuyệt Linh Vương, người này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì động thủ đi. Tuyệt Linh Vương còn chưa đáp lời, Đoạt Hồn Vương bên cạnh hắn nhanh chóng cười lạnh nói. Ánh mắt âm trần nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự hận ý. Hắn thiên tâm vạn khổ chuẩn bị thu phục thị huyết linh phong thế nhưng vì tên Dương Quá này lại làm cho hắn uổng công một phen. Cho dù lúc này Dương Quá kia giao ra thị huyết linh phong thì cũng không tới tay hắn mà là Tuyệt Linh Vương được hưởng. Nhớ tới chuyện này hắn hận không thể lập tức đem Dương Quá này băm thành nhiều mảnh. Bạch trưởng môn, các ngươi thì sao? Ánh mắt Tuyệt Linh Vương trầm xuống, nhìn vào Bạch Vạn Tượng cách đó không xa. Ánh mắt Bạch Vạn Tượng khẽ đổi, nói. Dựa theo quy củ. Ta ủng hộ Tuyệt Linh Vương tuyệt đối. Động thủ.
Nghe Bạch Vạn Tượng nói vậy, sắc mặt Tuyệt Linh Vương hơi đổi, rồi đột nhiên quát lên. Siêu siêu. Ngay khi thanh âm của Tuyệt Linh Vương vừa dứt, mấy đạo thân ảnh bên cạnh Lục Lâm Thiên trên không trung lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Mấy vũ xuất trực tiếp đánh về phía Lục Thiếu Du. Mấy đạo chân khí mang theo gợn sóng trong không gian cùng với kình phong hung hãn đột nhiên bắn về phía Lục Thiếu Du. Muốn chết. Khi mấy đạo chân khí này còn cách Lục Lâm Thiên mấy trượng, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên hiện lên. Yêu nguyên bàng bạc trong cơ thể tuôn ra. Mấy đạo quang trụ trong nháy mắt như sấm sét hiện lên, lập tức dùng một tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh vào trên người mấy vũ xuất kia. Mấy đạo quang trụ hung hãn trực tiếp đem công kích của mấy vũ xuất đánh thành tiêu tán. Đồng thời một cỗ lực lượng mạnh mẽ hung hăng va chạm, đem thân thể mấy vũ xuất kia đánh bay đi. Phốc phốc. Chỉ trong nháy mắt, mấy vũ xuất này trực tiếp phun ra một ngụm máu. Hai người trong đó thân hình từ trên không trung trực tiếp rơi xuống mặt đất. Tổng cộng công kích Lục Thiếu Du là 6 người, lúc này 2 người chết 4 người bị trọng thương. Cẩn thận một chút. Bạch Linh đáp xuống bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Lúc này ánh mắt nàng nhìn về phía trước, một cỗ sát ý trong người hiện lên. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng mang theo vẻ lạnh lẽo như băng, người vừa mới nhìn vào cũng lập tức cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đầu yêu thú thất giai trung kỳ này để cho ta. Các ngươi trực tiếp đánh chết tiểu tử kia. Tuyệt Linh Vương mặc áo bào màu vàng quát lên một tiếng. Thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở phía trước. Mái tóc hai màu đen trắng tung bay. Năm ngón tay giống như móng vuốt trực tiếp chộp về phía Bạch Linh không chút lưu tình nào. Linh lực tràn ngập bên trong, kình phong cuồng bạo được hình thành trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo. Nếu như bị chụp chúng, sợ rằng Bạch Linh cũng ăn không tiêu. Thực lực thật mạnh mẽ. Phía dưới. Đám người trong thành Cự Giang nhìn thấy Tuyệt Linh Vương ra tay công kích lập tức ổ lên vài tiếng thét chói tai. Công kích của Linh Vương không ngờ lại mạnh mẽ tới tình trạng này. Mắt nhìn đạo trảo ấn đang đánh tới, sắc mặt Bạch Linh lúc này cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ánh mắt nàng càng trở nên lạnh lẽo, giống như tới từ cửu u địa ngục. Mà thân hình của Bạch Linh lúc này nhanh chóng trở nên mơ hồ. Siêu siêu. Trong nháy mắt, đạo trảo ấn kia đánh tới chỗ Bạch Linh vừa đứng. Đạo trảo ấn đánh xuống, dưới vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người, trực tiếp đánh trúng Bạch Linh. Giờ phút này, đồng tử Tuyệt Linh Vương cóc lại, nắm tay bóp lại một cái, trực tiếp đem Bạch Linh bóp thành hư vô. Thế nhưng sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, thân ảnh nhanh chóng lui lại. Tới rất nhanh, ánh mắt Tuyệt Linh Vương có chút giật mình, khi thân hình rút lui, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Một màn rung động vừa rồi khiến cho nội tâm không ít người phía dưới nhảy dựng lên. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Tuyệt Linh Vương chỉ đánh nát một đạo tàn ảnh thì trong mắt mọi người lại hiện lên sự kinh ngạc. Thực lực của Tuyệt Linh Vương tất cả mọi người trong thành Cự Giang này đều biết. Thế nhưng người kia không ngờ lại tránh thoát khỏi công kích của Tuyệt Linh Vương. Linh Vương ngũ trọng, người còn chưa đủ. Trong không trung bên trái Tuyệt Linh Vương lúc này có một thân ảnh xinh đẹp đột nhiên xuất hiện giống như quỷ mị. Cánh tay khẽ dương lên, thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết. Phanh! Một đạo yêu nguyên cường hãn nhanh chóng được bắn ra. Người Bạch Linh khẽ vặn vẹo mà lúc này thân hình của nàng cũng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang mơ hồ, mang theo kình phong hùng hồn cùng với một đạo quang trụ màu trắng trong tay trực tiếp bắn về phía Tuyệt Linh Vương kia. Hừ! Ánh mắt Tuyệt Linh Vương trầm xuống, thủ ấn được kết. Trong mắt hắn lúc này hiện lên sự ngưng trọng, nhanh chóng đón công kích của Bạch Linh. Trong nháy mắt hai đạo thân ảnh lập tức va chạm vào với nhau, không gian chung quanh vặn vẹo. Siêu siêu. Cùng lúc đó, trước người Lục Lâm Thiên, khoái kiếm vương kia mang theo mấy trăm đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía Lục Thiếu Du. Công kích của Vũ Vương nhị trọng há có thể coi thường, thực lực của Vũ Vương không phải là thứ mà Vũ Xuất có thể chống lại. Ngao. Một thanh âm giống như sói tru vang lên. Lúc này trước người Lục Lâm Thiên có một cỗ quang mang nhanh chóng tuôn ra. Thân hình khôi tứ vô cùng khổng lồ thế nhưng lại giống như thiểm điện nhanh chóng xuất hiện mang theo khí tức cường hãn. Toàn thân nó lúc này kim quang lưu chuyển, cái đầu sói dữ tợn giống như vật còn sống, miệng gầm lên một tiếng. Lúc này trên cánh tay nó có một cỗ kim quang giống như thiểm điện lưu chuyển rồi nhanh chóng hội tụ trên cánh tay. Siêu. Tiếp theo, cánh tay cực lớn kia của khôi tứ mang theo một cỗ lực lượng xuyên thấu không gian lập tức xẹt qua không gian đem theo 10 đạo trảo ấn sắc bén. Hàn quang trên chảo ấn tuôn ra khiến cho không gian vặn vẹo. Gợn sóng trong không gian lúc này trực tiếp hóa thành hư vô. Keng khâng. Kiếm quang, chảo ấn lập tức va chạm với nhau,
tiếng kim loại va chạm vang lên. Một đám kình khí hung hãn khuếch tán ra bốn phía, một mảnh kiến trúc khổng lồ phía dưới lúc này trực tiếp bị phá hủy, vô số người bị ảnh hưởng. Hai người giao thủ chỉ trong nháy mắt mà thôi, thời điểm khi chảo ấn cùng với kiếm quang đồng thời biến mất, Khoái Kiếm Vương trực tiếp lui lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khôi Tứ, trong mắt hiện lên sự sợ hãi. Khôi Tứ này quá mức cường hãn, thực lực tuyệt đối không dưới hắn. Mà dựa vào bản thể cường hãn của Khôi Lỗi cùng khí thế không sợ chết kia, cho dù hắn gặp phải cũng không dám ngạnh kháng chút nào. Nếu như ngạnh kháng với Khôi Lỗi, chỉ có bản thân hắn chịu thiệt mà thôi. Ngao! Khôi Tứ gầm lên một tiếng, công kích cũng không dừng lại chút nào. Kim quang trong cơ thể tuôn ra, bàn chân cực lớn kia đạp mạnh hư không một cái, gợn sóng trong không gian lắc lư. Đạo chảo ấn thứ nhất cũng mang theo lực lượng cường hãn xuyên qua gợn sóng trong không gian đánh thẳng về phía Khoái Kiếm Vương kia. Khôi Lỗi thất cấp. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên gọi ra Khôi Lỗi thất cấp, đám người Vạn Tượng Môn lúc này vô cùng đau lòng, đây chính là thứ bọn hắn bán đi à. Bạch Vạn Tượng của Vạn Tượng Môn lúc này mắt nhìn toàn trường thế nhưng cũng không có ý tứ ra tay. Trong mắt hiện lên tinh quang, nếu như không nhìn rõ tình huống, dường như hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Khôi Lỗi thất cấp. Phía dưới, ánh mắt Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi cũng biến đổi. Dương quá, hôm nay ta không cần biết ngươi là ai, ngươi chết chắc rồi. Đoạt Hồn Vương xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, trong mắt mang theo hàn ý. Xem ra hôm nay phải đổ máu một chút rồi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này vô cùng lạnh lẽo, trong nội tâm cũng vô cùng ngưng trọng. Dưới loại tình huống này, bản thân hắn cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Nếu như mang theo thực lực của Phi Linh Môn tới đây thì có thể chống lại đám người này. Thế nhưng hiện tại chỉ có Bạch Linh, vậy thì cũng không có cách nào chống lại. Tiểu tử, chịu chết đi. Trong nháy mắt, Đoạt Hồn Vương kia không cho Lục Lâm Thiên thời gian thở dốc. Thân thể mang theo vẻ mặt âm lệ nhanh chóng lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Linh lực quanh người tuôn ra, miệng quát lên một tiếng lạnh lẽo. Linh lực nhanh chóng ngưng tụ ra một cỗ linh hỏa bỏng lượn lờ trên đầu ngón tay. Siêu siêu, ngón tay Đoạt Hồn Vương khẽ điểm một cái, lập tức 10 đạo chỉ ấn nóng bỏng xét qua không gian mang theo tiếng xé gió trầm thấp. Thanh âm xé gió này khiến cho màng tai mọi người đau đớn cùng với kình khí phô thiên cái địa khuếch tán ra chung quanh. Trong công kích này Đoạt Hồn Vương không chút lưu tình nào. Hoàn toàn muốn một chiêu giết chết Lục Thiếu Du, hắn không có được thị huyết linh phong chính là vì Lục Thiếu Du ra tay ngăn cản. Một kích của Linh Vương nhất trọng Lục Lâm Thiên nào dám chống lại. Nếu như bại lộ thân phận vũ giả thì có lẽ còn có thể chống lại một kích này. Thế nhưng hiện tại hắn đang dùng thân phận linh giả, hắn cũng không dám chống lại, cũng không có cách nào chống lại. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên được kết rồi nhanh chóng vỗ vào bên hông. Lúc này có một đạo huyết sắc quang mang nhanh như thiểm điện từ trong không gian thú nang bắn ra. Một cỗ khí tức hung hãn lan tràn ra bốn phía. Siêu siêu. Huyết sắc quang mang xuất hiện. Không gian chung quanh lúc này đột nhiên rung động, lập tức ở trong huyết sắc quang mang này có vô số đạo huyết sắc phá không bắn ra. Mỗi một đạo huyết sắc dường như đều mang thêm lực lượng xuyên thủng không gian, tốc độ vô cùng khủng bố, giống như lê hoa bạo vũ bao phủ không gian. Ken két. Trong nháy mắt này, hơn 10 đạo chỉ ấn bằng linh hỏa do Đoạt Hồn Vương đánh ra trực tiếp va chạm với huyết sắc kia. Sau khi va chạm vào linh hỏa, huyết sắc này lập tức hóa thành một cỗ chất lỏng đỏ tươi. Trong chất lỏng lại có một tia màu đen, sương mù màu trắng nhanh chóng thoát ra. Vô số đạo huyết sắc va chạm với mấy linh hỏa, trên huyết sắc này dường như mang theo một cỗ lực lượng ăn mòn. 10 đạo chỉ ấn bằng linh hỏa toàn bộ tiêu tán, mà lúc này huyết sắc ngập trời vẫn chưa biến mất, toàn bộ huyết sắc nhanh chóng bao phủ về phía Đoạt Hồn Vương. Thị huyết linh phong. Sắc mặt Đoạt Hồn Vương đại biến. Khí tức quen thuộc này hắn cơ hồ có thể nhận ra ngay lập tức. Không ngờ thị huyết linh phong lại rơi vào trong tay người này. Không có một chút do dự nào, khi sắc mặt đại biến, Đoạt Hồn Vương kia nhanh chóng lui lại rồi bố trí hộ thân cương khí quanh người. Thị huyết linh phong thất giai sơ kỳ không phải bằng vào thực lực của hắn hiện tại có thể ngạnh kháng. Phanh! Linh lực tuôn ra, một đạo trưởng ấn nhanh chóng được bổ ra. Thân hình Đoạt Hồn Vương nhanh chóng lùi lại, trực tiếp đem một mảnh huyết sắc trước mặt đánh thành sương mù màu đỏ. Phanh phanh! Giờ phút này, chung quanh còn lại một ít huyết sắc trực tiếp rơi vào trên hộ thân cương khí của Đoạt Hồn Vương, nhanh chóng va chạm với hộ thân cương khí.
vô số đạo huyết sắc kia sau khi va chạm với hộ thân cương khí của Đoạt Hồn Vương chỉ kiên trì được một lát rồi lập tức hóa thành một cỗ chất lỏng từ trên cao rơi xuống. Tuy rằng trong nháy mắt ngăn cản được công kích của huyết mị, điều này cũng chứng minh thực lực linh vương nhất trọng của Đoạt Hồn Vương, chỉ là lúc này Đoạt Hồn Vương cũng chật vật không thôi. Thất giai linh thú, Đoạt Hồn Vương, người coi chừng. Ngay lúc này, Phong Dực Vương cùng Kim Trùy Vương vốn ở một bên lược trận nhanh chóng hô lên một tiếng. Ba người liên thủ vây công một người vậy thì cũng quá coi trọng người áo xanh trước mắt này rồi. Thế nhưng lúc này nhìn thấy Đoạt Hồn Vương có chút không ổn, sắc mặt hai người lập tức đại biến. Cảm giác được khí tức hung hãn bạo ngược trong huyết sắc quang mang, chân khí trên người hai người tuôn ra, thân thể lao thẳng về phía trước. Hai người lao thẳng tới, khí tức cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán trong không trung. Lực lượng cuồng bạo kia khiến cho không gian chung quanh lúc này gần như vặn vẹo. Từng đạo khí lãng trực tiếp nảy lên, mục tiêu hai người lúc này chính là đoàn huyết sắc quang mang kia. Dùng nhãn lực của hai người mà nói, cũng không khó nhận ra bên trong chính là một đầu linh thú thất giai. Siêu siêu, hai người mang theo kình phong cường hãn lao thẳng tới. Trong nháy mắt cỗ huyết sắc quang mang kia run lên, một thanh âm sắc bén vang lên trong không gian, giống như là tiếng sấm rền, trong nháy mắt từ bên trong đoàn huyết sắc quang mang này bắn ra. Trong nháy mắt này, thanh âm chi chi quái dị kia hóa thành âm ba như thực chất, giống như là một cơn lốc nhanh chóng khuếch tán trong không trung. Gợn sóng trong không gian lúc này trực tiếp cuộn trào, cả không gian chung quanh như run rẩy. Linh hồn công kích bằng âm ba. Phong Dực Vương, Kim Trùy Vương lúc này kinh hãi. Nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí. Thân ảnh vừa mới hung hãn lao về phía trước lúc này trong chớp mắt chật vật lui lại. Siêu siêu. Chỉ là giờ phút này âm ba kỳ dị đã đánh tới. Cỗ âm ba này giống như một cơn sóng lớn quét qua không trung. Hai người tuy rằng trốn rất nhanh thế nhưng cũng bị dính phải. Thân hình lập tức lảo đảo, lại một lần nữa nhảy về phía sau. A. Bất quá giờ phút này mấy vũ xuất vận khí không tốt ở chung quanh lúc này bởi vì khoảng cách không xa cho nên trực tiếp bị âm ba linh hồn công kích này đánh vào. Trong đầu bọn họ lập tức như đình trệ, thân hình từ trên không trung rơi xuống mặt đất, cũng không biết còn sống hay đã chết. Linh hồn công kích hóa âm ba, nhanh phong bế thính giác lại. Bạch Vạn Tượng ở giữa không trung hét lớn một tiếp, lập tức phân phó đám người Vạn Tượng môn phía sau phong bế thính giác lại. Ở trong cỗ âm ba này xen lẫn linh hồn công kích cực lớn, nhằm thẳng vào linh hồn trong đầu bọn họ. Phốc phốc, giữa không trung lại có thêm mấy người phun ra máu tươi, lúc này âm ba mới tiêu tán trong không trung. Giữa không trung không ít người vừa mới xuống lại lúc này đều hoảng loạn lùi về phía sau. Sắc mặt không ít người tái nhợt, linh hồn công kích hóa âm ba kia quanh quẩn giữa không trung, cơ hồ là không tiêu tán khiến cho bọn hắn chỉ là vũ xuất. Khoảng cách khá xa cho nên chịu chút ảnh hưởng nhỏ đã là không dễ dàng gì rồi. Phía dưới lúc này cũng có không ít người bị liên lụy. Loại linh hồn công kích hóa âm ba này diện tích bao phủ cũng không nhỏ. Bất quá ngược lại, âm ba không phải nhằm vào phía dưới cho nên đám người phía dưới bị ảnh hưởng ít hơn, chỉ là bởi vì thực lực quá yếu cho nên mới tạo thành ảnh hưởng không nhỏ mà thôi. Thị huyết linh phong, Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi. Còn có chúng cường giả linh thiên môn lúc này đều kinh ngạc nhìn lên không trung. Ánh mắt mọi người đại biến không nghĩ tới thị huyết linh phong này lại bị Dương Quá kia thu phục được. Vốn mọi người còn không dám khẳng định, dù sao muốn thu phục được thị huyết linh phong cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Bạch trưởng môn, người còn chưa động thủ sao? Tất cả mọi người cùng tiến lên đi. Phía xa, Tuyệt Linh Vương quát to, tâm tư của Bạch Vạn Tượng kia há hắn lại không nhìn thấu. Bạch Vạn Tượng kia đơn giản là không muốn hao tổn thực lực lại muốn đạt được chỗ tốt mà thôi. Mọi người cùng nhau xông lên. Ánh mắt Bạch Vạn Tượng trầm xuống, lúc này Tuyệt Linh Vương đã mở miệng, hắn cũng không thể đứng một bên được nữa. Miệng khẽ quát một tiếng, lập tức trong Vạn Tượng môn, tất cả các cường giả tới đây đều bộc phát chân khí, linh lực trên người. Khí thế cường hãn ở trên không trung lan tràn ra. Nhanh, cùng tiến lên. Ánh mắt Đoạt Hồn Vương lóe lên hàn ý. Cũng lạnh lùng quát một tiếng. Hắn phất tay một cái, mấy chục vũ xuất, linh xuất sau lưng hắn lập tức tiến lên. Linh lực, chân khí tuôn ra, cả không trung lúc này bắt đầu run rẩy. Chi chi, một tiếng kêu quỷ dị truyền ra, chung quanh cỗ huyết sắc quang mang kia tràn ngập một cỗ huyết vụ hung hãn, mang theo khí tức bạo ngược, trong nháy mắt cả không gian run rẩy. Siêu, trong huyết vụ, ngay sau đó có một đạo huyết quang lao ra.
lập tức hóa thành một tổ ong lớn. Trong nháy mắt không gian trực tiếp run lên. Ầm ầm, tổ ong huyết sắc này xuất hiện, cả không gian thoáng run rẩy một cái. Ngay sau đó, cái tổ ong huyết sắc nhỏ bằng lòng bàn tay này nhanh chóng hóa thành một tổ ong khổng lồ chừng 600 thước, trực tiếp lơ lửng trên không trung, giống như một hòn đảo lơ lửng, bên trên có vô số cửa nhỏ. Chi chi, từng tiếng kêu quái dị đột nhiên vang vọng không gian, tổ ong huyết sắc kia run rẩy, ngàn vạn đạo huyết sắc từ trong đó bắn ra. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, trong chớp mắt có trên 2 vạn thị huyết linh phong từ bên trong tổ ong bắn ra rồi xoay quanh mẫu hoàng phong. Thị huyết linh phong rậm rạp, bao phủ không gian, những thị huyết linh phong này đều là ngũ giai, lớn nhỏ không đều. Thế nhưng hội tụ lại, khí thế cũng cực kỳ cường hãn. Chi chi, lại có tiếng kêu quái dị vang lên, trong tổ ong lập tức có hơn 10 đạo huyết quang lao ra. Hơn 10 đạo huyết quang này lao ra, khí tức hung hãn bạo ngược nhanh chóng tràn ra trong không gian, trong lúc bất chi bất giác trong lòng mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Mà hơn 10 đạo huyết quang này xuất hiện, 2 vạn đầu thị huyết linh phong vừa mới ra trước đó lập tức phấn chấn kêu lên chi chi vài tiếng, càng thêm cuồng bạo. Cuối cùng hơn 10 đạo huyết quang từ trong tổ ong bắn ra, huyết quang thu liếm, hơn 10 đầu thị huyết linh phong lục giai hiện lên. Thân thể lúc này to bằng trẻ con mới sinh, toàn thân đỏ rực, bộ dáng dữ tợn, khí tức vô cùng hung hãn. Hít! Trên không trung, dưới mặt đất, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Đối với thị huyết linh phong, không ít người chưa từng gặp qua, thế nhưng đều từng nghe nói tới. Mấy chục đầu thị huyết linh phong xuất hiện khiến cho cả không trung lúc này tràn ngập khí tức hung hãn. Trong đám người, Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi nhìn nhau, loại linh thú khủng bố như thị huyết linh phong này cấp bậc càng cao lại càng khủng bố. Cấp độ thất giai đã rất bất phàm rồi. Là thị huyết linh phong lục giai. Không ngờ lại nhiều thị huyết linh phong lục giai như vậy. Giữa không trung, đám người đang lao thẳng tới chùn bước. Đối với đám linh thú có phương thức công kích gần như tự sát này, mọi người không khỏi sợ hãi vài phần. Tuyệt Linh Tông, Vạn Tượng Môn, các ngươi muốn động thủ sao? Là rồng lão tử cũng phải nhổ long lân trên người các ngươi, là hổ lão tử cũng phải đem răng nanh các ngươi nhổ ra. Muốn đối phó ta sao? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lẽo, một cỗ sát khí ngập trời lập tức lan tràn. Cỗ sát khí này xuất hiện, ngay cả khí tức hung hãn bạo ngược trên người mẫu hoàng phong thị huyết linh phong cũng bị áp chế, không trung lúc này đột nhiên lạnh lẽo. Giết, giết cho ta. Ánh mắt Đoạt Hồn Vương khẽ giật mình, hàn ý bắn ra. Giết. Trên không trung, sau khi giật mình một lát, mọi người lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Lúc này có thêm 2 phái gia nhập cùng với Tuyệt Linh Tông, số lượng vũ xuất cùng linh xuất lúc này có chừng 60. Còn có vài vũ xuất cửu trọng, cùng với vũ xuất bát trọng. Sau khi đám người này phục hồi tinh thần lại, cũng không chút e ngại lao thẳng về phía trước. Mấy chục cường giả vũ xuất lao thẳng tới, uy áp kinh người kia trực tiếp khiến cho không trung chấn động. Ông, mấy vạn đầu thị huyết linh phong lúc này cũng vỗ cánh bay lên, nhanh chóng công kích. Tốc độ của đám thị huyết linh phong lục giai kia là nhanh nhất, tốc độ lúc này của chúng như thiểm điện, liên tục phun ra những đoàn huyết vụ. Bên trong huyết vụ này còn kèm theo linh hồn công kích, bao phủ không trung. Đám người vây xem đông nghịt phía dưới lúc này cũng phải líu lưỡi. Động tĩnh bực này thu hút ánh mắt của tất cả đám người trên đường. Số lượng người bên dưới quan sát lúc này chừng mấy chục vạn. Ai cũng thật không ngờ tới, trong thành Cự Giang đột nhiên lại xảy ra trận chiến lớn như vậy. Loại đại chiến này, trong thành Cự Giang chỉ sợ đã hơn 100 năm rồi chưa gặp. Cho dù là khi trước có xuất hiện qua, thì đó cũng là 2 thế lực lớn đại chiến. Không ai ngờ tới, hôm nay Tuyệt Linh Tông muốn đối phó với 2 người kia lại vận dụng lực lượng mạnh mẽ tới như vậy. Phanh phanh. Trong nháy mắt, thanh âm bạo liệt vang lên không ngừng trong không trung. Thanh âm bạo liệt khiến cho màng nhĩ mọi người run lên. Trong lúc giao thủ, một mảng lớn thi thể thị huyết linh phong lập tức rơi xuống mặt đất. Hàn ý trong lòng Lục Lâm Thiên tràn ra. Trong nội tâm hắn rất rõ ràng. Đại quân thị huyết linh phong tuy rằng cường hãn, thế nhưng lần trước cũng tổn thất không ít. Mà lúc này Vạn Tượng Môn cùng với đám vũ xuất, linh xuất của Tuyệt Linh Tông cũng không ít. Mà thực lực của hắn lúc này cũng không biết phải làm thế nào. Phía xa, Bạch Linh cùng Tuyệt Linh Vương, Khôi Tứ cùng Khoái Kiếm Vương đều đang giao thủ kịch liệt, cả không gian lúc này ầm ầm rung động. Lục Lâm Thiên nhìn Bạch Linh đối chiến cùng Tuyệt Linh Vương,
hai người lúc này đang kịch chiến, nhìn qua có vẻ cân bằng. Thế nhưng Lục Thiếu Du rất rõ ràng, một khi Bạch Linh khôi phục bản thể thì thực lực sẽ tăng lên nhiều. Ở trạng thái bản thể, muốn đối phó với Tuyệt Linh Vương tuyệt đối không thành vấn đề. Mà dùng hình dáng nhân loại hiện tại, thực lực của Bạch Linh chịu ảnh hưởng không ít. Muốn đối phó với Tuyệt Linh Vương thì cũng chỉ đủ để duy trì cân bằng mà thôi. Nhưng một khi lộ ra bản thể thì cũng tương đương với việc thân phận của hắn lộ ra ánh sáng. Dù sao cửu vĩ yêu hồ không phải nơi nào cũng có. Lão đại, có muốn đệ hỗ trợ hay không? Cho dù là Linh Vương ngũ trọng muốn ra tay với lão đại, dù đệ cũng không có cách nào chiến thắng được. Thế nhưng để phòng ngự thì tuyệt đối không thành vấn đề. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Tiểu Long, trước tiên cứ ở đó, chờ ta phân phó. Lục Lâm Thiên thở dài. Tiểu Long hiện thân, vậy thì thân phận của hắn trực tiếp sẽ bại lộ. Không đến lúc cuối cùng hắn vẫn không muốn bại lộ thân phận này. Nếu như thân phận của hắn bại lộ thì hắn có thể dùng huyễn ảnh thanh vũ. Khi trước hắn là vũ xuất nhị trọng, thì triển huyễn ảnh thanh vũ tốc độ có thể so sánh với vũ vương nhất trọng. Mà lúc này tu vi của hắn đã là vũ xuất thất trọng. Nếu như thi triển huyễn ảnh thanh vũ mà nói, sợ rằng Tuyệt Linh Vương kia muốn đuổi theo hắn cũng không quá dễ. Hắn muốn chạy trốn không phải vấn đề quá lớn. Thế nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thân phận này bại lộ, một khi thân phận này bại lộ, phiền toái về sau của hắn sẽ vô cùng lớn. Dương quá, ta muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Trong đám người lao tới thì huyết linh phong cũng không chống đỡ được Vũ Vương cùng Linh Vương. Lúc này Bạch Vạn Tượng đánh nát một đám thị huyết linh phong. Tay áo khẽ động, một cỗ chân khí màu xanh từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng tạo thành một tấm chắn ở trước người rồi phi về phía Lục Thiếu Du. Chủ nhân, coi chừng. Thị huyết linh phong mẫu hoàng phong quát lên một tiếng, thân hình mang theo một cỗ khí tức bạo ngược trực tiếp lướt về phía trước. Sau khi va chạm phải tấm chắn kia thì một cỗ huyết phụ lập tức được tuôn ra. Đồng thời, tấm chắn này lập tức bị ăn mòn, nhanh chóng hóa thành một cỗ hơi nước rồi biến mất trong không trung. Hừ. Trong lòng Bạch Vạn Tượng cả kinh lập tức hừ lạnh một tiếng. Thị huyết linh phong vừa mới đột phá thất giai không lâu thì quả thực không có uy hiếp quá lớn với hắn. Lập tức trong tay hắn nhanh chóng kết xuất thủ ấn, một đạo quyền ấn hung hăng được đánh về phía trước. Dương quá, ta nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì, thị huyết linh phong cũng không bảo hộ được ngươi. Trong nháy mắt này, mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, chính là Đoạt Hồn Vương, Tụ Linh Vương, Phong Dực Vương còn có Kim Chủy Vương kia. Trong bốn người lúc này có hai Linh Vương, hai Vũ Vương. Bốn cường giả vương cấp bao vây hắn, lúc này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể hít sâu một hơi. Trên phương diện linh giả hắn cũng không có biện pháp nào có thể chống lại bốn người này. Trên phương diện vũ giả hắn cũng không phải hoàn toàn không có lực chống lại, ít nhất hắn có cơ hội bình yên rời đi. Chẳng lẽ nhanh như vậy thân phận của ta phải bại lộ rồi sao? Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, hắn thật sự không muốn thân phận của mình bị bại lộ, sau này sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Nhanh thi triển huyễn ảnh thanh vũ chạy trốn. Thanh âm của Bạch Linh vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Nàng bị Tuyệt Linh Vương cuốn lấy cho nên cũng không có cách nào khác. Mắt thấy Lục Lâm Thiên bị bốn cường giả vương cấp vây khốn, nàng muốn thoát ra ngăn chặn thế nhưng lại bị Tuyệt Linh Vương ngăn chặn. Tiểu tử, để cho ta nhìn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bổn sự. Đoạt Hồn Vương lúc này không còn nhịn được nữa, hắn không cho Lục Lâm Thiên thời gian thở dốc, thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết. Đồng trong mi tâm có một đạo quang mang chói mắt bắn ra. Dưới đạo quang mang này có một cỗ linh hồn lực bàng bạc nhanh chóng tràn ra. Trong lúc đó bằng mắt thường cũng có thể thấy được đạo quang mang chói mắt này không ngờ lại hóa thành một đầu cự mãng màu trắng to chừng trăm thước. Thân hình cự mãng to lớn, cái miệng dữ tợn mở ra. Không trung lúc này cũng run lên, thân thể to lớn lập tức hung hăng bắn về phía Lục Lâm Thiên. Linh hồn công kích. Mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Hắn thật không ngờ Đoạt Hồn Vương ngay chiêu thứ nhất đã sử dụng linh hồn công kích kinh khủng tới như vậy. Tìm đường sống trong nguy hiểm, liều một lần vậy. Lục Lâm Thiên lập tức quyết định mạo hiểm một lần. Bị bốn cường giả vương cấp vây công, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Dưới uy áp của cỗ linh hồn lực bàng bạc, Lục Lâm Thiên có cảm giác mình căn bản không cách nào chống lại. Lục Lâm Thiên cắn răng một cái, ánh mắt nhìn về đầu cự mãng màu trắng đang bắn về phía mi tâm. Thân hình Lục Thiếu Du không lùi mà tiến tới, linh lực trên người tuôn ra. Thân hình nhanh chóng bắn về phía trước,
hoàn toàn không để ý tới đạo công kích bằng linh hồn kia, từng đạo thủ ấn trong tay được kết. Người này chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Hay là thực lực của hắn đã tới mức hoàn toàn không sợ công kích bằng linh hồn của Đoạt Hồn Vương? Nhìn thấy một màn này, không ít người phía dưới cũng là người có nhãn lực, ánh mắt lập tức hiện lên sự kinh ngạc. Không sợ công kích bằng linh hồn của Linh Vương nhất trọng a, coi như là Linh Vương ngũ trọng cũng không dám sơ suất, lẽ nào người này cũng là Linh Vương ngũ trọng sao? Trong lúc mọi người kinh ngạc, trong không trung, đầu cự mãng bằng linh hồn lực của Đoạt Hồn Vương mang theo xu thế cường hãn trực tiếp bắn vào trong đầu Lục Thiếu Du. Tên thổ phỉ kia, dựa vào ngươi vậy. Trong nháy mắt này Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được đầu mình mê muội, một cỗ ý thức cố gắng cưỡng ép bảo trì sự thanh tỉnh. Chống lại linh hồn công kích của Linh Vương nhất trọng, lần mạo hiểm này Lục Lâm Thiên hoàn toàn đem bản thân mình đặt vào trên kim đao màu vàng kia. Kim đao màu vàng đã ra tay cứu hắn mấy lần, mà ngay cả hồn anh của Truy Phong Tôn giả nó cũng có thể trực tiếp thôn phệ. Linh hồn công kích của Linh Vương nhất trọng nếu như nó muốn đối phó thì tuyệt không thành vấn đề. Thế nhưng nếu như hắn đoán sai, vậy thì kết cục của hắn sẽ biến thành kẻ ngu ngốc. Mắt thấy một đạo linh hồn công kích không chút trở ngại đánh vào trong mi tâm đối phương, ánh mắt Đoạt Hồn Vương khẽ biến đổi rồi hiện lên sự vui vẻ. Cưỡng ép chống lại một đạo linh hồn lực của hắn, cho dù là Linh Vương ngũ trọng cũng không dám làm vậy. Thổ phỉ a, dựa vào ngươi rồi. Lục Lâm Thiên cố gắng bảo trì thanh tỉnh, âm thầm cầu nguyện. Lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Hiện tại hắn giống như là đang đứng bên cầu nại hà, chỉ cần sai lầm một chút thôi thì hắn sẽ không còn đất để mà xoay người nữa. Đột nhiên Lục Lâm Thiên khẽ cười, kim đao màu vàng đang xoay quanh phía trên hồn đan lúc này rốt cuộc cũng có động tĩnh. Kim đao kéo theo một mảnh đao mang chói mắt, xu thế bá đạo vô cùng nhanh chóng. Khi đầu cự mãng bằng linh hồn kia tới không gian trong đầu hắn thì đao mang màu vàng trực tiếp đánh xuống. Ken két. Không có bất ngờ gì, đầu cự mãng bằng linh hồn lập tức chia năm xẻ bảy. Tiếp theo liền hóa thành mảnh vỡ linh hồn tiêu tán ở không gian trong đầu Lục Lâm Thiên. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được áp lực trong đầu hoàn toàn tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Hết thảy chuyện này chỉ có Đoạt Hồn Vương mới có thể cảm nhận được rõ ràng rất. Linh hồn lực của hắn bị chia năm xẻ bảy, linh hồn lực lúc này đã bị hao tổn vô cùng lớn. Lập tức trong đầu Đoạt Hồn Vương truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Thi triển linh hồn công kích, tuy rằng là công kích mạnh nhất của linh giả, thế nhưng cũng có nguy hiểm cực lớn, một khi thi triển linh hồn công kích thất bại thì bản thân linh giả sẽ bị phản phệ vô cùng lớn. Lúc này Lục Lâm Thiên rốt cuộc đã có động tác, thân hình trực tiếp lướt về phía trước. Linh lực bàng bạc giờ phút này trong cơ thể toàn bộ được tuôn ra. Một cỗ sát khí lạnh lẽo bỗng nhiên tràn ngập không gian. Đao hồn không nguyên diệt. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, một mảnh quang nhận ngập trời sau lưng hắn lúc này bạo vũ, vô số đao mang bắn ra, mỗi một đạo đao mang đều mang theo lực lượng xuyên thủng không gian. Đao mang hội tụ lại một chỗ rồi bao phủ cả không gian. Cả không gian chung quanh Lục Lâm Thiên run lên, quang nhận kia nhanh chóng đánh về phía Đoạt Hồn Vương. Linh hồn của Đoạt Hồn Vương đã bị trọng thương. Trong lúc hắn chưa kịp phục hồi tinh thần thì đao mang này đã bổ tới. Ánh mắt hắn hiện lên sự kinh hãi, nhanh chóng bố trí một vòng quang cháo quanh người. Siêu siêu. Quang nhận ngập trời đánh xuống, một cỗ linh hồn lực bàng bạc cuồn cuộn. Quang nhận ngập trời dùng một tốc độ như thiểm điện mang theo xu thế bá đạo lập tức bao phủ Đoạt Hồn Vương. Kinh khí ngập trời xen lẫn một cỗ linh hồn lực khiến cho không trung hỗn loạn. Kinh khí khuếch tán ra bên ngoài khiến cho một mảnh kiến trúc phía dưới ầm ầm sụp đổ. Tiếp theo, giữa không trung bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được quang cháo quanh người của Đoạt Hồn Vương lập tức bị quang nhận quỷ dị ngập trời này đánh vào. Lực lượng cuồng bạo rung động mang theo một cỗ kinh khí chấn động điên cuồng. Không gian dưới cỗ lực lượng đáng sợ này va chạm lập tức nhộn nhạo. Cỗ lực lượng này trực tiếp đánh vào trên quang cháo của Đoạt Hồn Vương. Phốc! Hết thảy xảy ra vô cùng nhanh chóng. Giống như là trong chớp mắt vậy. Đoạt Hồn Vương phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trên quang cháo quanh người xuất hiện vô số vết nứt, thế nhưng lúc này đao mang đã tiêu tán, vòng quang cháo kia mới miễn cưỡng được ổn định. Đoạt Hồn Vương này không hổ là linh vương và linh xuất chênh lệch nhau quá lớn. Một kích này của Lục Lâm Thiên vô cùng mạnh mẽ, cho dù là linh hồn lực của Đoạt Hồn Vương đã bị trọng thương. Mà hắn vẫn chống lại được công kích này. Thế nhưng dưới một chiêu này của Lục Thiếu Du, linh hồn hắn cũng bị trọng thương thêm. Chỉ là linh xuất lục trọng,
không ngờ lại đánh trọng thương được Đoạt Hồn Vương, quả thực kỳ quái. Phía dưới, hai hàng lông mày của Lữ Chính Cường nhíu lại, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Khục khục, thân hình Đoạt Hồn Vương không ngừng lùi lại trên không trung, ánh mắt hắn vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Ba cường giả vương cấp ở bên lược trận lúc này cũng tuyệt đối kinh ngạc. Ba người nhìn nhau, không có một chút do dự nào, chân khí, linh lực tuôn ra, bàn chân đạp mạnh một cái, ba người đồng thời đánh về phía Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên bất phàm, ba người cũng không còn cố kỵ tới mặt mũi mà trực tiếp liên thủ đối phó với Lục Thiếu Du. Ba người này đồng thời vây công tới, không trung lúc này run lên, khí thế bàng bạc kia khiến cho không gian gần như vặn vẹo. Chịu chết đi. Kim Trùy Vương là người thứ nhất tới sau lưng Lục Lâm Thiên, trong nháy mắt trong tay xuất hiện hai cái chùy màu vàng cực lớn, dài chừng một thước, chuôi chùy chừng nửa thước, phía trên chùy còn có bí văn, lưu quang tràn ngập. Không gian chung quanh hai cái chùy này khẽ rung động, từ trong hai cái chùy phóng ra một cỗ năng lượng đáng sợ. Một cỗ quang mang chóng mặt trong giây lát bạo phát. Một cỗ uy áp năng lượng từ trên trời đập xuống khiến cho tất cả mọi người phía dưới kinh hãi. Năng lượng đáng sợ như vậy không hổ là Vũ Vương nhị trọng. Mà Kim Trùy Vương này lại là vũ giả thổ hệ cho nên công kích càng thêm mạnh mẽ. Chỉ có bại lộ thân phận, chạy trối chết quan trọng hơn. Trong nháy mắt khi năng lượng bàng bạc kia đánh tới, Lục Lâm Thiên biết rõ mình đã không còn lựa chọn nào khác, cũng không có cách nào chạy trốn, chỉ có bại lộ thân phận mới có thể thoát chết mà thôi. Trong sát na này, Lục Lâm Thiên lập tức bắt đầu thúc giục chân khí trong người, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Tiểu tử, người bây giờ mà bại lộ chuyện linh vũ song tu thì chính là tự mình tìm phiền toái đó. Ngay khi Lục Lâm Thiên điều động chân khí, hắn lại phát hiện ra một chuyện vô cùng quỷ dị. Không ngờ chân khí lại không theo sự khống chế của hắn không có cách nào điều động được. Lúc này có một đạo thân âm quen thuộc xuất hiện trong đầu. Thanh âm này chính là thần bí nhân khi trước cho hắn mượn linh hồn lực. Còn ngây ra đó làm gì, ta sẽ cho ngươi mượn lực lượng, đừng làm mất mặt ta. Thần bí nhân vừa nói xong, Lục Lâm Thiên lập tức cảm nhận được trên người có một cỗ lực lượng quỷ dị. Toàn thân đột nhiên khẽ run lên. Lập tức có một cỗ lực lượng bàng bạc mà mênh mông giống như thủy triều điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Lực lượng này vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, bởi vì cỗ lực lượng này khi trước đã từng xuất hiện trong cơ thể hắn. Phanh! Trong lúc đó, một búa của Kim Trùy Vương không chút đình trệ nào nhanh chóng bắn tới. Không gian quanh người Lục Lâm Thiên dưới cỗ lực lượng đáng sợ kia lập tức chấn động kịch liệt, từng đạo gợn sóng trong không gian lan tràn về phía Lục Lâm Thiên. Trong lúc nguy cấp, Lục Lâm Thiên chợt run lên, mà thân hình của hắn lại quỷ dị biến mất tại chỗ. Chỉ có người đạt tới một trình độ nhất định mới có thể phát giác ra. Trong nháy mắt đó, không gian quanh người Lục Thiếu Du đột nhiên trở nên vặn vẹo, một cỗ khí thế ngập trời bắt đầu tràn ra. Trên không trung, ánh mắt Bạch Linh hoảng hốt, quang mang chói mắt quanh quẩn người, ngay khi nàng muốn hiện ra bản thể thế nhưng vào lúc đó nàng lại cảm nhận được một cỗ khí tức trên người Lục Lâm Thiên, Bạch Linh hơi do dự một chút rồi lập tức bình tĩnh lại. Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về một chùy giáng xuống trước mặt, lực lượng vốn vừa rồi còn rất kinh khủng kia hiện tại dường như không đủ đặt vào trong mắt hắn nữa. Trên người hắn lúc này có một cỗ lực lượng càng thêm cuồng bạo, thân thể khẽ chấn động, một cỗ linh hồn lực từ trong cơ thể hắn bắn ra. Giữa không trung, ánh mắt mọi người lập tức trở nên hồn ám. Trong lúc mơ hồ, lực lượng linh hồn này đã đạt tới tình trạng cùng nhau hô ứng với lực lượng trong thiên địa. Cánh tay Lục Lâm Thiên giơ về phía trước. Cả không gian lập tức vặn vẹo. Một đạo chảo ấn lập tức hiện lên. Đạo chảo ấn này tựa như trong suốt, mà trên đó tràn ngập linh hồn lực bằng bạc, trong không gian lúc này chấn động kịch liệt. Lúc này, một đạo chảo ấn hiện lên trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đánh vào trên chùy ấn đang ập tới. Chùy ấn mang theo lực lượng ngập trời lúc này bị đạo chảo ấn kia đánh vào lập tức không thể tiến thêm được một phân nào nữa. Nhanh chóng bị chảo ấn ngăn cản. Chùy ấn căn bản không thể làm dung chuyển chảo ấn một tí xíu nào. Phá! Phía xa, Lục Lâm Thiên khẽ quát lên một tiếng, bàn tay giơ lên cao rồi đột nhiên nắm lại, đạo chảo ấn trong không gian phía trước ầm ầm bạo phát. Cạch cạch! Cũng không có thanh âm bạo liệt quá lớn vang lên, chỉ có một đám thanh âm cạch cạch vang lên. Lúc đạo chảo ấn kia bạo phát, đạo chùy ấn trong không trung kia lập tức giống như một miếng đậu hũ trực tiếp bị bóp vỡ. Trong khoảnh khắc bị nghiền nát trong không trung, trong tay Kim Trùy Vương, thanh đại trùy màu vàng kia trong ánh mắt kinh hãi của Kim Trùy Vương cũng lập tức bị biến hình.
phanh phanh. Tiếp theo đó đại chùy màu vàng này bị phá hủy. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ như vô hình trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo. Dưới cỗ lực lượng này, đại chùy màu vàng nứt vỡ thành từng khúc. Đạo chảo ấn sau khi đánh nát đạo chùy ấn kia, lập tức năm ngón tay Lục Lâm Thiên khẽ đổi, chảo ấn biến thành một đạo quyền ấn, không gian quanh quyền ấn run rẩy. Trong lúc hoảng hốt, chân khí trên người Kim Chùy Vương run lên, một cỗ kình khí vô hình nhanh chóng từ trong người hắn khuếch tán, không gian chung quanh vặn vẹo. Từng đạo gợn sóng trong không gian rung động rồi khuếch tán. Đại chùy màu vàng bên trái còn lại nhanh chóng đánh ra một đạo chùy ấn. Thế nhưng đã quá muộn, tốc độ của đạo quyền ấn này khiến Kim Chùy Vương không cách nào tưởng tượng được. Đạo quyền ấn như xuyên thấu không gian trực tiếp đánh vào trên LNG ngực của hắn. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp giáng vào ngực. Phanh! Một âm thanh trầm thấp trực tiếp vang lên. Thân thể tráng kiện của Kim Chùy Vương liền phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể từ trên không trung hung hăng đập vào mặt đất. Cùng lúc đó, Phong Dực Vương bên trái cũng đã nhanh chóng đánh tới. Sau lưng còn có đôi cánh bằng chân khí, tốc độ nhanh như quỷ mị, quỷ ấn đã sớm được hắn ngưng tụ trong tay. Trong sát na này, một mảnh quang mang chói mắt đột nhiên được bắn ra. Năng lượng phong thuộc tính bàng bạc tràn ngập không trung. Sau đó một vòng xoáy chừng hơn ngàn thước xuất hiện trong không trung. Bên trong vòng xoáy xen lẫn vô số phong nhận sắc bén. Lực lượng mạnh mẽ như vậy cùng với uy thế cường hãn khiến cho gợn sóng trong không gian chung quanh vòng xoáy này trực tiếp xoay tròn theo, cả không gian triệt để rung động. Đao hồn chảm. Mắt thấy vòng xoáy này bắn tới, trong mắt Lục Lâm Thiên hiện tại chỉ có sát ý. Trong giây lát trong tay có một cái linh đao màu đỏ hiện ra. Linh đao lập tức được bổ về phía trước, giống như là Thái Sơn áp đỉnh, linh đao mang theo lực lượng cuồng bạo nhanh chóng bổ về phía vòng xoáy trước mặt. Linh đao cắt ngang hư không, một cỗ quang mang chói mắt lập tức khuếch tán. Đao mang nhanh chóng đụng vào trên vòng xoáy kia, ngay trong ánh mắt kinh ngạc tới há hốc mồm của mọi người, một đao kia trực tiếp bổ đôi vòng xoáy cuồng bạo khiến cho không gian vặn vẹo. Mà đao mang này còn chưa tiêu tán, trực tiếp xuyên thủng không gian. Không gian lúc này chỉ thoáng vặn vẹo một lát, năng lượng khủng bố bắn về phía trước. Chuyện này vượt quá dự đoán của Phong Dực Vương, bởi vì đao mang bá đạo vô cùng đã hung hăng bổ vào trên người hắn. Siêu siêu! Một thanh âm xé gió vang lên. Hộ thân cương khí trước người Phong Dực Vương nhanh chóng dạn nứt, một cỗ lực lượng bá đạo, vô cùng khuếch tán. Siêu! Ngay lúc nguy cấp này, sau đầu Phong Dực Vương có một đạo bạch nhanh chóng phóng ra. Giờ phút này hắn chỉ có thể lựa chọn dùng hồn anh mà chạy trốn. Thế nhưng hết thảy vẫn chậm một bước, đao mang quá nhanh, hồn anh vừa mới rời khỏi thể xác thì đao mang lập tức đánh tới. Hồn anh trực tiếp bị chém thành hai khúc, đao mang biến mất, thân hình Phong Dực Vương bị chém thành hai nửa, máu tươi rơi vãi xuống phía dưới, ánh mắt trợn lên tràn ngập hoảng sợ. Tới lúc chết Phong Dực Vương kia thực sự vẫn không biết tại sao đối phương lại cường hãn tới tình trạng này. Vừa rồi đối phương rõ ràng chỉ là linh xuất lục trọng mà thôi. Trong lúc mơ hồ hắn có thể cảm giác được, cỗ khí tức này cũng không phải là lực lượng của người áo xanh. Trên người áo xanh này có một cỗ linh hồn thể cường hãn. Thế nhưng tới khi hắn ngẫm ra mọi chuyện thì đã quá muộn rồi. Tụ linh vương gần đó lúc này kinh ngạc tới ngây người. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn đều nhìn thấy. Người kia trong nháy mắt không ngờ trực tiếp đem một linh vương một vũ vương thu thập vô cùng nhẹ nhàng. Đây không phải là lực lượng của người này, là linh hồn thể, trên người người này có một cỗ linh hồn thể cường hãn. Tụ linh vương không phải là kẻ yếu, thân là linh vương hắn nhanh chóng nhận ra mọi việc, lúc này hắn không có một chút do dự nào, nhanh chóng quay mình chạy trốn mang theo vẻ mặt kinh hãi. Trốn! Tụ linh vương lao đi như điên, linh lực quanh người tuôn ra. Bàn chân đạp mạnh hư không một cái, sóng gợn trong không gian lập tức như bị kích động. Thân hình của hắn giống như một đạo lưu tinh trực tiếp bắn lên không trung rồi đào tẩu. Lục Lâm Thiên nhanh chóng quay người lại, ánh mắt lạnh lùng, linh hồn lực phô thiên cái địa tuôn ra. Thủ ấn được kết, một cỗ uy thế mạnh mẽ tràn ra. Đao hồn quang nhận. Một tiếng quát từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra. Thủ ấn trong tay giơ lên cao tạo thành một đường vòng cung hoàn mỹ. Một đạo đao mang giống như trăng tàn đột nhiên xuất hiện trước cánh tay Lục Thiếu Du. Cuối cùng đao mang cắt vỡ hư không mang theo khí thế ngập trời. Đao mang này giống như Thái Sơn áp đỉnh, tựa như quân lâm thiên hạ, khí thế bá đạo vô cùng. Đao mang mang theo một mảnh tàn ảnh yêu mỹ xẹt qua không gian rồi đánh về phía trước. Siêu siêu!
thân hình hơi mập mạp của tụ linh vương kia lúc này còn chưa trốn được xa. Tốc độ đao mang lại quá nhanh khiến cho ngay khi hắn cảm được một cỗ khí tức sau lưng thì không gian chung quanh hắn lập tức vặn vẹo, sau đó đao mang nhẹ nhàng cắt vào trên lưng hắn. Một cỗ lực lượng ác liệt vô cùng tràn tới. Không gian chung quanh lúc này bắt đầu vặn vẹo, tụ linh vương cảm giác được có một cỗ lực lượng hủy diệt đang trùng kích trong cơ thể hắn. Cỗ lực lượng này quá mức khổng lồ, trong nháy mắt phá hủy cốt cách, kinh mạch trong người hắn, trong đó đánh vào trong đầu. Siêu siêu. Ngay khi đạo đao mang kia lại xuất hiện từ trong đầu tụ linh vương kia thì thân hình của hắn đã bị cắt thành hai nửa. Đạo đao mang này nhìn qua vô cùng ưu mỹ, nhẹ nhàng, thế nhưng cỗ khí thế kia lại khiến cho vô số người trợn mắt líu lưỡi. Đây mới là cảm giác cường giả. Lăng không mà đứng, mắt nhìn chung quanh, lúc này trong nội tâm Lục Lâm Thiên có một cỗ cảm giác khác lạ. Loại cảm giác do lực lượng kia mang đến quả thực vô cùng sảng khoái không gì sánh được. Phía dưới, vốn tất cả mọi người đều đang thay người mặc áo xanh kia lau mồ hôi lạnh. Bị bốn cường giả vương cấp vây công, hậu quả không cần nói cũng biết. Thế nhưng khi nhìn thấy một màn này, bốn cường giả vương cấp một người bị thương, một người chết, một người dùng hồn anh chạy trốn, một sống chết không rõ. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt này khiến cho mọi người không kịp định thần lại. Thật mạnh mẽ. Đám người phía dưới lúc này phục hồi tinh thần lại rồi hít sâu một hơi. Không ít người líu lưỡi, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Khó trách Tuyệt Linh Tông, Vạn Tượng Môn lại kéo theo đột hình lớn tới như vậy. Hóa ra hai người kia lại cường hãn tới tình trạng này. Là linh hồn thể, trên người người này có một cỗ linh hồn thể vô cùng cường hãn. Trong đám người đang quan sát phía dưới, Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi cùng chúng cường giả Linh Thiên Môn đang đều nhìn lên phía trước rồi nhướng mày. Bằng vào thực lực của bọn họ lúc này cũng đã nhận ra được nguyên nhân đang xảy ra. Mọi chuyện xảy ra vừa rồi đám vũ xuất đang kịch chiến trong không trung cũng nhìn thấy trong mắt. Lập tức trong nội tâm cả đám cảm thấy lạnh lẽo, khủng hoảng. Sắc mặt Bạch Vạn Tượng đang kịch chiến với Thị Huyết Linh Phong lúc này tái nhợt. Hắn không thể nào đoán được trong nháy mắt lại xuất hiện biến cố như vậy. Tuyệt Linh Vương đang gắt gao ngăn chặn Bạch Linh lúc này hai mắt trợn lên, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Dùng thực lực của hắn cũng không khó nhận ra trên người của thanh niên áo xanh kia có một cỗ linh hồn thể, lực lượng kia chính là đến từ cỗ linh hồn thể đó. Tiểu tử, có cường giả đến, thân thể của ngươi cũng không có cách nào thừa nhận được lực lượng của ta lâu. Nếu như ngươi không đi thì thực sự phiền toái lớn rồi. Ngay khi Lục Lâm Thiên đang muốn ra tay lần nữa thì trong đầu có một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Không có một chút do dự nào, tâm thần Lục Lâm Thiên nhanh chóng thông chi cho Huyết Nghị, thân hình thả người nhảy lên. Tiếp theo thủ ấn trong tay trong nháy mắt biến hóa, khí thế lập tức lần nữa tăng vọt. Một cỗ linh hồn lực cực lớn phô thiên cái địa đột nhiên bạo phát, trực tiếp đánh về phía Bạch Vạn Tượng đang công kích Thị Huyết Linh Phong đằng xa. Bản thể Huyết Nghị lúc này vô cùng chật vật. Thực lực của nó lúc này còn chưa thể nào chống lại Vũ Vương tam trọng như Bạch Vạn Tượng. Đối phó Vũ Vương nhị trọng có lẽ cũng đủ, cho nên trên người hiện giờ cũng có không ít thương thế. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Huyết Mị lập tức thoát thân ra, trong miệng vang lên thanh âm chi chi kỳ dị. Trong lúc đó, cái tổ ong cực lớn trên bầu trời lập tức rung động, Thị Huyết Linh Phong ngập trời nhanh chóng hội tụ. Nhìn thấy một đạo trưởng ấn của Lục Lâm Thiên đánh tới, Bạch Vạn Tượng đâu dám chủ quan. Bên trong trường ấn bàng bạc này hắn cảm giác được có một cỗ năng lượng khiến cho hắn không thể nào chủ quan được. Tâm thần khẽ động, năng lượng thuộc tính thủy trong người lập tức tuôn ra. Trong không trung lúc này trực tiếp kéo theo lực lượng trong thiên địa. Một đạo trường ấn màu xanh nhanh chóng hiện lên trong không trung. Trong nháy mắt quang mang trong trường ấn thu liễm lại, ngay sau đó đột nhiên đánh về phía trước. Hai đạo trường ấn nhanh chóng va chạm. Một tiếng năng lượng bạo tạc kinh thiên động địa giống như sấm sét vang lên trong không trung. Oanh! Tiếng bạo tạc này trực tiếp khiến cho lỗ tai đám người phía dưới ong ong. Màng nhĩ đau đớn, một ít người thực lực không đủ trực tiếp choáng váng, hoa mắt. Phanh phanh! Không gian rung động kịch liệt như vỡ nát. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ như vậy, phía dưới lần nữa lại có một mảnh lớn kiến trúc trực tiếp bị kình phong quét qua, lập tức bị san bằng thành phế tích. Thân thể Bạch Vạn Tượng lập tức bị đẩy lui về phía sau mấy chục thước, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Siêu siêu. Ngàn vạn Thị Huyết Linh Phong bắt đầu hội tụ lại. Lúc này đám người vũ xuất, linh xuất kinh hãi không ngờ lại không có ai dám ngăn cản. Một cỗ huyết sắc quang mang tuôn ra,
tổ ong khổng lồ lập tức hóa thành một tia huyết sắc dung nhập vào trong cơ thể thị huyết linh phong. Phanh! Khôi tê tê ứ không ngừng công kích tới, từng đạo công kích kia khiến cho khoái kiếm vương cũng không thể không né tránh. Cùng khôi lỗi thất giai sơ kỳ giao thủ hắn cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào. Khôi lỗi kia căn bản bằng vào thực lực của hắn cũng không thể phá vỡ thân hình của nó, cho nên hắn cũng chỉ có thể tránh né công kích mà thôi. Một trường đánh bạch vạn tượng bị thương, tâm thần Lục Lâm Thiên nhanh chóng gọi khôi tứ trở lại rồi nói. Mạc Sầu, chúng ta đi. Thanh âm vừa dứt, thân hình Lục Lâm Thiên lập tức biến mất giữa không trung. Có linh hồn lực bàng bạc kia ủng hộ, tốc độ hiện tại của Lục Thiếu Du lúc này đã tăng vọt lên rất nhiều. Chạy đi đâu? Mắt thấy những người này sắp rời đi, trong mắt Tuyệt Linh Vương hiện lên sát ý ngập trời, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Bạch Linh. Lần này dẫn người đi vây công mà lại tổn thất thảm trọng, lại không thu được gì, hắn làm sao có thể để cho đối phương rời đi dễ dàng như vậy được. Thân hình Tuyệt Linh Vương run lên, một đạo chảo ấn nóng bỏng mang theo kình khí mạnh mẽ đánh thẳng về phía Bạch Linh. Hừ! Bạch Linh hừ lạnh một tiếng, cánh tay mềm mại khẽ biến hóa. Một đạo quang trụ màu trắng nhanh chóng xuất hiện, hung hăng va chạm với đạo chảo ấn kia. Phanh! Không gian lập tức lắc lư điên cuồng. Sau khi đạo quang trụ cùng với chảo ấn va chạm, tiếng năng lượng chấn động kinh thiên vang vọng trong không trung. Thân hình hai người run lên rồi nhanh chóng tách ra. Hai người đồng thời bị đẩy lùi. Thế nhưng lúc này Bạch Linh mượn cỗ lực này thân hình nhanh chóng biến mất trong không trung. Dương quá, Tuyệt Linh Vương ta thể sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một tiếng quát từ trong miệng Tuyệt Linh Vương truyền ra, lúc này bàn chân hắn bước ra một bước muốn đuổi theo. Thế nhưng chứng kiến một màn trong không trung lúc này hắn cũng không dám đuổi nữa. Vẻ mặt của hắn lúc này vô cùng âm hàn khiến cho nhiệt độ trong không trung giảm xuống. Tuyệt Linh Tông, Vạn Tượng Môn, thù hôm nay Dương quá ta nhất định sẽ báo. Chắc chắn sẽ khiến cho Tuyệt Linh Tông, Vạn Tượng Môn các ngươi gà chó không yên. Phía xa, một đạo thanh âm cũng lạnh lẽo như băng quanh quẩn trong thành Cự Giang. Ta nên làm gì bây giờ, hắn sẽ không tin tưởng ta. Ta không bán đứng hắn, ta làm sao có thể bán đứng hắn chứ? Trong đám người, lúc này Hoàng Đan đã bị chế trụ đang dùng ánh mắt vui mừng nhìn về phía thân ảnh đã bình yên rời đi. Thế nhưng ngay lập tức ánh mắt chuyển thành mờ mịt. Nhìn hai đạo thân ảnh biến mất bên ngoài thành Cự Giang. Ánh mắt Tuyệt Linh Vương nhìn xuống phía dưới. Sau khi kiểm kê số người chết cùng bị thương của Tuyệt Linh Tông và Vạn Tượng Môn, sắc mặt hắn càng thêm lạnh lẽo. Sắc mặt Bạch Vạn Tượng lúc này cũng vô cùng khó coi, lần này Vạn Tượng Môn của hắn dây vào chuyện này chẳng những không thu được thứ hắn muốn mà còn tổn thất không nhỏ. Trong thành Cự Giang, lúc này phía dưới không trung mấy người Lục Lâm Thiên giao chiến đã trở thành một mảnh phế tích. Lúc này phía dưới lặng ngắt như tờ, mấy chục vạn ánh mắt đều mang theo sự rung động. Kết quả này vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Ai có thể nghĩ tới Dương quá kia có thể thuận lợi rời đi trong vòng vây của cường giả Tuyệt Linh Tông và Vạn Tượng Môn cơ chứ? Đây là 7 cường giả vương cấp A, còn có mấy chục vũ xuất cùng linh xuất, mà giờ phút này 7 cường giả vương cấp chỉ còn lại có một người nguyên vẹn. Một chết một trọng thương, một dùng hồn anh bỏ chạy, một sống chết không rõ. Còn có Bạch Vạn Tượng kia dường như thương thế cũng không nhẹ. Cường giả hai phái cùng nhau xuất mã, thế nhưng cuối cùng kết quả lại thành thế này. Lúc này cho dù là người có định lực tốt tới đâu cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Trong nội tâm của tất cả mọi người lúc này đều đang tự hỏi Dương quá này rốt cuộc là người nào, không ngờ lại cường hãn tới tình trạng này. Không ai biết Dương quá kia cụ thể là người nào, thế nhưng từ giờ trở đi, cái tên Dương quá này đã in sâu trong lòng tất cả mọi người.